Nô thị tu chân y thánh, Trần Phi. Tập 61. Trong mật thất, chính giữa có một ao Trần Phi hết lòng phối trí nước thuốc dịch nước ép, nhìn như lửa đỏ đỏ rực, hơi chiếm gần nhất điểm, là có thể làm người ta cảm giác được một cổ nồng nặc ngất trời nóng bỏng hơi thở, như lưỡi dao vậy treo người ra thịt, rất là làm người ta giật mình và rung động. Cùng lúc đó, làm người ta kỳ quái chính là, hiện vào lúc này Trần Phi hoàn toàn không có đứng xa xa làm hất tay trưởng quỹ, mà là liền gần liền đứng ở đó một ao nước thuốc bên cạnh, trong tay thỉnh thoảng nắm ấn quyết, ở trước mặt hắn, là có một cái màu xám đen sợi tơ từ thuốc nước kia trong kéo dài ra, trực tiếp là lan tràn tới lòng bàn tay của hắn. Vật này có chút cổ quái, không đúng, là bên trong cơ thể ngươi những ngọn lửa kia linh khí có cổ quái. Ngươi lại có thể hấp thu thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc trong năng lượng. Như vậy hồi lâu sau, vậy trận kinh không thanh âm đột nhiên đột ngột ở Trần Phi trong thức hải vang lên, vô cùng là khiếp sợ. Hiển nhiên, coi như là hắn, vậy nghe vẫn là nói qua ngoại vực thiên hạc yêu tộc, một cái tên như vậy, như thế một phe thế lực. Cái này thiên hạc yêu tộc, coi như xa không so được bên trong vực những cái kia thiên cổ đại giáo lợi hại, nhưng vấn đề là, cái này thiên hạc yêu tộc nói thế nào đi nữa, cũng có mấy vị trong truyền thuyết đủ để sánh bằng nguyên đan chân quân cảnh cường giả cấp 4 yêu vương tồn tại chấn giữ đi. Nhưng bây giờ, như vậy một cái lợi hại chủng tộc, hắn bổn mạng nọc độc, nhưng lại có thể bị Trần Phi tu luyện dị chủng hỏa diễm kiếm khí khắc chế, đây quả thực. Chân thực thật sự có đủ kinh người à. Ta cũng không nghĩ tới à, không nghĩ tới ta cái này tam dương chân hỏa, lại có thể sẽ là vậy nọc độc khắc tinh. Cứ như vậy mà nói, nếu là ta có thể đem tên kia bên trong thân thể nọc độc lực lượng hấp thu sạch sẽ, ít nhất đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trần Phi lúc này hiển nhiên đồng dạng là có chút bất ngờ, híp mắt, hưng phấn tự lẩm bẩm. Nguyên bản, hắn là muốn dùng tọa vong kinh linh khí trực tiếp đem vậy Lam Kình lão nhân trong cơ thể cái gì đó thiên hạc yêu độc trực tiếp tiêu diệt hết, đây tuyệt đối là chuyện dễ dàng. Cái gì đó thiên hạc yêu chi muốn tuyệt không thể nào là tọa vong kinh linh khí đối thủ. Có thể ở giải độc trong quá trình, hắn nhưng tình cờ phát hiện, hắn nơi phụ sửa tam dương chân hỏa kiếm khí, lại là cái gì đó thiên hạc yêu độc khắc tinh. Trực tiếp vận dụng vậy tam dương chân hỏa kiếm khí, hơn nữa một ít thủ đoạn nhỏ, luyện hóa cái gì đó thiên hạc yêu độc, lại có thể từ vậy trong luyện hóa ra một phần nhỏ tinh túy nọc độc lực lượng, thu nạp vào bên trong cơ thể, như vậy quá trình. Lại là có thể tăng lên chính hắn trong cơ thể linh khí, tăng trưởng tu vi. Mặc dù như vậy chuyển đổi quá trình vô cùng là giá rẻ, luyện hóa hiệu quả vậy vô cùng là phía dưới, ước chừng chỉ có không tới 10% trình độ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, cái này tóm lại là trên trời rơi xuống tới nhân bánh, nghĩ nhiều nữa chính là lòng tham à. Người thằng nhóc này, thật đúng là càng ngày càng quái thai. Bất quá, vậy thiên hạc yêu tộc cuộc sống tương lai, sợ rằng sẽ không tốt lắm hả? Bất quá đối với Trần Phi càng ngày hẹn quái thai, càng ngày càng ngạo mạn chuyện này, trận kinh không hiển nhiên cũng sớm đã thấy có lạ hay không, thậm chí chết lặng, cho nên cũng không lâu lắm, liền lại gặp có chút chết lặng mở miệng nói. Cái này thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc có thể bị Trần Phi dị chủng hỏa diễm kiếm khí luyện hóa, tăng lên tu vi, chẳng lẽ như vậy Trần Phi còn biết không đánh bọn họ chú ý? Đó mới là nói đùa sao? Thật ra thì hắn rất muốn biết. Nếu là thiên hạc yêu tộc vậy mấy cái đã thành vương lão tổ bổn mạng nọc độc tới, Trần Phi kết quả còn có thể hay không tương kỳ luyện hóa được, còn có thể hay không đem đổi thành là tăng trưởng trong cơ thể linh khí nuôi liệu, cái này thật rất làm người ta tò mò à. Lầm bầm, oanh, đột nhiên, vậy một ao nước thuốc trong một màn kia màu đỏ kịch liệt lăn lộn. Rồi sau đó, một cổ làm người ta kinh hãi khí tức cường đại liền từ vậy trong ao nước ương Lam Kình lão nhân trong cơ thể mãnh liệt minh mông bạo phát ra. Thành công, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân ngay tức thì sắc mặt thần thái tất cả vô cùng kích động đứng lên. Bởi vì là lấy hắn tầm mắt, lúc này lại làm sao sẽ không nhìn ra, đây chính là chỉ có làm Lam Kình trong cơ thể thiên hạc yêu độc chân chính được giải quyết sau đó, mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Lam Kình tu vi thực lực, hoàn toàn khôi phục. Sắc sắc, cùng lúc đó, vậy treo ở Trần Phi trước mặt màu xám đen khí lưu dây xích vậy khoảnh khắc ở giữa trực tiếp gãy mất. Bởi vì là, vậy Lam Kình lão nhân trong cơ thể thiên hạc yêu độc đã hoàn toàn bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Hô, bất quá một khắc sau, Trần Phi liền hơi thở ra một ngụm chọc khí, rồi sau đó miệng kia rác, dần dần có một màn nụ cười dạo dực bộc lộ ra ngoài. Sau đó chính là gặp hắn tự lẩm bẩm,
nói, thật may, cuối cùng không thất bại trong gang tấc, thành công bước vào luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới à. Phịch. Trong lúc nói chuyện, một cổ cương mãnh dẫn tới cực điểm thế trực tiếp là từ vậy trong cơ thể hắn như núi lửa phun ra vậy, hung thú xuống thế vậy, ào ào phóng thích ra ngoài, đem vậy Lam Kình lão nhân lúc này bùng nổ khí thế, thậm chí cũng áp chế một ít. Rất hiển nhiên, hiện nay Trần Phi, luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, bàn về thực tế sức chiến đấu, sợ rằng đều đã không thể so với tầm thường luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tu sĩ tra xét, thậm chí cũng có thể, còn biết mạnh hơn một ít. Dẫu sao Lam Kình lão nhân cũng không phải là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp loài người, mà là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp yêu thú. Cùng cảnh giới dưới, yêu tộc là có thể so với loài người lợi hại hơn. Bất quá vậy cuồn cuộn làm sạch khí thế, nhưng ở thoáng qua ở giữa biến mất, bị Trần Phi đè lại. Nguyên lai đây cũng không phải hắn chủ ý, chỉ là mới vừa đột phá, không khống chế xong trong cơ thể linh khí khí thế thôi. Nhưng coi như là như vậy, trong một cái chớp mắt này, vậy Thương Khôn đạo nhân cùng với mới vừa hưng phấn mở mắt ra Lam Kình lão nhân, sẽ chả cũng đã là hoàn toàn cảm thấy. Luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Hai người bọn họ cơ hồ là cùng trong chốc lát, dùng một loại vọng gặp quỷ ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh hãi. Hoàn toàn là khó tin. Rất hiển nhiên, bọn họ sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Phi tu vi lại chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp. Nhưng vấn đề là cái này cũng được đi, điểm chính là, ước chừng chỉ có luyện khí tầng 7 đỉnh cấp tu vi, tại sao khí thế và lực lượng sẽ mạnh như vậy khủng bố. Hơn nữa người như vậy lại còn có thể như vậy ung dung giải quyết hết trưởng thành thiên hạc yêu chi bổn mạng nọc độc. Đây là khái niệm gì? Hoảng hốt ở giữa, vậy Thương Khôn đạo nhân đột nhiên cảm thấy, mình trước vậy quyết đánh đến cùng lựa chọn, vậy quyết định, bây giờ nhìn lại, thật giống như cũng không phải như vậy thua thiệt. Ngược lại, đều có điểm giống như là hắn kiếm được. Có thể thành làm cái này một cái khủng bố yêu nghiệt người làm, hắn tiền đồ, tất nhiên là thật xa quang minh. Cái này cùng Hồng Sư đạo nhân dẫn lấy làm hãnh diện bọn họ Hồng Sư động hai động chủ, Vân Sư đạo nhân bây giờ là Nhan Chân phái Nhan Chân thất tử Màn Đêm đại nhân con trai thú cưỡi, là đạo lý giống nhau. Nếu như quả đấm không thật lợi hại nói, vậy khẳng định, chỉ có bối cảnh, còn có tiềm lực cùng thiên phú, mới là để cho người khao khát và khát nhìn lấy được. Mà bây giờ, Trần Phi tiềm lực này cùng thiên phú thật là làm bọn họ rung động đến nổi điên. Cái này hắn ma kết quả vẫn là người sao? Trần động chủ, cảm ơn ngươi giúp ta chữa khỏi trong cơ thể thiên hạc yêu độc. Mà nhưng vào lúc này, vậy Lam Kình lão nhân đã mặc xong quần áo, cúi đầu đi tới Trần Phi trước mặt, trong lúc nói chuyện, giọng nói kia, xa xa lại không có trước cái loại đó vênh váo hung hăng. Rất hiển nhiên, sự thật chứng minh, Trần Phi lợi hại cùng ngạo mạn, quả thật muốn so với hắn ngông thêm sủi học giác dưới tầng thứ lợi hại hơn 1.000 lần. Lợi hại gấp 10.000 lần. Mà như vậy sự thật, rất hiển nhiên, nhất định chính là làm hắn còn muốn có khí phách nói chuyện sức, cũng không có à. Hắn bây giờ đối với trước vậy hết thảy hối hận tới cực điểm. Nhất định chính là hối đến tím cả ruột. Kêu hắn tự cho là đúng, kêu hắn cuồng ngông rốt nát, kêu hắn vênh váo hung hăng. Có thể rất hiển nhiên, mặc dù Lam Kình lão nhân bây giờ biết cúi đầu, nhưng hắn trước khi thái độ vẫn còn là ở Trần Phi trong lòng để lại rất kém cỏi ấn tượng. Cho nên nghe được hắn nói sau đó, Trần Phi cũng không có cái gì bày tỏ, càng không có gì muốn phản ứng hắn ý nghĩa. Làm Trần Phi ở hoàn toàn khống chế được trong cơ thể tu vi linh khí sau đó, liền gặp mắt thần quét về đứng một bên sắc mặt phức tạp, vẻ mặt lúng túng Thương Khôn đạo nhân, nhàn nhạt nói, bây giờ giải độc. Sự việc vậy coi là xong xuôi, ta không muốn sẽ ở động này bên trong thấy hắn một cái, tóm lại giao cho ngươi, nửa giờ bên trong, đem hắn từ nơi này bên trong động mời đi ra ngoài, tốt nhất từ tối nay sau vậy đừng trở lại, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ở nói xong câu này nói sau đó, Trần Phi không chút do dự hướng vậy bên ngoài mật thất đi tới. Căn bản cũng không lại cho đối phương tranh thủ và cơ hội nói chuyện. Thương Khôn, ta, nên làm gì bây giờ? Nghe vậy thấy vậy vậy Lam Kình lão nhân trên mặt tràn đầy phức tạp cùng vẻ khẩn trương. Đến bây giờ hắn là thật hối hận, hối đến tím cả ruột. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, muốn từ bây giờ về sau, Trần Phi cũng vẫn đối với hắn là ấn tượng này cùng thái độ nói, vậy thì thật là gay gâu, phiền toái hết sức. Bởi vì là hắn tự cho là đúng cùng lỗ mãng xung động,
làm chính hắn đắc tội một vị tiềm lực cùng thiên phú cũng cực độ người đáng sợ. Ai, không có biện pháp, người vẫn là đi về trước đi. Nếu độc đã thành công giải hết, đó cũng không tính là xấu nhất kết cục, Trần Động. Chủ nhân bên này, muốn có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi khen vài câu, tranh thủ, ít nhất phải để cho hắn ấn tượng đối với ngươi có chút đổi cái nhìn. Ai, ngươi trước những cái kia được là cùng lời nói, thật sự là quá làm người ta thất vọng. Vậy Thương Khôn đạo nhân nghe vậy lắc đầu một cái, khuyên Lam Kình lão nhân vẫn là đi về trước đi. Bởi vì là, hắn cũng không phải là người mù, dĩ nhiên nhìn ra được, bây giờ Trần Phi đối với Lam Kình lão nhân ấn tượng là đặc biệt kém. Thậm chí là cũng kém đến nổi liền cái loại đó không muốn cùng chi nói chuyện đến nước. Đây là có biết bao ghét, còn dùng nói. Cho nên dưới tình huống này, hiển nhiên nói nhiều đi nữa đều là uổng công, còn không bằng để cho mọi người hai bên trước yên tĩnh một chút, lượng mấy thiên nói sau. Cứ như vậy, chờ mấy ngày sau đó, Trần Phi trong lòng bất giận, hắn đang tìm cơ hội ở Trần Phi trước mặt thay Lam Kình lão nhân năn nỉ một chút, tuần tiến dần. Có lẽ, bây giờ cũng chỉ có như vậy phương pháp mới có thể dần dần tu bổ Lam Kình lão nhân cùng Trần Phi trước khi lúng túng quan hệ. Ai, chứ cái này dạng thật giống như đúng là thật không có những thứ khác biện pháp gì. Bất quá, đây quả thực là tự tìm à. Ai, Thương Khôn đạo nhân trong lòng không nhịn được lại thở dài một cái, cảm thấy mệt mỏi rất. Bởi vì là từ bây giờ về sau, thành tựu hiển thị liền huyết chú lời thề Trần Phi nô bộc, hắn thân phận lập trường thì nhất định phải hoàn toàn thay đổi. Đến lúc đó, coi như là Lam Kình lão nhân, hắn cái này quen biết hơn nửa đời người, đáng tánh mạng tương bầy bạn cũ, cũng đều vẫn là không có biện pháp, không giúp được. Ai kêu máu kia nguyền rủa lời thề sức ràng buộc chân thực quá lợi hại, làm hắn đã là thân bất do kỷ đây. Ta, ai, nghe vậy, Lam Kình lão nhân, ta, liền nửa trời, cuối cùng vẫn là không có nói ra cái cho nên như vậy, sau đó sắc mặt ảm đạm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, mình đem mình tự tay chồng đau khổ toàn nuốt xuống. Trong lòng hối hận, khó chịu đến không được. Theo lý thuyết, hắn Lam Kình sớm không phải cái loại đó tiểu tử chưa ráo máu đầu, không biết trời cao đất rộng tuổi tác, một đôi bảng hiệu sớm hẳn đã lau rất sáng liền mới đúng. Biết hạng người gì nên chọc, hạng người gì có thể chọc, hạng người gì, không chọc nổi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nói 1.000-10.000 lời, hắn vẫn là không biết trời cao đất rộng trêu chọc tới thiên đại nhân vật lợi hại. Muốn hối hận, muốn quay đầu, muốn bịt kín, xin lỗi. Đáng tiếc bây giờ nhưng đã muộn. Nghĩ đến đây, coi như là Lam Kình lão nhân, lúc này sắc mặt cũng không nhịn được có chút hơi trắng bệch, không chút nào cái loại đó nặng lấy được tân sinh, thoát khỏi thiên hạc yêu kịch độc vui sướng. Bởi vì là, hắn rất biết mình thực lực cùng tiềm lực, mặc dù không yếu, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở nơi này ưng giản hạc bên trong khu vực có uy phong. Chỉ khi nào nếu là ra khu vực này đâu. Một khi nếu là cùng Trần Phi cái loại đó tiềm lực cùng thiên phú cũng có thể nói đổi tai quái vật so đâu. Thật là sẽ bị quăng ra mấy cái ngựa lớn đường phố cũng xa xa không dứt. Mà dưới tình huống này, lại ý vị như thế nào đâu? Ý nghĩa hắn Lam Kình lão nhân, trực tiếp là đắc tội một vị hắn căn bản là không đắc tội nổi người. Không chỉ có như vậy, cái này nguyên bản hoặc giả là hắn là tới vận chuyển, thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này, cái này có thể sẽ xuất hiện tốt đẹp tương lai, nhưng lại có thể bị hắn, bị đích thân hắn tự mình tống táng. Đây là bực nào châm chọc. Loại này ngu xuẩn được là làm hắn như thế nào có thể đủ chịu được, có thể cam tâm. Nhưng cho dù là hắn không cam lòng, thì có thể làm gì? Thực tế chỉ như vậy rõ ràng bày ở trước mặt hắn. Từ làm bậy không thể sống à? Dưới so sánh. Hắn bạn già Thương Khôn đạo nhân tuy nói là trở thành đối phương nô bộc, hiển thị huyết chú lời thề, nhưng nếu là đổi một góc độ muốn, chỉ cần hắn không việc gì dị tâm, cái này lại hồi nào không phải một lần làm hắn kích động thật tốt thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội tốt. Bởi vì là cái khác cũng không nói, chỉ là Trần Phi ngón này có thể tùy tiện giải quyết hết trưởng thành thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc thủ đoạn, thì hoàn toàn đủ để làm hắn cho dù là ở đó thành U Lang, đều có tuyệt đối vốn đi ngang. Không bởi vì là cái khác, liền bởi vì là bọn họ thành U Lang cùng vậy thiên hạc yêu tộc tử đấu liền nhiều năm như vậy, chết ở vậy thiên hạc yêu tộc bổn mạng nọc độc phía trên cao thủ, cường giả, chẳng lẽ còn thiếu. Hơn nữa từ trên lý thuyết mà nói, vậy được 5 thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc,
tối thiểu cũng phải cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư trở lên, mới có thể có năng lực giải quyết. Nhưng vấn đề là, đây chính là cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư à. Cũng không phải là cải trắng, nói có là có. Cho nên nhìn tổng quát cả tòa thành U Lang, phàm là có năng lực giải quyết thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc người, bỏ mặc tu vi, vô luận xuất thân, dù sao người như vậy toàn bộ cơ hồ đều là tất cả lớn thế lực cao cấp ngồi lên khách quý. Thậm chí không chỉ có như vậy, người như vậy còn sẽ phải chịu thành U Lang phủ thành chủ âm thầm đề cử cùng bảo vệ. Đó là cái gì khái niệm? Ở phạm vi này mấy vạn dặm trong phạm vi, trừ vậy thiên hạc yêu tộc, là thuộc thành U Lang phủ thành chủ lợi hại nhất. Mà như vậy khái niệm, tự nhiên đủ nói rõ hết thảy chứ. Nghĩ đến đây vậy Lam Kình lão nhân lại là hối hận vạn phần. Cùng lúc đó, ở đó bên ngoài mật thất chờ đợi đã lâu tám đại thiết vệ, Kim Vạn Xuân các người, rốt cục thì đến khi Trần Phi xuất quan, đi ra mật thất. Chủ nhân, người có thể rốt cuộc đi ra, bên ngoài ra đại sự. Mà ở thấy Trần Phi từ vậy mật thất đi ra, vậy thiết nhất đẳng người không chút do dự, lập tức tiến lên đón. Nhanh mồm nhanh miệng thiết ba lập tức không nhịn được nói. Xảy ra chuyện lớn, đại sự gì, còn nữa, hắn là... Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, kinh ngạc hỏi. Còn nhân tiện hỏi đứng một bên tướng mạo có chút xa lạ Kim Vạn Xuân. Thuộc hạ Kim Vạn Xuân, gặp qua động chủ đại nhân. Vừa nghe đến Trần Phi hỏi, vậy Kim Vạn Xuân không chút do dự liền hướng Trần Phi khom người rốt cuộc, thái độ vô cùng là cung kính nói, động chủ đại nhân ngươi có thể là lần đầu tiên thấy thuộc hạ. Thuộc hạ chức vụ hiện tại, là phụ trách Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia khai thác công tác. À, nguyên lai là như vậy. Trần Phi khẽ gật đầu, còn người chớp mắt, nói, nếu là phụ trách hầm mỏ bên kia khai thác công tác, làm sao đột nhiên trở về? Ừ, là hầm mỏ bên kia xảy ra vấn đề gì? Chủ nhân, là như vậy. T, gặp qua Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ. Vậy thiết một vừa định sắp tối huyền mỏ đồng động chuyện bên kia bẩm báo cho Trần Phi, rồi sau đó nhưng đột nhiên mặt liền biến sắc, nhanh chóng hướng vậy Trần Phi sau lưng khom người eo ếch chơi tiếp. Bởi vì lúc này giờ phút này, vậy Thương Khôn và Lam Kình cũng từ vậy trong mật thất đi ra. Mà hai người bọn họ ở phạm vi này gần ngàn dặm uy danh, ai không sợ. Mà trong lòng càng như vậy muốn, vậy thiết nhất đẳng người tám đại thiết vệ liền càng theo bản năng ánh mắt cảnh giác liếc một cái Thương Khôn hai người. Có đối phương hai người ở đây, liên quan tới Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu sâu chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh quặng mỏ tin tức, bọn họ là thật không dám quang minh chánh đại nói ra à. Dẫu sao nếu là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nổi lên lòng xấu xa, nên làm cái gì? Bọn họ Minh Thần Động hiện nay coi như lại đầu mối vừa vặn, bọn họ động chủ đại nhân Trần Phi lợi hại hơn nữa, vậy luôn không khả năng so với kia đảo Thương Lam, so với kia Thương Khôn, Lam Kình hai vị đảo chủ lợi hại hơn chứ. Bọn họ cũng đều là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Liên tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng cầm bọn họ bế tắc. Không có sao, có lời gì nói thẳng đi. Trần Phi giống như là phát hiện vậy thiết nhất đẳng lòng người ở giữa cảnh giác, lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Nếu như trước, hắn có lẽ còn biết kiêng kỵ Thương Khôn, Lam Kình một chút, nhưng bây giờ, một cái thành hắn đã hiển thị huyết chú lời thề nô bộc, một cái khác. Lấy hắn hiện nay tu vi và cảnh giới, vậy hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ và sợ. Cho nên, thiết một bọn họ các người bây giờ cảnh giác, trần chờ, mặc dù có thể hiểu, nhưng lại nhưng không có cần gì phải. Nhưng mà, có thể coi là Trần Phi đều đã nói như vậy, vậy thiết một vẫn là có chút do dự. Dẫu sao, Thương Khôn, Lam Kình hai người bọn họ đảo chủ chính là bực nào người. Chỉ cần là ở phạm vi này mấy trăm, gần ngàn bên trong trà trộn các loại tam giáo cửu lưu, người nào không biết hắn uy danh. Người nào không biết bọn họ lợi hại. Huống chi, vậy Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch quả thật quá sự quan trọng đại. Không nhưng gì cả, nói đi. Thấy tình cảnh này, Trần Phi lại lần nữa lắc đầu một cái, lời nói khá làm trọng một ít, nói. Vậy cũng tốt. Mà ở thấy Trần Phi như vậy giọng, vậy thiết một ngẩn người, cuối cùng vẫn là không có dám không vâng lời Trần Phi thân là chủ nhân uy nghiêm cùng quyền phát biểu. Sau đó, liền gặp hắn nhìn lướt qua Trần Phi sau lưng Thương Khôn, Lam Kình hai người, một bên nhỏ giọng tiến tới Trần Phi trên mình, thấp giọng, nói, là như vậy, chủ nhân. Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia ra chuyện lớn bằng trời. Ở bên kia, ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu, Kim trưởng lão bọn họ ở đó bên dưới lại có thể phát hiện Hắc Huyền đồng tinh. Tung tích.
Hắc huyền đồng tinh, đó là cái gì, rất chân quý. Trần Phi hơi ngẩn người, theo bản năng dù gì nói. Hắn thật giống như cũng chưa có nghe nói qua loại vật này. Chẳng qua là nghe tên chữ, thật giống như cùng vậy Hắc huyền đồng đến rất gần, nhìn như cái này bây giờ chắc có quan hệ thế nào chứ. Cái gì, Hắc huyền đồng tinh, ngược lại thì vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người nghe được Trần Phi líu díu thanh sau đó, không khỏi có chút rung động bật thốt lên lên tiếng nói, nhưng mà vậy có thể đủ dùng để phụ trợ đúc thượng phẩm pháp khí Hắc huyền đồng tinh. Hắc huyền mỏ đồng thạch, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, mặc dù vậy coi là không tệ mỏ sắt, có thể vậy ngày đầu cũng chỉ có thể dùng để làm là đúc trung phẩm pháp khí phụ trợ vật liệu luyện khí, giá trị vậy. Nhưng cái này Hắc huyền đồng chính xác thực bất đồng, đây chính là ngưng tụ địa mạch khí bảo vật khoáng sản, là có thể dùng để phụ trợ đúc thượng phẩm pháp khí, thậm chí là bị làm chủ yếu phôi thai cao cấp cực phẩm mỏ sắt. Coi như là thành U Lang bên kia, bảo bối như vậy, bình thường đều có giá chợ đen. Loại vật này nếu là có thể mời được lợi hại luyện khí sư ra tay, đem luyện chế là thượng phẩm pháp khí, vậy càng là như vậy, giá trị kinh người, bình thường đều có giá chợ đen. Như vậy nhắc tới nói, cũng khó trách Thiết Nhất Đẳng người trước biểu tình kia hoàn toàn liền là muốn đề phòng hai người bọn họ một tay. Như vậy cao cấp cực phẩm vật liệu luyện khí, ai không biết động tâm? À, nguyên lai là như vậy, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí vật liệu luyện khí. Vậy cũng được cũng không tệ lắm. Số lượng dự trữ đâu? Số lượng dự trữ có nhiều ít, bất quá rất hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tuyệt đối là nhất bình tĩnh vậy một người. Hơn nữa hắn cái này còn không là cái loại đó giả vờ ổn định, mà là chân chân chính chính rất bình tĩnh. Không có biện pháp, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cao cấp cực phẩm vật liệu luyện khí, nghe tự hồ xác thực giống như vậy điểm dáng vẻ, rất châu xoa, có thể trên thực tế đâu. Có thể trên thực tế, vật này ở Trần Phi trong lòng, thật ra thì vậy chuyện như vậy. Dẫu sao chẳng lẽ hắn bây giờ còn kém phẩm pháp khí sao? Lấy hắn luyện đan kỹ thuật. Còn biết thiếu linh thạch sao? Câu trả lời là khẳng định không thiếu, cho nên lạc, thật ra thì thật vậy chuyện như vậy mà thôi. Mà ở thấy Trần Phi như vậy bình tĩnh thái độ, vô luận là vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ, hoặc giả là vậy Kim Vạn Xuân Kim Trưởng Lão, thậm chí là Thương Khôn, Lam Kình hai người, cũng không nhìn được ánh mắt khác thường nhìn cái trước, trong lòng xúc động kính nể vô cùng. Không có biện pháp. Trần Phi có thể đối mặt như vậy tin tức cũng bình tĩnh như vậy vô cùng tới cực điểm, cái này đích xác, là hoàn toàn không đi theo bọn họ ở một cấp bậc lên A. Trầm ổn trình độ ít nhất kém 108.000 dặm. Động chủ đại nhân, vậy Hắc huyền đồng tinh vô cùng là cứng rắn, cho nên coi như là lấy ta cảnh giới tu vi, vậy vẫn là không có biện pháp đi sâu vào dò xét đi, bất quá, theo thuộc hạ phỏng đoán, vậy Hắc huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu chôn giấu Hắc huyền đồng tinh, hơn phân nửa. Hẳn là đã hình thành quy mô. Ít nhất là bỏ túi. Thấy tình cảnh này, nghe được vậy Trần Phi bình tĩnh câu hỏi, vậy Kim Vạn Xuân cũng là dần dần có chút buông ra, mở miệng nói, nhưng vẫn là thanh âm hơi có vẻ được có chút run rẩy cùng khẩn trương. Không có biện pháp, đây chính là Hắc huyền đồng tinh quáng mạch à. Hơn nữa còn là bỏ túi, như vậy to lớn tài sản, hắn đời này cũng còn chưa từng gặp qua một lần, làm sao có thể không khẩn trương. Không khẩn trương vậy mới là giả. Đã tạo thành kích thước bỏ túi Hắc huyền đồng tinh quáng mạch. Nghe vậy, lần này coi như là vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, giật mình. Bởi vì là loại chuyện này mà, cũng không phải là đùa giỡn. Đã tạo thành quy mô, cùng không có, đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Giá trị khác xa lắc xa lơ. Đã tạo thành kích thước Hắc huyền đồng tinh quáng mạch à. Trần Phi cũng là như vậy. Híp mắt có chút bất ngờ líu díu liền đứng lên. Người thằng nhóc này thật đúng là vận khí tốt đến nghịch thiên. Bỏ túi Hắc huyền đồng tinh quáng mạch, nếu là có thể toàn bộ khai thác ra, hắn giá trị, ít nhất có thể làm nửa cách thật lò. Trong thức hải, vậy trận kinh không cũng là đập đi trước miệng, lắc đầu nói. Quặng mỏ loại vật này, hoặc là chính là không có, hoặc là chính là giá trị liên thành. Ở giữa quá độ trực tiếp tóm tắt, cho nên coi như là hắn. Bây giờ vậy lại một lần nữa không nhịn được xúc động, Trần Phi thằng nhóc này, thật là vận khí tốt đến nghịch thiên. Đi tới kia, vận khí này liền trực tiếp là nổ đến kia. Đúng vậy, động chủ đại nhân, cái này Hắc huyền đồng tinh quáng mạch quá sự quan trọng đại, giá trị liên thành, nhưng bây giờ, vậy Hồng Sư Động thật giống như vậy trước thời hạn biết chuyện này,
Vậy Hồng Sư đạo nhân, ở đánh chúng ta Hắc Huyền Đồng Tinh Quạng Mỏ chú ý. Vậy Thiết nói một chút nói. Thật giống như đích xác là như vậy. Trước, bọn họ Hồng Sư Động Không liền vẫn muốn từ trong tay chúng ta thỉnh cầu đi Hắc Huyền Mỏ Đồng Động sao? Khi đó chúng ta còn buồn bực đâu, lại không nghĩ rằng, lại là có chuyện như vậy. Chủ nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nghe được Thiết Một mà nói, vậy tám đại thiết vệ trong cũng có người không nhẫn nại được nói. Còn nữa, còn có Vân Long Sơn, mới vừa rồi vậy La Quyền lúc đi không phải mới nói, nếu là chúng ta Minh Thần Động không đem cái này Hắc Huyền Mỏ Đồng Động cho bọn họ Hồng Sư Động, bọn họ thì phải cùng vậy Vân Long Sơn khuấy chung một chỗ, cùng nhau đối phó chúng ta. Vậy tính cách hấp tấp Thiết Ba vội vàng lớn tiếng nói. Hồng Sư Động, Vân Long Sơn, hai nhà tên hề nhảy nhót mà thôi. Nghe vậy, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người cướp ra lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng, mũi nhọn vẻ. Sát theo, liền gặp hắn hướng sau lưng Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nghiêng đầu qua, mở miệng hỏi, Thương Khôn, vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn, ngươi có thể đối phó được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ, trừ Lam Kình lão nhân, tất cả đều ngay tức thì lập tức ngây ngẩn. Rồi sau đó liền gặp bọn họ ánh mắt co rúm một cái, câu cũng rung động đứng lên. Bởi vì là Trần Phi những lời này giọng nói kia, lại là ở trên cao nhìn xuống, ra lệnh đảo Thương Lam lớn đảo chủ, Thương Khôn đạo nhân, cái này, đây không phải là chứ. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ là bọn họ đang nằm mơ? Chẳng qua là sau đó, vậy phát sinh hết thảy, nhưng làm bọn họ như mộng thức tỉnh, sâu sắc, rất rõ ràng ý thức được chính bọn họ bây giờ cái này, cũng không phải là đang nằm mơ, thật không phải là đang nằm mơ. Hồi bẩm chủ nhân, chỉ cần vậy Vân Long Sơn Ngọc Đàn lão nhi không ra tay, ta một người, liền có thể đem vậy Hồng Sư Động cùng với Vân Rồng lên hoàn toàn càn quét. Chỉ gặp vậy một khắc sau, Thương Khôn đạo nhân không chút do dự hơi khom người, cung kính đáp. Mà hắn loại thái độ này, chủ nhân kia hai chữ. Nhưng trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ tim ngay tức thì đều tựa như là nhanh muốn nổ tung. Ta, cái này. Này thay nhau vang lên ngược lại hút khí lạnh tiếng, một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Sau đó, vậy từng đạo kinh hãi muốn chết ánh mắt, chính là không cách nào nữa kềm chế mình nội tâm vậy xung động, gắt gao nhìn sắc mặt kia bình thản, phảng phất là chuyện đương nhiên dáng vẻ Trần Phi. Vậy khiếp sợ, vậy kinh hãi, thật sự là không có biện pháp che giấu đi. Cái này hắn ma đến tột cùng là tình huống gì à? Thương Khôn đạo nhân, đó là nhân vật nào? Ở bọn họ mảnh đất này lên, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, chỉ cần vậy chút cơ chân nhân cảnh cường giả không ra, người nào có thể địch. Người nào không sợ, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một vị thân phận tôn quý, sức chiến đấu vô cùng cường đại đảo Thương Lam lớn đảo chủ, hắn lại có thể chính miệng gọi Trần Phi là chủ nhân. Giờ khắc này, vậy Thiết Nhất đẳng tám đại thiết vệ thiếu chút nữa cảm giác chân mình cũng sắp đã tê dần. Ánh mắt tràn đầy đờ đẫn cùng run run. Chủ nhân, Thương Khôn đạo nhân lại có thể gọi Trần Phi là chủ nhân, đây chẳng phải là. Còn như vậy Kim Vạn Xuân, hắn lúc này phản ứng càng đừng nói nữa. Thật là cả người đều đã ngẩn ra. Còn có ta. Trần Động Chủ, chuyện này ngươi nếu là có cần gì giúp, ta Lam Kình máu chảy đầu rơi, tại chỗ không chối từ. Nhưng ngay tại tất cả mọi người bọn họ cũng còn tại vì trước một màn phát sinh hết thảy, mà bị rung động đến uất ức, rối tinh rối mù, sau một màn phát sinh hết thảy lại làm bọn họ khóe mắt cuồng rút ra, con người run run không dứt. Bởi vì là vậy Lam Kình lão nhân lúc này lại giống như một nhiệt tình đến quá đáng nhân viên tiêu thụ vậy, đem cái này theo lý mà nói, hẳn là rất khoai lang phỏng tay, một chuyện, nhiệt tình đến liều mạng đi trong tay ôm. Thấy tình cảnh này, rốt cuộc. Thiết Nhất đẳng tám đại thiết vệ trực tiếp là ngây dại, giống như pho tượng. Nhưng mà kinh người hơn nhưng ở phía sau. Bởi vì là Trần Phi lại có thể giống như là không nghe được Lam Kình lão nhân câu nói kia vậy, trực tiếp là đem không thấy. Không thấy à? Lẩm bẩm vậy tám đại thiết vệ cùng Kim Vạn Xuân nhìn nhau một cái, ở trong mắt run rẩy cùng rung động đã không cách nào hình dung. Ma, vẫn là động chủ đại nhân ngạo mạn à, lại dám đem Lam Kình đảo chủ cũng làm như không thấy. Lúc này, bọn họ rốt cuộc mơ hồ có chút cảm giác, cái gì gọi là kinh khủng. Vậy trước tiên như vậy định, Thương Khôn người trước đi theo Thiết Một bọn họ làm quen một chút bên trong động tình huống, bọn họ thân phận,
cùng ngươi là giống nhau. Nếu là vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn chân tướng tự tìm đường chết, mà ta lại không xuất quan, hoặc là không ở nơi này bên trong động nói, các người liền tự xem làm đi. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi nói như vậy, đưa tay cầm ra một chai bình thuốc, búng ngón tay một cái, đan dược kia bình liền giống như là lưu quang vậy rơi vào vẫn còn ở trong rung động Kim Vạn Xuân trong tay. Còn như Kim trưởng lão ngươi, có thể phát hiện cái này các loại tư nguyên, có công. Không có bị tham lam che đậy ở cặp mắt, có công lớn. Ta Trần Phi nếu là cái này Minh Thần Động động chủ, vậy thì nhất định sẽ làm được thưởng phạt phân minh, ngươi lần này có công lớn, những đan dược này coi như là cho ngươi ban thưởng đi. Trần Phi nói, cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. T, đây là... Vậy Kim Vạn Xuân nhận lấy đan dược bình, theo bản năng cảm ơn, lại theo bản năng đem bình kia cửa ải mở ra, rồi sau đó ngay tức thì, từng cổ một đậm đà vô cùng đan thơm đập vào mặt đi ra, ánh sáng bạc lóe lên. Ở đó đan thơm cùng ngân quang chiếu sáng dưới, ít nhất có hơn 10 viên quả nhãn vậy lớn viên thuốc, đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Làm tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng nhìn thẳng, đỏ bừng đỏ bừng. Bởi vì là vậy quanh quẩn đan thơm cùng ngân quang đan dược, lại bất ngờ đều là từng hạt tròn cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược. Đây cũng không phải là một viên à, mà là hơn 10 viên. Ngay tức thì, vậy Kim Vạn Xuân kích động đến thiếu chút nữa không tay trơn trợt, một chút đem đan dược kia bình hất ra. Cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho, cảm ơn động chủ đại nhân dày ban cho. Phản ứng kích động sau đó, vậy Kim Vạn Xuân không chút do dự một tiếng quỳ sụp xuống đất, kích động tới cực điểm. Làm trò đùa, hơn 10 viên cấp 2 thượng phẩm 4 văn ngân văn đan dược, đều không nói cầm tới ăn, coi như là cầm đi bán, vậy tuyệt đối là một con số khổng lồ. Lớn như vậy bút tích dày ban cho thật là làm hắn sống trong mộng. Quá mức rung động. Được rồi, đứng lên đi. Ta nói qua, ta Trần Phi là một tuân theo thưởng phạt phân minh người, chỉ cần các người nhận nghiêm túc thật làm việc, có công lao, nên cho, ta tuyệt sẽ không thiếu các người. Chỉ như vậy, ta còn cần lại bế quan 2 ngày. Thiết 1, liên quan tới vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quặng Mỏ sự việc, chính các ngươi nhìn làm đi. Trần Phi vừa nói, một bên chuẩn bị lại đi nhắm bế quan. Bởi vì là hắn hiện nay mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp, hơn nữa còn là dựa vào luyện hóa vậy thiên hạc yêu bổn mạng nọc độc, căn cơ không quá vững chắc, cho nên tốt nhất vẫn là nhiều đi nữa củng cố một chút, sẽ tốt hơn. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, coi như là vậy giá trị liên thành Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, vậy kém hơn hắn bây giờ củng cố mình cảnh giới tu vi, phải tới trọng yếu. Dẫu sao ở nơi này tu chân giới, quả đấm lớn mới thật sự là chân lý. Những thứ khác hết thảy vật ngoại thân đều là giả tưởng, là mê muội. Hơn nữa, hắn là thật không thiếu linh thạch, đây chính là sức. Chủ nhân, ta biết, gặp Trần Phi nói đi là đi, vậy thiết một thời gian cũng là có chút ngây ngẩn. Rồi sau đó, hắn diễn cảm còn trở nên có chút thấp thỏm cùng lúng túng. Không có biện pháp, Trần Phi có thể chấn được Thương Khôn, Lam Kình hai người, hắn thiết một cũng không phải là Trần Phi, làm sao có thể chấn được. Thương Khôn đảo chủ, Lam Kình đảo chủ, chuyện này, các người xem, nên. Rồi sau đó, liền gặp có chút lắp ba lắp bắp hướng vậy Thương Khôn, Lam Kình hai người hỏi. Cuối cùng, hắn vẫn là không có ngăn chặn bên trong lòng mình trước kia đối với vậy hai người kính sợ, cùng sợ hãi. Chủ nhân nếu để cho ngươi xử lý, vậy ngươi cứ việc yên tâm to gan đi làm là được. Chỉ cần có dùng được cho ta Thương Khôn địa phương, cứ việc nói liền có thể. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân rất hiển nhiên là một người thông minh, không ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ thế hiếp người, mà là cười ha hả. Một bộ 100% phối hợp dáng vẻ. Không có biện pháp, người không có nghe gặp Trần Phi mới vừa nói sao. Bọn họ hai bên tựa hồ cũng là Trần Phi nô bộc, có cái gì tốt tranh. Không đều giống nhau sao. Lam Kình, người trước hay là hồi trên đảo đi. Chủ nhân bên này, ta tận lực sẽ giúp ngươi khuyên nhủ. Từ từ đi, rồi sau đó, lại gặp hắn hướng một bên một mặt khổ sở Lam Kình lão nhân than thở một tiếng, lắc đầu nói. Ta, ai, vậy cũng tốt, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Vậy Lam Kình lão nhân đắng chát gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là trước như vậy. Rồi sau đó liền gặp hắn chán nản rời đi Minh Thần Động. Ở trải qua ngày hôm nay cái này thay đổi nhanh chóng sau đó, hắn trong lòng. Lại làm sao có thể còn biết hồi đạt được vậy đảo Thương Lam đi lên.
Chẳng qua là, ai? Từ làm bậy không thể sống à? Vậy Thương Khôn đạo nhân dẫn Lam Kình lão nhân từ vậy Minh Thần Động đi ra sau đó, cái trước hơi chần chờ một chút, liền mở miệng nói, Lam Kình, người trước chớ vội trở về, đi trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia trông nom xem. Đi Hắc Huyền mỏ đồng mạch bên kia trông nom xem. Lam Kình lão nhân nghe vậy hơi sững sờ, không phản ứng kịp Thương Khôn đạo nhân lời này, là ý gì? Ta muốn nói, vậy Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn sợ rằng hẳn không biết chủ nhân hắn chân chính nội tình cùng thực lực chứ? Vậy Thương Khôn đạo nhân con mắt nhanh tránh, bình thản phân tích nói, nếu là bọn họ chia binh hai đường, một bên giả vờ sắp xếp phái binh tới Minh Thần Động tìm phiền toái, một bên lực lượng chân chính, nhưng là đi dùng để kỳ tập Hắc Huyền mỏ đồng động, đây chẳng phải là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt. Đúng vậy, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Vậy Lam Kình lão nhân vậy không phải người ngu, vừa nghe Thương Khôn đạo nhân lời này, lập tức thần sắc hưng phấn đánh sợ tay, rõ ràng nên làm như thế nào. Không chút do dự gật đầu, nói, vậy ta bây giờ lập tức liền lại xem, thủ một đoạn thời gian. Ừ. Họ Trần, chẳng lẽ ngươi đang lấy là ngươi là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, ta Hồng Sư đạo nhân cũng không dám động ngươi. Đây chính là Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à, chỉ bằng ngươi, có tư cách có sao? Hồng Sư động trong đại điện, vậy Hồng Sư đạo nhân nhận được La Quyền truyền về câu trả lời, sắc mặt không khỏi đổi được tương đương âm trầm, khó khăn xem. Trong ánh mắt lại là hoàn toàn lộ ra sát cơ. Như chẳng qua là bình thường Hắc Huyền mỏ đồng mạch cũng được đi, có thể vậy bây giờ, đây chính là Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch à. Kém một chữ, khác xa lắc xa lơ, thật là liên thành. Đối mặt như vậy to lớn cám dỗ, hắn Hồng Sư đạo nhân làm sao có thể không động tâm. Hừ, Trần Phi, cơ hội đều đã cho ngươi, nhưng bây giờ nhưng không biết quý trọng, vậy cũng đừng trách ta Hồng Sư đạo nhân trở mặt không nhận người. Sau đó, liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân âm u tự lẩm bẩm, rồi sau đó vung tay lên, quát to, người đâu, cho ta chuẩn bị thú cưỡi. Bổn động chủ phải đi Vân Long Sơn một chuyến. Động chủ đại nhân, bên ngoài đại điện truyền tới trả lời thanh âm. Hồng Sư đạo nhân thú cưỡi chính là một đầu dị chủng bạch nước tê giác, da thô thịt dày, lực lớn vô cùng, đáng tiếc chính là thần trí quá kém, cơ hồ đều có thể nói là không đầu óc. Bất quá dùng để làm thú cưỡi ngược lại là thật thích hợp. Vừa uy phong vừa tức phái. Hồng Sư động địa bàn cùng Vân Long Sơn chính là tiếp giáp, cho nên vậy không thời gian bao lâu, Hồng Sư đạo nhân thì đã cưỡi hắn đầu kia dị chủng bạch nước tê giác đi tới Vân Long Sơn. Vân Long Sơn trong cao tầng lập tức tiếp đãi hắn. Mà đến nơi này, vậy Hồng Sư đạo nhân cũng là ngoan ngoãn thu hồi uy phong cái giá, khách khí nói rõ ý đồ, muốn tìm vậy Hắc Phong tử trưởng giáo duy một đệ tử quan môn, Chu Long gặp một lần. Cái này Vân Long Sơn mặc dù muốn so với Hồng Sư động thế lớn hơn nhiều lắm, nhưng lời tuy như vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân nhưng cũng không phải là hiền lành, dĩ nhiên cũng có tư cách trực tiếp yêu cầu gặp Chu Long. Vì vậy cũng không lâu lắm, vậy Hồng Sư đạo nhân liền cùng Chu Long ở đó Vân Long Sơn nơi nào đó thiền điện trong gặp mặt. Hồng Sư động chủ, người đến tìm ta làm gì? Vậy Chu Long vừa thấy được Hồng Sư đạo nhân sắc mặt liền tương làm không khá xem, giống như là, thấy người tư vật, lại nghĩ tới liền ngày đó ở đối phương tiệc mừng thọ lên vậy bi thảm vô cùng trải qua. Đó nhất định chính là mất thể diện ném tới cực điểm, thảm tuyệt nhân hoàn. Ta đến từ như vậy là tìm ngươi có chuyện. Vậy Hồng Sư đạo nhân vậy rất dứt khoát, rõ ràng và Chu Long loại này người nói nhảm không dậy nổi cái gì sức lực, trực tiếp hỏi, Chu Long, ngươi trước bị vậy Minh Thần Động Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, ta bây giờ chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi, có muốn hay không tìm vậy họ Trần trả thù? Có muốn hay không đem vậy Minh Thần Động cho một nồi kết thúc, lấy giải tâm đầu chi rất? Dĩ nhiên muốn, ta bây giờ hận không được đem vậy chó má rút gân rút ra cốt, ngũ mã phân thây. Vậy Chu Long không chút do dự cắn răng nghiến lợi nói. Vậy là được, Chu Long, ta cũng liền nói cho ngươi biết rõ, ngươi bây giờ muốn thì nguyện ý tìm vậy họ Trần báo thù nói, ta Hồng Sư động lập tức là có thể cùng ngươi liên thủ, có được hay không? Cho ta một câu chuẩn bị nói. Thấy tình cảnh này, vậy Hồng Sư đạo nhân khóe miệng cười lạnh buốt. Nói. Hắn cũng biết chuyện này sẽ tương đương thuận lợi cùng đơn giản. Cái này Chu Long trước bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, làm sao có thể biệt được trong lòng khẩu khí kia. Mà lấy hắn Chu Long ở nơi này Vân Long Sơn thân phận, coi như là vậy Hắc Phong tử biết, không tiện ra tay, khẳng định cũng có thể âm thầm điều động một ít trưởng lão cấp bậc luyện khí tầng 9 cao thủ điều động.
cùng đi tấn công vậy Minh Thần Động. Cứ như vậy, hắn mục tiêu coi như là thực hiện. Hồng Sư Động chủ các người Hồng Sư Động cũng muốn đối với vậy chó má ra tay. Vậy thì thật là tốt, ta bên này dĩ nhiên không thành vấn đề, ta đợi một hồi lập tức đi ngay van cầu sư phụ ta, để cho hắn cho ta âm thầm phái một số người. Đúng như Hồng Sư đạo nhân nơi liệu, vậy Chu Long bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, trong lòng khẩu khí kia vô luận như thế nào cũng không khả năng biệt được đi xuống. Vốn là hắn đều đi cầu qua sư phụ hắn Hắc Phong Tử, thỉnh cầu hắn là hắn báo thù, bất quá sư phụ hắn Hắc Phong Tử nhưng một hớp bác bỏ, bởi vì là hắn bên kia thật giống như còn có chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Cho nên chuyện này, khẩu khí này, hắn Chu Long không tìm được người giúp hắn, chỉ có thể nín chậm rãi. Bất quá bây giờ, cái này Hồng Sư đạo nhân nói một chút mình ý đồ, hắn Chu Long liền lập tức mặt đầy vẻ mặt tỏa sáng đứng lên, một bộ cắn răng nghiến lợi phải đem Trần Phi xương gặm gãy mất hình dáng. Như vậy vô cùng nhục nhã, nếu không phải trả thù, thiên lý khó tha thứ. Vậy thì ba ngày sau chúng ta ở đó Minh Thần Động Tây 30 dặm chỗ dòng suối tập họp, chung nhau tấn công vậy Minh Thần Động. Gặp đem Chu Long bên này làm xong, vậy Hồng Sư đạo nhân dứt khoát đem thời gian cũng thẳng nhất định nhận xuống. Càng nhanh càng tốt, bởi vì là càng nhanh, liền vượt có thể làm vậy Minh Thần Động ứng phó không kịp, không phản ứng kịp. Lại càng có thể làm trong lòng của hắn chân chính kế hoạch, tốt hơn thực hành một ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốt lắm, vậy thì ba ngày sau, Minh Thần Động Tây ngoài 30 dặm vậy dòng suối tập họp. Nghe vậy vậy Chu Long không chút do dự đáp ứng. Hắn dĩ nhiên cũng là muốn càng nhanh càng tốt, bởi vì là hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp được mình đem vậy họ Trần chó má hung hăng sửa chữa, hung hăng hành hạ tới chết cảnh tượng. Vẫn là câu nói kia, như vậy vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể biệt được đi xuống khẩu khí kia. Làm sao có thể không báo? Vậy Hồng Sư đạo nhân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì là hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, càng ẩn núp chân chính kế hoạch, phải đi bố trí và xử lý. Mấy giờ sau đó, Hồng Sư động nào đó trong đại điện. Trừ La Quyền bên ngoài, Hồng Sư động tứ đại trưởng lão ở giữa còn lại ba người, đều tới. Một đạo thân ảnh người mặc vào đỏ thấm trường bào, cả người bầy khắp lân mảnh. Giống như là nào đó loài cá tu luyện thành công, thành tinh biến thành, một đạo thân ảnh nhìn như uy mãnh cao lớn, tráng hán khôi ngô, nhất là vậy đối với sừng châu, lại là dụ cho người nhìn chăm chú, rất là uy vũ. Cuối cùng một đạo thân ảnh thân thể gầy nhom, tựa như là thây khô vậy, đôi mắt lạnh lẽo, tiến lên đón như vậy ánh mắt thời điểm, giống như là ở xem một cái rắn độc. Làm người ta trong lòng không lạnh mà run. Bụi đất cá, châu mang sơn, hàn hạt. Nên nói ta đã toàn bộ đều nói, ta muốn các người vậy hẳn biết, vậy Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch, ý vị như thế nào. Cho nên, lần này được là chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Các người phải chống chúng ta giả vờ sắp xếp và vậy Vân Long Sơn tấn công Minh Thần Động đang lúc, đem vậy Hắc Huyền mỏ đồng động cho một giờ bắt lại, biết không? Vậy Hồng Sư đạo nhân uy nghiêm, run rẩy ánh mắt đảo qua toàn trường, thở một hơi thật dài, nói. Động chủ đại nhân. Người yên tâm đi, coi như chúng ta ngươi không yên tâm, nhưng mà hàn hạt hàn trưởng lão hắn, nhưng mà đã đột phá à. Vậy cả người hiện đầy vảy bụi đất cá khạc khạc uy nghiêm cười một tiếng, ánh mắt hướng sau lưng vậy gầy nhom ông già nhìn lại. Oanh! Người sau tuét miệng cười tàn nhẫn cười xong, một cổ luyện khí tầng 9 cảnh giới tu vi hơi thở, thả ra ngoài, rất là mạnh mẽ, rất là khủng bố. Thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư đạo nhân cuối cùng là an ổn gật đầu cười lạnh cười. Chấn định lại. Luyện khí tầng 9 cảnh giới, đương nhiên là tuyệt đối đã đủ rồi. Mấy ngày sau đó, có cuồn cuộn mây yêu và vậy lưỡi mác chiến mã đội ngũ từ vậy Hồng Sư Động cùng với Vân Long Sơn trách bên lên đường, hướng Minh Thần Động Tây 30 dặm dòng suối chỗ dâng trào tới. Vậy mây yêu cùng lưỡi mác chiến mã trong, rậm rạp chằng chịt không biết có nhiều ít tiểu yêu cùng Vân Long Sơn tu sĩ, ít nhất hơn ngàn kế. Mà đứng ở đó hai phía đội ngũ trước mặt nhất. Bất ngờ chính là Hồng Sư Động động chủ Hồng Sư đạo nhân, cùng với Vân Long Sơn trưởng giáo hiện duy một đệ tử quan môn, Chu Long. Không chỉ có như vậy, ở hắn bên người còn phân biệt đứng thẳng hai người. Hai người kia cả người trên dưới bộc lộ ra ngoài khí thế vô cùng là kinh người, trên người có mênh mông linh khí lay động, thậm chí quang chẳng qua là như vậy đứng, liền lại có thể cho người một loại núi cao ngưỡng mộ nguy nga cảm. Làm người ta không tự chủ run rẩy. Hiển nhiên.
Hai người này thực lực rất mạnh, thậm chí mạnh đến làm ra đầu lẫm nhiên trình độ. Hai người kia trong một người bất ngờ là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng. Còn như vậy một người khác, có thể có tư cách cùng chi đứng sóng vai, từ trước đến giờ, cũng không phải cái gì hiền lành chứ. Mà ở thấy Chu Long lại có thể mang tới hai vị luyện khí tầng 9 cường giả, coi như là vậy Hồng Sư đạo nhân, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được trong đầu một hồi xúc động. Cái này Vân Long Sơn không hổ là Vân Long Sơn, không chỉ có người đông thế mạnh, thậm chí liền liền dưới quyền đội ngũ lợi hại trình độ, vậy xa so hắn Hồng Sư động lợi hại rất nhiều à. Lần này, hắn Hồng Sư đạo nhân ước chừng điều động 5 vị luyện khí tầng 8 cường giả, hơn 30 vị luyện khí tầng 7 cao thủ, cùng với mấy trăm vị luyện khí 4 5 6 trọng cảnh giới tạo thành Hồng Sư động đại quân. Có thể nhìn lại Vân Long Sơn đâu? Hai vị luyện khí tầng 9 cường giả, hơn 10 vị luyện khí tầng 8 cao thủ, hơn 50 vị luyện khí tầng 7 cao thủ, cùng với gần 4 con số môn hạ đệ tử tạo thành đội ngũ đại quân. Như vậy quy mô, chung vào một chỗ, đừng nói là cái gì Minh Thần Động, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Hồng Sư Động gặp gỡ địch nhân như vậy, cũng được run sợ trong lòng, như lâm đại địch, cho nên bây giờ. Lạc trưởng lão, Tần trưởng lão, Chu Long công tử, Hồng Sư đạo nhân hướng vậy Chu Long cùng với sau lưng hắn hai người kia chào hỏi. Hồng Sư động chủ đừng nói nhảm, trực tiếp đi giết, ta muốn cho vậy họ Trần chó má biết, gan dám đắc tội ta Chu Long, là ngu xuẩn dường nào, sẽ có bao nhiêu kết quả bi thảm. Có thể vậy Lạc Bàng hai người cũng còn không mở miệng nói chuyện, vậy Chu Long cũng đã là không nhịn nổi, mặt đầy dữ tợn, đằng đằng sát khí cấp bách nói. Hiển nhiên hắn hiện vào lúc này hoàn toàn là nóng lòng báo thù, một khắc cũng không muốn trễ nãi, vì vậy vậy Lạc Bàng hai người cùng với Hồng Sư đạo nhân nhìn nhau một cái. Vậy liền dứt khoát lười được nói nhảm nữa. Đội ngũ chập vào nhau, ao ao, đằng đằng sát khí hướng vậy Minh Thần Động lướt đi. Hai phe này đại quân coi như là đơn độc một phương, thanh thế vốn là cũng đã là đủ kinh người, mà bây giờ, hai bên đại quân hợp chung một chỗ, cái loại đó chiến trận cùng uy danh lại là hiển nhiên làm người ta rung động. Thậm chí đối với cái này chiếm cứ ở chung quanh tất cả thế lực lớn nhỏ mà nói, đều là trước đó chưa từng có khủng bố. Cùng kinh người. T, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy đại quân lai lịch gì? Đó không phải là Hồng Sư động Hồng Sư đạo nhân sao? T, còn có Vân Long Sơn Chu Long, Lạc Bàng. Bọn họ đây tột cùng là chuẩn bị làm gì? Nhiều người như vậy, như thế lợi hại đại quân, đợi một chút, bọn họ cũng không phải là muốn. Ta xem bọn họ là hướng về phía Minh Thần Động đi. Trước ở đó Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ lên, thư này đảm nhiệm Minh Thần Động động chủ. Có thể thực đang làm ầm ĩ thật lợi hại, đem vậy Hồng Sư đạo nhân cùng với Chu Long các người cũng cho đắc tội chết. Nhất là vậy Chu Long, thảm thành như vậy. Nói như vậy ngược lại cũng là, lần này có thể có trò hay để nhìn, nhìn bọn họ trận này chiến đấu, có thể thật không phải là đùa giỡn. Chỉ sợ cũng coi như là muốn đem vậy Minh Thần Động tiêu diệt, vậy là đủ rồi chứ. Hồng Sư đạo nhân cùng Chu Long các người lớn như vậy động tĩnh. Dĩ nhiên không thể nào không bị người phát giác và phát hiện. Cho nên chỉ gặp vậy đại quân đến mức, chiếm cứ ở đó hoặc là tới gần chung quanh thế lực lớn nhỏ giai chiến run rẩy cùng sợ hãi đứng lên, bàn luận sôi nổi, bị một màn này hù được hoàn toàn không có biện pháp chấn định lại. Bởi vì là, lần này Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn liên hiệp xuất động đại quân, kích thước đúng là có chút quá to lớn cùng thật lợi hại. Không nói khác, chỉ là Hồng Sư đạo nhân cùng vậy Lạc Bàng hai người. Ước chừng 3 vị luyện khí tầng 9 cường giả hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ, đội hình như vậy, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, ai thấy không được hai đùi run rẩy, run sợ trong lòng. Bất quá, mặc dù lời là nói như vậy, dọc đường rất nhiều thế lực lớn nhỏ đều bị trận này chiến đấu dọa cho được núi cửa đóng kín, nhưng sau đó, làm đại quân một đường nghiền ép tới sau đó, bọn họ vậy vẫn là không hẹn mà cùng, lại từ vậy đóng chặt sơn môn trong nhìn một chút chạy ra ngoài. Theo đuôi đại quân bước chân một đường đi tới trước. Thích xem náo nhiệt, là bất kỳ loài thiên tính. Huống chi, đây chính là một chàng dính dấp đến Hồng Sư Động, Vân Long Sơn cùng với Minh Thần Động vượt qua cấp bậc chiến tranh. Đem quyết định bọn họ khu vực này sau tương lai. Như vậy, bọn họ dĩ nhiên không muốn bỏ qua cuộc chiến tranh này. Muốn đích mắt từ đầu mắt thấy đến đuôi, thời gian đầu tiên biết được hết thảy. Xa xôi chỗ, vậy uyên cốc cao vút núi cao chót vót hạ. Một đoàn màu xám đen vụ đoàn thấm ra một đôi rắn đồng vậy yêu dị ánh mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú hết thảy các thứ này,
hoảng hốt ở giữa, hình như là có rắn loại đế khiếu tiếng lách tách vang lên, làm người ta trong lòng không khỏi phát mao. Chu Long vậy ngu xuẩn, mặc dù ta biết hắn trước thất lạc lớn như vậy mặt mũi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bất quá vậy Hồng Sư Lão Nhi, cái này lại là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không biết vậy họ Trần tiểu tử lợi hại? Vậy vụ đoàn trong, một đạo thân ảnh già nua dần dần đi ra. Thân ảnh này không phải người khác, lại chính là trước ở đó Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ trên có xuất hiện qua Thanh Xà lão nhân. Chính là một vị luyện khí tầng 9 cường giả. Hơn nữa người này nơi tán tu động phủ, thật ra thì cũng không tại phạm vi này khu vực chung quanh bên trong, nhưng không biết bây giờ, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở. Chỉ gặp vậy Thanh Xà lão nhân như vậy chứ lẩm nhẩm, hồi lâu sau đó, bỗng vậy trong tròng mắt lóe ra lau một cái tinh mang, xem ra, trong này là có cái gì ta không biết sự việc giấu hả? Vô luận là cái gì, cái này Hồng Sư đạo nhân lại không được báo cho chúng ta Tử Viêm cung, ngược lại thì cùng vậy Vân Long Sơn cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ, ha ha. Thật lấy là vậy Vân Sư leo lên nhan chân phái cái này cây cao chi mà, liền cánh cứng rắn. Còn có cái này Minh Thần Động, chẳng lẽ là vậy họ Trần tiểu tử lấy làm tướng mạ vàng Thiềm Thử Vương tiêu diệt, liền quên ban đầu Kim Thiềm Động, là thân phận gì? Càng như vậy nỉ non, vậy Thanh Xà lão nhân trên mặt dùng mình cùng cười nhạt chính là càng sâu, tràn đầy sát ý. Hắn lại là Tử Viêm cung người. Báo, báo, xanh lá, Lục Kinh đại nhân, tất cả vị đại nhân cửa, việc lớn không xong. Vậy Hồng Sư Động Hồng Sư đạo nhân cùng Vân Long Sơn Chu Long đại quân liên hiệp đứng lên, đang hướng chúng ta Minh Thần Động đánh tới. Mà, hơn nữa, nghe nói lần này bọn họ là do Hồng Sư đạo nhân và vậy Vân Long Sơn hai vị luyện khí tầng 9 hộ pháp trưởng lão tự mình dẫn đội. Đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm gì? Cùng lúc đó, Minh Thần Động một vị đang phụ trách tuần tra đội ngũ tiểu đội trưởng liền lăn một vòng, thần sắc sợ hãi vội vàng chạy tới bên trong động. Lật đật quỳ xuống ở thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ cùng trước mặt người run rẩy nói. Cái gì, Hồng Sư Động, Vân Long Sơn đại quân liên hiệp hướng chúng ta Minh Thần Động đánh tới, vẫn là vậy Hồng Sư đạo nhân cùng với Vân Long Sơn hai vị hộ pháp trưởng lão tự mình dẫn đội. Nghe vậy, thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ cùng với một ít bên trong động cao tầng sắc mặt biến, cơ hồ ngay tức thì cũng có chút trắng bệch. Trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không có biện pháp, Hồng Sư Động. Vân Long Sơn đại quân liên hiệp, hướng bọn họ Minh Thần Động đánh tới, đây là khái niệm gì? Hơn nữa còn có cực kỳ nhất trọng điểm là, Hồng Sư đạo nhân cùng vậy Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão ở giữa hai vị lại tự mình dẫn quân, đó là cái gì chiến trận? Là cái gì quy mô? Đây quả thực đủ để ngay tức thì đem bọn họ can đảm và chấn định cho móc sạch, trong lòng run lẩy bẩy. Động chủ đại nhân đâu? Bất quá thật may vậy thiết nhất đẳng người bây giờ có thể nói là xưa không bằng nay, chấn định lại sau đó, liền gặp hắn sắc mặt âm trầm và ngưng trọng mở miệng hỏi. Hồi bẩm Lục Kinh đại nhân, động chủ đại nhân hắn bây giờ còn đang bế quan chính giữa, chúng ta không dám đi quấy rầy. Có người lập tức nói. Vậy Thương Khôn đại nhân đâu? Thiết một lại hỏi. Thương Khôn đạo nhân hắn thật giống như có sự việc tạm thời đi ra ngoài. Trước chúng ta đang đi tuần thời điểm. Có thấy hắn rời đi? Vậy tuần tra tiểu đội trưởng nói. Nghe vậy, thiết một bữa, những người còn lại sắc mặt cũng có chút cứng ngắc cùng không biết cái gọi là hốt hoảng. Nếu như Trần Phi ở đây, hoặc là nói nếu là Thương Khôn đạo nhân ở đây, bọn họ còn có thể không như thế kinh hồn bạt vía, dẫu sao trời sập xuống còn có một cao, đến lúc đó, bọn họ chỉ cần thật đơn giản nghe theo mệnh lệnh cũng được. Nhưng bây giờ tình huống này lại bất đồng. Động chủ đại nhân Trần Phi còn đang bế quan chính giữa. Bọn họ không thể nào để cho người ngoài quấy nhiễu được Trần Phi bế quan. Mà vậy Thương Khôn đạo nhân nếu là vậy không có ở đây. Vậy cái này thì đồng nghĩa với, sau hết thảy, ít nhất ở Thương Khôn đạo nhân thuộc về trước khi tới, và động chủ đại nhân Trần Phi xuất quan trước, bọn họ thì nhất định phải đứng ra, không nhịn được hết thảy. Nếu không, Minh Thần Động muốn bọn họ đám phế vật này có ích lợi gì? Lão Ngũ, người bây giờ lập tức cho ta đi điều quân. Lão Tứ Lão Lục, các người đi đem chủ nhân bố trí tới hộ sơn đại trận khởi động. Những người còn lại, theo ta ra ngoài, ta đây muốn xem, bọn họ là thật đem chúng ta Minh Thần Động làm trái hồng mềm nặn. Vậy thiết một cái thần trầm xuống, ngang ngược bắt đầu ra lệnh. Phải biết bọn họ tám huynh đệ hiện nay nhưng mà xưa không bằng nay. Coi như bọn họ không đánh lại như vậy nhiều, lợi hại như vậy cường địch.
nhưng mà mượn Trần Phi bày ra hộ sơn đại trận, thả Chu Toàn, chỉ hoãn một phen, cũng không phải việc khó gì. Biết, đại ca, đi, lão Lục, chúng ta đi nhanh mau trở lại. Bị gọi đến tên người lập tức hành động, vậy sau lưng một đám minh thần động cao tầng vậy bắt đầu dần dần cả người run rẩy, ánh mắt ngưng nhiên đứng lên. Nhắc tới, đây chính là bọn họ thần phục ở Trần Phi thủ hạ sau trận thứ nhất đại chiến. Ai nguyện ý diệt mình uy phong? Dư thừa nói nhảm ta vậy cũng không muốn nói nhiều. Địch quân thế tới hung mãnh, các người nếu là muốn rời đi, muốn cùng ta minh thần động bỏ qua một bên quan hệ, bây giờ có thể cứ việc đi, ta thiết một đời thay chủ nhân hướng các người cam kết, mọi người sớm tụ sớm tan, muốn đi, vẫn có thể đi. Đến khi thiết năm, thiết bốn, thiết sáu rời đi sau đó, vậy thiết một mặt không cảm giác, bỗng nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Kinh đại nhân ngươi nói gì vậy? Động chủ đại nhân đối đãi bọn ta không tệ, bây giờ để cho chúng ta rời đi, vậy coi như cái gì? Bất quá lập tức thì có người như thế nói, cho thấy trung thành. Không sai, nếu là muốn đi, ban đầu chúng ta liền sẽ chọn đi, cần gì phải chờ tới bây giờ? Những người khác cũng là không chút do dự phụ họa nói. Nhắc tới, bọn họ những người này bây giờ mặc dù không thể nói đối với Trần Phi có bao nhiêu trung thành, nhưng tối thiểu, nếu như bọn họ muốn đi, sớm lúc trước vậy hết thảy liền đi, cần gì phải chờ tới bây giờ. Huống chi, bọn họ cũng không phải là người mù, coi như là đối phương là Hồng Sư Động cộng thêm Vân Long Sơn, chẳng lẽ bọn họ Minh Thần Động liền thật không có sức đánh một trận. Chẳng lẽ vậy đảo Thương Lam Thương Khôn đảo chủ là giả? Ăn cơm khô. Bất quá lần này, đúng là bọn họ cuối cùng trịnh trọng kỳ sự lựa chọn thời điểm. Bởi vì là, lựa chọn giống vậy và vấn đề. Trần Phi không thể nào cho bọn họ lần thứ hai, thiết một cũng không khả năng cho bọn họ lần thứ hai. Cho nên, trong bọn họ nếu là có những người này gặp địch quân lai lịch hung mãnh, trong lòng sợ, muốn đi, đây không thể nghi ngờ là cơ hội cuối cùng. Bởi vì là cấp trên có thể nhân từ, nhưng luôn không khả năng một mực như vậy nhân từ chứ. Có chút thời điểm, cứng rắn mới là hết thảy. Nếu không phải đi, vậy ngày hôm nay liền cho ta đem các ngươi lực lượng còn có nóng nảy hết thảy bày ra. Vậy Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn khi chúng ta Minh Thần Động là trái hồng mềm, vậy chúng ta bây giờ liền phải nói cho bọn họ biết, nếu là không sợ tan vỡ răng, vậy cứ tới thử một chút. Vậy thiết một xâm nhiên nói. Không sai, Hồng Sư Động, Vân Long Sơn thì thế nào? Dám đánh chúng ta Minh Thần Động chú ý, chẳng qua ngọc đá cùng vỡ thử một chút, thật lấy là chúng ta sợ. Đông đảo người phù hợp, tâm tình kích động, yêu khí linh quang lăn lộn, cực kỳ đáng sợ. Vì vậy mấy giờ sau đó, nhiều đội ngũ từ vậy Minh Thần Động chỗ sâu tụ họp ra, từng đạo linh quang, yêu khí cuồn cuộn lăn lộn, xông lên nửa ngày trong, dung chuyển hết thảy, làm vậy cửa động phủ bên ngoài tràn đầy núi khắp nơi tràn đầy đằng đằng sát khí đại quân bóng người, cờ tung bay ôm cần, phong trống vù vù, viết chữ to. Minh Thần Động. T, cái này Minh Thần Động lúc nào đổi được như thế lợi hại? Lại có nhiều như vậy cao thủ. Ít nhất hơn 10 cái luyện khí tầng 8 cao thủ, 40-50 cái luyện khí tầng 7, còn có nhiều như vậy động phủ đại quân, cái này, cái này. Đây thật là ban đầu Kim Thiềm Động kéo dài mà đến thế lực. Ta nghe nói vậy Minh Thần Động mới nhậm chức động chủ là một vị luyện đan sư, có lẽ cái này Minh Thần Động biến hóa, sẽ cùng cái này có chút quan hệ thế nào. Có thể coi là luyện đan sư, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ. Luyện khí tầng 8 cao thủ cũng không phải là cải trắng, ban đầu, loại đẳng cấp này cường giả vậy Kim Thiềm Động tối đa chỉ có 3-4 cái. Nhưng bây giờ, trừ phi là cấp 3 trở lên luyện đan sư, còn không sai biệt lắm. Cấp 3 trở lên luyện đan sư, đùa gì thế, làm sao có thể? Cái loại đó cấp bậc nhân vật lớn làm sao có thể có lòng dỗi dãnh đến chúng ta cái này nghèo núi vùng đất hoang chuyện nhỏ. Minh Thần Động hiện nay biến hóa. Hiển nhiên là làm những cái kia quanh mình người ngoại giới mỗi một người đều cảm giác được vô cùng là rung động, vô cùng là giật mình. Không có biện pháp, tuy nói luyện khí tầng 8 cảnh giới tu sĩ, đối với hiện nay Trần Phi cái loại đó tầng thứ đã không coi vào đâu, có thể dõi mắt phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong, như vậy cường giả, vậy vẫn là hết sức lợi hại và cường đại. Đương kim các thế lực lớn cao tầng, lực lượng trung kiên. Mà bây giờ, mình thần động nhưng giống như là đổi ma pháp vậy. Đột nhiên lập tức đổi đi ra nhiều như vậy, làm sao có thể không làm người ta rung động, không làm người ta giật mình. Dẫu sao phải biết như vậy thực lực, ít nhất là nguyên bản Kim Thiềm Động 3 lần 5 lần không dứt,
nhưng vấn đề là, Mạ Vàng Thiềm Thử Vương mới vừa chết bao lâu? Vậy Kim Thiềm Động mới vừa giang sơn đổi chủ, đổi tên là Minh Thần Động bao lâu? Suy nghĩ kỹ một chút, thật có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng à. Coi như là phổ thông luyện đan sư cũng không khả năng có thể làm được như vậy ngoại hạng chứ. Trong chốc lát, vậy Minh Thần Động đội ngũ tràn đầy núi khắp nơi, nhưng lại người người sắc mặt vô cùng là ngưng trọng. Lấy Thiết Một cầm đầu tám đại thiết vệ lập tại đại quân trước nhất phương, trước sau như một như núi cao vậy, bối cảnh cao ngất, phảng phất là có thể chống lên tới hết thảy. Tràn ngập nhàn nhạt làm người ta sợ hãi hơi thở, thập phần cường đại. Xa xôi chỗ, mặt trời ngã về tây, bóng người bọn họ đều giống như là bị hắn dính vào một tầng đỏ mờ sắc thái. Có chút chiều tà trầm trầm, cũng có chút xúc thế đãi phát. Vèo. Bất quá rất nhanh, vậy Thiết Nhất Đẳng người đóng chặt ánh mắt lại đột nhiên mở ra, sắc mặt lạnh lẻo lẩm bẩm nói, tới. Một bầy chó tạp chủng, dám đến ta Minh Thần Động gây chuyện tình, hãy chờ xem, luôn có người sẽ xui xẻo. Vậy tám đại thiết vệ trong nhất to cao, tính cách thô bạo Thiết Ba hai tay nắm quyền, phát ra kéo kẹt xương đóng vang, đằng đằng sát khí cười lạnh nói. Vừa nói, trong cơ thể hắn phảng phất là sư tử được thức tỉnh vậy, một cổ làm người ra đầu tê dại yêu thú cấp 2 trung kỳ hơi thở thả ra ngoài, cuồng trào thô bạo, sâu sông lên vân tiêu. Ở bên người hắn còn lại 8 huynh đệ cũng giống như vậy. T. Loại này lực lượng, tại sao phải lớn mạnh như vậy? Phương xa, không ít người thấy một màn này, đều có một loại ngay tức thì cảm giác khó tin hoang đường cảm. Ngược lại hút khí lạnh, cảm thấy kinh dị. Bởi vì là, rõ ràng Thiết Nhất Đẳng 8 đại thiết vệ cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ, nhưng vì cái gì, bọn họ bây giờ triển lộ ra khí thế nhưng như vậy khủng bố. Liền cao hơn một tầng thứ luyện khí tầng 9, đều giống như so với không thua gì. Ừ, vậy 8 người. Coi như là Hồng Sư Đạo Nhân bên này, Hồng Sư Đạo Nhân cùng với Lạc Bàng 2 người, đang cảm thụ đến Thiết Nhất Đẳng 8 huynh đệ cái này cổ liên hiệp ở chung với nhau khí thế, đều có chút ánh mắt hơi thay đổi, không nghĩ tới 8 đại thiết vệ khí thế lại sẽ như vậy quỷ dị cường thế, chợt không khỏi nhíu mày. Bởi vì là bọn họ có thể cảm giác được, nếu như Thiết Nhất Đẳng 8 đại thiết vệ liên thủ, liền có thể, sẽ có không kém với bọn họ trong 3 người, bất kỳ người nào thực lực. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ gặp có biến đếm à. Dẫu sao cái này Minh Thần Động cũng không phải là chỉ có bọn họ 8 cái, mà là còn có một lợi hại hơn, càng khó giải quyết Trần Phi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cái này Minh Thần Động lại còn có như vậy nội tình. Họ Trần chó má ở chỗ nào? Mau đi ra nhận lấy cái chết. Có thể bọn họ 3 cái mặc dù cảm thấy khó giải quyết cùng phiền toái, thế nhưng đầy bụng lửa Chu Long, rất hiển nhiên không biết cân nhắc, cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ gặp bọn họ cái này liên hiệp đại quân mới vừa giết tới có thể thấy được Minh Thần Động động phủ nơi cửa chính, liền liền thấy hắn không kịp đợi đứng ra, kiêu căng phách lối, trên cao nhìn xuống, tư thái ngẩng cao, cuồng ngông vô cùng quát lên. Cơ hồ ngay tại trong một cái chớp mắt này, Thiết Nhất Đẳng 8 đại thiết vệ trên mặt thần sắc thì trở nên rất là lạnh như băng. Ánh mắt tràn đầy ý định giết người. Bày trận, động thủ. Vậy Thiết Một thanh âm lạnh như băng như lưỡi đao, hạ lệnh sau đó, lại chuẩn bị trực tiếp động thủ, từ vậy đại quân đi ra. Thấy tình cảnh này, sau lưng hắn 8 đại thiết vệ còn sót lại 7 người không chút do dự đi theo. Oanh! Vì vậy rồi sau đó chốc lát ở giữa, từ bên trong cơ thể của bọn họ. Từng cổ một mạnh mẽ vô cùng khí thế cuồn cuộn xông ra, liên hiệp chung một chỗ, làm bọn họ 8 huynh đệ giống như chân chính dung với nhau vậy, yêu quang đại tác trận văn hiện lên, quanh quẩn ở bọn họ 8 huynh đệ bên người. Một khắc sau, vậy 8 đại thiết vệ đồng loạt bước ra, thân thể chung quanh khu vực yêu khí hơn nữa mãnh liệt, hơn nữa đáng sợ, hình thành trận pháp lực lượng con luyện, hướng ra phía ngoài có lực khuếch trương. 8 thai đồng bào, liên hiệp trận pháp. Thấy tình cảnh này vậy Hồng Sư Đạo Nhân cùng Lạc Bằng các người ngay tức thì con ngươi chính là có giúp một cái, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng. Rất hiển nhiên, bọn họ là thật không nghĩ tới, Thiết Nhất Đẳng người lại là 8 thai đồng bào, còn tinh thông lợi hại như vậy liên hiệp trận pháp, như vậy điều kiện chung vào một chỗ, không lợi hại mới là lạ. Nhưng bọn họ biết những thứ này, vậy Chu Long cũng rất hiển nhiên không biết. Hoặc là phải nói là hắn cho dù biết, vậy tựa hồ cũng không thế nào đem để ở trong lòng. 8 con trùng thúi, cũng dám hướng ta Chu Long động thủ. Phải, nếu các người muốn tìm cái chết, vậy ta Chu Long bây giờ thành toàn cho các người. Chỉ gặp vậy Chu Long cười lạnh một tiếng,
nhất thời cả người linh quang lay động, cuồn cuộn phun trào, ở đó linh quang trong, một đạo hắc mang trực tiếp là kinh người vọt bay ra ngoài, tạo thành một đạo ngang qua bầu trời mênh mông con luyện, bắn về phía chậm rãi đi tới tám đại thiết vệ phương hướng, vô cùng lẫm liệt. Vậy Chu Long đúng là không hổ là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, thực lực đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh cấp không nói, xuất thân cũng là nhất tuyệt. Làm người thấy thèm. Cái này hắc mang bất ngờ lại là một đạo trung phẩm pháp khí cấp bậc dị bảo, ở xuyên qua qua giữa không trung không khí sau đó, vậy lực lượng hùng hồn, trực tiếp là nếu như u sâm ác đàm băng suối vậy nặng nề rủ xuống. Hiện đây làm người ta hít thở khó khăn lực lượng. Ta, trời ạ, cái này Chu Long chẳng lẽ đã có luyện khí tầng 9 sức chiến đấu? Như vậy cảnh tượng, coi như là vậy xa xôi chỗ vây xem náo nhiệt mọi người, cũng là cảm giác trong lòng sáng lên, trong miệng mặt lắp ba lắp bắp, sắc mặt trắng nhợt, cả người không khí lực. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, như vậy thế công nếu như hướng bọn họ tới, trong bọn họ ít nhất 90% 9 người, sợ rằng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuyệt không còn sống hy vọng. Mà bây giờ, một đạo nhẹ, nhưng lại dị thường chói tai nhẹ a thanh bỗng vang lên, vậy vây quanh ở tám đại thiết vệ bên cạnh trận văn lực lượng bỗng thật cao dâng lên, giống như là núi lửa bùng nổ như nhau. Phịch, như vậy lực lượng thật sự là quá kinh người, giống như là đồ sứ, đụng phải cứng rắn hòn đá, cơ hồ không chậm chạp chút nào, người sau liền bắt đầu ầm ầm bể tan tành. Tám đại thiết vệ mặc dù chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ cảnh giới, nhưng bọn họ nhưng là 8 người, hơn nữa còn là tâm thần tương thông, lại có cao cấp liên hiệp trận pháp phụ trợ, những thứ này điều kiện nơi chung vào một chỗ nơi tung tóe ra lực lượng kinh khủng, dĩ nhiên là không người có thể địch. Ít nhất giống như là Chu Long cái loại đó ngụy luyện khí tầng 9 sức chiến đấu, căn bản cũng không có thể ngăn cản được. Vì vậy sau đó ngay tức thì, rắc rắc, vậy kịch liệt lóe lên hắc mang đột nhiên tan vỡ, bị vậy hắc mang nơi bao quanh một chuôi mũi tên lại là trực tiếp phóng bay ra ngoài, kịch liệt lắc lắc, linh quang ảm đạm, làm vậy Chu Long ngay tức thì cắn trả hộc máu. Có thể cái này, còn đều không phải là điểm chính. Bởi vì là... Làm vậy hắc mang mũi tên bị thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ đánh bay sau đó, bọn họ bước chân vậy vẫn là cứ thế kiên định tiếp tục, ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí, đi về phía Chu Long. Ngươi, các ngươi tất cả cút ra cho ta, cách ta xa một chút, nghe không, cách bổn công tử xa một chút. Thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản vênh váo hống hách Chu Long rốt cuộc có chút luống cuống, liên tiếp lui về phía sau, liền liền sắc lệ nội cha, nói. Nhưng mà... Thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ hoàn toàn không có động tĩnh, vậy bọn họ cả người vây quanh yêu khí cùng trận văn thậm chí càng lạnh thấu xương mấy phần, tràn đầy lạnh như băng. Hừ, coi như sau đó một khắc, mãnh liệt linh quang vọt tới, truyền ra một cái âm vụ thanh âm, mấy con trùng thúi, cho lão phu lui về. Vô số rậm rạp chằng chịt móng tay xây lớn nhỏ linh quang nhức mắt quanh quẩn, từ vậy Chu Long sau lưng. Lạc Bàng bên cạnh vị kia lỗ mũi dị thường sưng to lên đầu chọc lão bên trong cơ thể xông ra, liên tục chung một chỗ, toát ra kinh khủng chập chờn. Vậy ngón cái xây lớn nhỏ linh quang một cái tiếp theo trước một cái, chớp mắt ở giữa, lại hình thành một mảnh màn sáng. Ở màn sáng kia trong, vốn là linh quang, bất ngờ trở thành từng đạo màu xám xanh kiếm khí, tràn ngập làm người ra đầu tê dại sắc bén kiếm khí, hết sức đáng sợ. Cái này ông già! Lại có thể còn là một vị dùng kiếm tu. Linh quang linh khí một đạo tiếp tục một đạo, ngay tức thì phảng phất là hợp thành một cái thứ rất đáng sợ. Ở đó lần lượt thay nhau ngang dọc khủng bố kiếm khí chính giữa, vậy lỗ mũi sưng to lên ông cụ đầu chọc chậm rãi dậm chân ra, cổ tay qua lại chuyển động, ánh mắt lạnh lẻo, nhìn chằm chằm lấy thiết một cầm đầu tám đại thiết vệ các người. Trong ánh mắt kia bất ngờ mang một ít chút tàn nhẫn, cùng cười nhạt. Xa xa. Không ít người ở thấy một màn này, nhất là đang cảm thụ đến vậy chóp mũi xương lớn ông cụ đầu chọc nơi thả ra kiếm khí uy thế sau đó, thần sắc trên mặt bọn họ cũng không nhịn được thay đổi, ánh mắt hốt hoảng, da đầu nổ tung, tê dại. Không có biện pháp, như vậy uy thế, như vậy thực lực, tối thiểu, sợ rằng chắc cũng là đến gần luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mới có thể có và làm được. Mà coi như là vậy Hồng Sư Đạo Nhân, cũng không quá như vậy mà thôi. Như vậy. Tựa hồ xa so với kia cùng là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong Lạc Bàng, lợi hại rất nhiều à. Thiết Nghệ mặt không cảm giác, đồng dạng cũng là sắc mặt lạnh lẽo nhìn đối phương, Vân Long Sơn hộ pháp trưởng lão, Tần Liệt Phong. Chẳng qua là cứ nói như vậy trước, hắn vậy giọng điệu,
nhưng không tự kìm hãm được toát ra sâu đậm kiêng kỵ, cùng ngưng nhiên. Tần Liệt Phong, Vân Long Sơn uy danh hiển hách năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, thực lực thập phần cường đại, hắn sức chiến đấu, cũng là tối thiểu có thể ở nên hàng ngũ trong xếp thứ nhất thứ hai. Nói cách khác, hắn chân thực sức chiến đấu, sợ rằng chỉ biết so Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử nhất lưu, hơi yếu một ít. Như cái này, tự nhiên đã đủ kinh người. A, à, là lão phu, các người mấy con trùng thúi, đã chuẩn bị xong nhận lấy cái chết. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy bướng bỉnh, lạnh lẻo vẻ, nhìn Thiết Một, đột nhiên ra tay, lòng bàn tay ở giữa phun trào ra màu xám xanh kiếm khí tựa như là dao long dao uyên vậy, phát ra đinh tai nhức óc cuồng trào tiếng gầm gừ, vô cùng rung động, làm người ta phát ra từ nội tâm run sợ trong lòng. Cẩn thận một chút, thấy tình cảnh này vậy Thiết Một mặt sắc ngay tức thì liền không nhịn được đổi một cái, ngưng nhiên lên tiếng. Rất hiển nhiên, ở hắn hiện vào lúc này trong suy nghĩ, vậy Tần Liệt Phong có thể hoàn toàn cùng trước khi Chu Long, không phải là một cấp bậc. Rất đáng sợ. Phịch. Vậy Tần Liệt Phong có màu xám xanh kiếm khí ầm ầm rơi xuống. Vén lên vô biên sóng trùng kích. Tám đại thiết vệ nối thành tức giận, yêu khí cuồn cuộn, trận văn ngất trời, cũng là hình thành một cổ xoắn ốc kích động lực lượng, từ bên trong cơ thể của bọn họ, lý do đỉnh lao ra, cùng vậy tới đánh lực lượng ngạnh hám chung một chỗ. Phịch. Ầm 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 ầm. Cái này sau đó liền dĩ nhiên là làm người ta run rẩy mãnh liệt va chạm. Làm vậy sóng trùng kích kích động tản ra đang lúc, chu vi ít nhất đếm trong phạm vi trăm thước, tất cả mọi người cảm giác chính bọn họ đứng thân ở mảnh khu vực kia, bắt đầu từ yếu đến mạnh một hồi run rẩy cùng lay động. Mặt đất nứt ra, cây cối sụp đổ, hòn đá tung tóe. Hết thảy đều là kinh người như vậy. Vân Long Sơn Tần Liệt Phong. Đây chính là Vân Long Sơn đứng sau Hắc Phong tử trưởng giáo số 1 số 2 cường giả, không nghĩ tới bây giờ, vậy 8 người, lại có thể cùng chống lại, cứng đối cứng. Không ít người thấy tình cảnh này, sắc mặt rung động lẩm bẩm nói. Khó tin. Vân Long Sơn Tần Liệt Phong uy danh, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi, có thể nói là hoàn toàn không kém với Hồng Sư Đạo Nhân nhất lưu, đứng sau Hắc Phong tử, Thương Khôn, Lam Kình nhất lưu cao cấp nhất tồn tại, mà bây giờ. Mà bây giờ, thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ lại có thể cùng chống lại, cái này triển hiện ra hết thảy, tự nhiên làm người ta rung động không dứt, không có biện pháp làm được chấn định. Dẫu sao, cảnh giới càng cao, không chỉ là vượt cấp thắng địch tình huống vượt thiếu, cùng cảnh giới võ giả thực lực sai biệt thường thường vậy càng nhỏ. Có thể đi tới cảnh giới cao thâm người, có mấy cái là đơn giản hạng người. Nhưng bây giờ, tuy nói lấy tám địch một. Nhưng vấn đề là vậy thiết nhất đẳng người cũng chỉ có yêu thú cấp 2 trung kỳ à, tương đương với thông thường luyện khí tầng 8 tu sĩ. Lúc bình thường, Tần Liệt Phong sợ rằng phất tay một cái cũng có thể đem loại tầng thứ này tu sĩ tùy tiện tiêu diệt, nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ, bọn họ trước mắt nhìn thấy, chính là hết thảy. Làm người ta khó tin hết thảy. Các người tám con trùng thúi, lại có thể chặn ta Tần Liệt Phong công kích. Vậy Tần Liệt Phong ánh mắt khói mù. Cả người linh quang cùng kiếm khí lại là mãnh liệt, đổi lại uy thế, phủ kín giữa không trung. Rồi sau đó liền không chút do dự lại lần nữa ra tay. Vậy uy thế, hơn nữa hung mãnh, hơn nữa lẫm liệt. Mà vậy tám đại thiết vệ vậy không yếu thế chút nào, kinh khủng yêu khí cùng trận pháp xông lên cút kích động. Vậy tám người do Tần trưởng lão đối phó, chúng ta nói, liền đem còn thừa lại rác dưới dọn dẹp sạch đi, như thế nào? Thấy tình cảnh này. Vậy tám đại thiết vệ cùng Tần Liệt Phong chiến làm một đoàn, Hồng Sư Đạo Nhân ánh mắt âm lãnh lóe lên mấy cái, rồi sau đó mở miệng nói. Tuy nói giống như bọn họ tu sĩ giữa chiến đấu, nhiều hơn thời điểm là lấy cao tầng tỉ thí lực lượng, tới quyết định thắng bại, bất quá bây giờ, bọn họ những người còn lại luôn không khả năng liền nhìn như vậy chứ. Hơn nữa, vậy Tần Liệt Phong vậy không nhất định liền thật so hắn Hồng Sư Đạo Nhân lợi hại à? Không phải sao? Không sai. Vậy tám chỉ đáng chết trùng xấu do Tần trưởng lão đối phó, khẳng định lật trời không được. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đem đối diện còn lại những cái kia rác dưới tất cả đều xử lý xong, còn có vậy họ Trần chó má, tránh đi đâu vậy? Tìm được hắn, ta muốn cho hắn chết. Vậy Chu Long mặt đầy vặn vẹo cùng giữ tợn gầm nhẹ nói, đằng đằng sát khí. Hắn bây giờ, chỉ muốn giết người, mới có thể bày tỏ mối hận trong lòng. Mới có thể đem hắn trước khi sa sút thất lợi cùng mất thể diện. Che vung tới. Nếu không, như vậy đề một khi bị truyền đi, có thể không bị cười nhạo. Động thủ.
Ngay sau đó, Vậy Lạc Bàng trực tiếp là gương mặt âm lãnh hạ lệnh. Cuồn cuộn làm sạch Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Đại Quân trực tiếp là đè lên, nồng nặc sát ý đem Vậy Minh Thần Động cửa động phủ bên ngoài cuộn sạch. Đáng chết, bọn họ muốn hướng chúng ta động thủ. Minh Thần Động Đại Quân bên trong, một luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ sắc mặt kinh biến nói. Tuy nói bọn họ bây giờ nơi bày ra thực lực không kém, có thể nếu là đối phương Hồng Sư Đạo Nhân, Lạc Bàng các người một khi xuất thủ, bọn họ vậy căn bản cũng không có thể là đối thủ à. Đem động chủ đại nhân nơi bố trí hộ sơn đại trận hoàn toàn mở ra. Có hộ sơn đại trận thành tựu dựa vào, ta không tin, bọn họ còn thật là có bản lãnh đem chúng ta nghiền ép. Một cái khác cấp 2 trung kỳ yêu thú đỉnh cấp cáo kỉnh nói, khí thế cuồn cuộn, hai tròng mắt hung mãnh kinh người. Vậy cứ làm như vậy. Oanh! Chỉ nghe gặp một tiếng nổ vang lớn, vậy màu đỏ thẫm mây mù phóng lên cao, từng luồng kiếm khí chảy tung ra tới, tựa như là màu đỏ thẫm tia chớp. Ở đó màu đỏ thẫm mây mù chỗ sâu, bất ngờ có một tòa trận pháp thật to đổ văn như ẩn như hiện. Hiển nhiên, đây chính là một tòa khổng lồ hộ sơn đại trận. Không chỉ có như vậy, nó lúc này bây giờ còn mở hết tốc lực, tản ra làm người ta kinh tâm động phách khí tức kinh khủng. Để cho người cảm giác được tê liệt. Cái này, đây là hộ sơn đại trận. Cách đó không xa, mọi người thấy một màn này không khỏi sắc mặt lại hết sức rung động ngây dại ra. Bởi vì là, bất kỳ một tòa có tư cách được gọi là hộ sơn đại trận tồn tại, đều là giá trị liên thành, cực kỳ đáng sợ. Hộ sơn đại trận, liền liền vậy Hồng Sư Đạo Nhân hiện vào lúc này sắc mặt lại kịch liệt thay đổi mấy lần, ánh mắt trở nên có chút kinh dị, hiển nhiên, là không nghĩ tới Trần Phi lại có năng lực bố trí bực này kích thước hộ sơn đại trận. Mà đây hộ sơn đại trận hiện vào lúc này biểu hiện ra cường độ, ít nhất hẳn là nhân trận tầng 4 trình độ. Phịch, giữa không trung, vậy phóng lên cao đại trận bỗng chấn động một cái, rồi sau đó chính là nồng nặc kiếm khí lấp lánh rực rỡ, lửa hà tràn ngập, ngay tức thì đem vậy Minh Thần Động cửa động phủ bên ngoài ít nhất chu vi 100 đến 200 mét bên trong khu vực, cũng hoàn toàn bao phủ gói lại. Đỏ thấm, lộn kiếm khí, ngưng tụ chung một chỗ. Giống như là úp ngược lên cả vùng đất to lớn ngọn lửa bình phong che chở, làm người ta nhìn xa xa đều cảm giác không rét mà run, chớ nói chi là cái gì đến gần. Đáng chết, trận pháp này là vậy họ Trần người bố trí ra. Hắn trận pháp thành tựu, lại có thể đạt tới loại trình độ này. Lạc Bàng chau mày, có chút tâm tình phiền não lẩm bẩm buột miệng mắng. Hắn ngày đó, là chính mắt gặp qua Trần Phi biết sử dụng trận pháp, hơn nữa còn là nhân trận tầng 4 lợi hại trận pháp. Cho nên đối với trước mắt một màn này, hắn mặc dù cảm giác được hoang đường, nhưng lại vẫn có thể muốn được thông. Chẳng qua là, thằng nhóc kia dựa vào cái gì yêu nghiệt như vậy à? Tự thân sức chiến đấu như vậy lợi hại cũng được đi, bây giờ, lại còn là trận pháp thành tựu như vậy kinh người trận pháp sư, đây coi là cái gì? Phải biết một vị có thể bố trí ra hộ sơn đại trận trận pháp sư, người giá cả, nhưng mà hoàn toàn khác nhau. Đây chính là luyện đan sư có thể luyện chế ra ngân văn thậm chí kim văn đan dược, là một cái đạo lý. Mà bây giờ, chớ chỉ hoãn, vậy Hồng Sư Đạo Nhân cau mày, sắc mặt nếu như xương lạnh mở miệng nói, cái này hộ sơn đại trận nhìn giống như là nhân trận tầng 4 cấp bậc, thừa dịp bây giờ còn có không có ai chủ trì, chúng ta vẫn có thể đem phá hỏng, nếu như cùng vậy họ Trần tiểu tử hiện thân, tự mình chủ trì cái này hộ sơn đại trận, đến lúc đó thì phiền toái. Đến lúc đó, chỉ cần là tài nguyên đủ, chúng ta coi như là vây quanh đại trận này cuồng oanh loạn tạc cái nửa tháng, có thể hay không đem phá hỏng, cũng còn là khó nói. Mà nếu là ầm ĩ loại trình độ đó nói, chúng ta hai bên mặt, chỉ sợ sẽ là muốn thật mất hết. Đích xác, vậy Lạc Bàng hiển nhiên vậy rõ ràng đạo lý này, nhìn vậy úp ngược lên cả vùng đất hộ sơn đại trận, ánh mắt lạnh lẽo nói, tất cả mọi người nghe lệnh, bất kể bất cứ giá nào, toàn lực động thủ, phá mau vậy hộ sơn đại trận. Ai dám xuất công không ra lực, ta Lạc Bàng cái đầu tiên trước đem hắn cho làm thịt. Hắn cuối cùng những lời này, nói kiên định, lạnh như băng tới cực điểm, làm vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Đại Quân trong tất cả mọi người đều lông tơ rét một cái. Sau đó, tuy có người cũng không chút do dự hô lớn. Oanh, 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 từng đạo mạnh yếu không đồng nhất khí thế phóng lên cao, tình cảnh vô cùng là cuồn cuộn. Ở khí thế kia trong từng đạo linh quang tựa như là mưa như thác lũ vậy, xuyên qua giữa không trung, hướng vậy hộ sơn đại trận thật giống như mưa xa khơi thông xuống, đại chiến lúc này mở ra. Như vậy cảnh tượng cũng là làm người ta run sợ,
cuồn cuộn, kịch liệt, lấy mưa to gió dữ thế nhanh chóng vét sạch mảnh khu vực kia. Phịch, ầm ầm long. Vậy hộ sơn đại trận nhất thời bộc phát ra oanh thiên vang lớn, cực độ lay động, nhưng sau đó, lại có từng cổ một kiếm khí tựa như là núi lửa bùng nổ vậy, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch, đến mức, người ngưỡng mã phiên, máu tươi đầm đìa, thi thể nằm ngang. Minh thần động mọi người phản kích đặc biệt là lẫm liệt. Cái này Trần Phi tự tay bày ra nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận, có thể hay không bị đối phương dễ dàng như vậy phá hư, tạm thời không nói, nhưng nó có uy lực, nhưng là không thể nghi ngờ mạnh mẽ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, trận pháp có lực lượng vậy đều là quần công. Đây chính là quần công à. Cái này bây giờ Hồng Sư Động, Vân Long Sơn những cái kia đại quân, không phải là từng cái sống sờ sờ tốt cái bia sao? Phốc suy, phốc suy, phốc suy, đại trận lăn lộn, kiếm khí cáo kỉnh, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Cuộc chiến này vừa mới bắt đầu đánh, vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn đại quân liền thì đã là tổn thất thảm trọng, làm vậy xa xôi chỗ từng cái xem náo nhiệt, theo bản năng nhìn lẫn nhau, đều có loại trong lòng phát mao, sau lưng phát cảm giác lạnh. Cái này Minh Thần Động, lại có như thế lợi hại. Trần Phi tự tay bày ra nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận dĩ nhiên không bình thường, uy lực hết sức đáng sợ, làm vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn liên hiệp đại quân cơ hồ là ở ngay tức thì cũng đã là tổn thất thảm trọng. Máu tươi bắn tung tóe ra, nhuộm đỏ đất đai. Mà vậy càng phương xa tám đại thiết vệ cùng Tần Liệt Phong kịch liệt đại chiến, lại là làm mắt người cũng nhìn thẳng, đất rung núi chuyển, run sợ trong lòng. Thậm chí vậy giữa không trung đều đã nhấc lên một tòa khổng lồ xoắn ốc nước xoáy. Bên trong kích động kinh khủng năng lượng. Bót bót bót. Xì xì xì. Vậy giữa không trung điếc tai nhức óc truyền tới làm người ta tâm hàn kích động, tiếng va chạm. Màu xám xanh kiếm khí ngất trời, là do thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ liên hiệp tạo thành liên hiệp trận pháp lực vậy như người thú đến mức tận cùng, hình thành vô số lợi hại trận văn, cùng kiếm khí kia cuồng trào tranh phong trước, lại ước chừng chỉ rơi chút nào hạ phong. Hừ. Tần Liệt Phong sắc mặt khói mù hừ lạnh lên tiếng, cả người khí thế hết sức dọa người, trong tay nắm một chuôi trung phẩm pháp khí cấp bậc phi kiếm, hai cánh tay dương ra, phi kiếm kia liền trực tiếp là giống như thanh hồng vậy cuộn sạch ra, lợi hại đến dọa người. Mà vậy tràn ngập đến giữa không trung kiếm khí, lúc này vậy tựa như là bão táp vậy, đi đôi với phi kiếm này, như chúng tinh phùng nguyệt ào ào rơi xuống, nhấc lên làm người ta tâm hàn uy thế. Uy thế này thật sự là quá đáng sợ. Giống như là có thể làm người ta cảm thấy tuyệt vọng vậy. Mà đây, cũng là mới hắn Tần Liệt Phong đứng sau Hắc Phong Tử, Thương Khôn Đạo Nhân, Lam Kình Lão Nhân nhất lưu chân chính thủ đoạn, và lực lượng. Vô hạn tiếp cận với luyện khí tầng 9 đỉnh phong. T, cái này Tần Liệt Phong thật sự là thật lợi hại. Xa xa, rất nhiều người đều như vậy ngược lại hút khí lạnh trước, vô cùng rung động. Ừ, liền liền lúc này đang chuẩn bị động thủ tấn công hộ sơn đại trận Hồng Sư Đạo Nhân. Lúc này đều giống như là có cảm ứng vậy, quay đầu né người nhìn tới, nhìn chằm chằm chiến trường, hai tròng mắt chớp mắt, trong ánh mắt mơ hồ có một ít bén tinh mang vẻ. Hắn cùng Tần Liệt Phong, hiện nay mặc dù là đồng minh quan hệ, có thể trên thực tế, bọn họ Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn quan hệ lại không có bây giờ biểu hiện ra như vậy hài lòng. Ngược lại, sợ rằng vẫn là mâu thuẫn trùng trùng, sẽ trở mặt không nhận người. Tập trung tinh thần, toàn lực ứng phó. Mà đang cảm thụ đến vậy Tần Liệt Phong chân chính cho thấy, thuộc về đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp mạnh mẽ, coi như là vậy hiện nay xưa không bằng nay tám đại thiết vệ các người, bây giờ, vào thời khắc này, cũng là không nhịn được sắc mặt chân chính có chút thay đổi, cảm giác được áp lực vô cùng to lớn. Thiết một mặt sắc dữ tợn nạt nhỏ. Tám đại thiết vệ tâm thần tương thông, làm giống nhau động tác, uy thế lay động, yêu quang cuồn cuộn. Làm vậy liên hiệp mà thành trận pháp bính làm bắn ra có thể cho thấy cường lực nhất tính. Phịch, có thể coi là như vậy, vậy thanh hồng kiếm khí xì một tiếng chém xuống tới, vào giờ khắc này cho người cảm giác giống như là muốn mở ra màn trời như nhau. Uy lực kia thật sự là quá mạnh mẽ, thật lợi hại. Thậm chí đều có chút làm người ta cảm giác được tuyệt vọng. Sau đó, vậy quanh quẩn ở thanh hồng kiếm khí phía trên năng lượng nhỏ vụn, như gạo. Nhưng lại sau đó một khắc đem trận kia văn lực hoàn toàn nghiền nát, đánh xuyên. Ung ung. Âm 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 âm. Phốc suy phốc suy. Ngay sau đó ở kinh khủng này một kiếm dưới, vậy Tần Liệt Phong trung phẩm pháp khí phi kiếm triển hiện ra lực lượng thật là khủng bố. Ước chừng chẳng qua là chốc lát ở giữa,
quanh quẩn tám đại thiết vệ cùng người chung quanh thân thể trận pháp trực tiếp nổ tung. Tất cả hết thảy đều bắt đầu ùng ùng nổ, hóa là bột. Không chỉ có như vậy, làm lực lượng kinh khủng kia triệt để đè lúc xuống, kể cả thiết một ở bên trong tám đại thiết vệ cơ hồ cùng trong chốc lát tất cả đều trước ngực khí huyết cực độ cuồn cuộn, há mồm chính là một hớp máu đen khạc ra. Thuận miệng, làm máu đen kia khạc ra sau đó, bọn họ tám trên mặt người thần sắc cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được, liền trở nên có chút tái nhợt, cùng hơi thở suy yếu đứng lên. Không thể không nói, cái này Tần Liệt Phong quả thật cũng không phải là lãng đắc hư danh. Mà bây giờ, coi như là thiết một bọn họ, lấy tám địch một, cũng còn là không đánh lại. Ha ha! Vậy Tần Liệt Phong một tay cầm trung phẩm pháp khí phi kiếm, một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú thiết một bọn họ, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi đao, ngạo nghễ nói, có thể ở ta trong tay kiên trì lâu như vậy, các người cái này tám con trùng thúi vậy coi như là không tệ, nhưng là, chỉ tiếc, các người cũng chỉ có thể sống đến bây giờ. Oanh! Làm vậy Tần Liệt Phong một chữ cuối cùng tiếng nói rơi xuống lại tới sau đó, vậy phiên trào linh quang, cùng với vô cùng lạnh lùng hiểm ác sát ý, liền giống như là đất rung núi chuyển vậy, ngay tức thì khủng bố tới cực điểm tuyên tiết đi ra. Ở nơi này ngay tức thì làm vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ đám người sắc mặt biến. Đi mau, vậy thiết liên tiếp bận bịu hô lớn, thần sắc tái nhợt, lộ vẻ được vô cùng là hốt hoảng. Muốn chạy, có thể nghe nói. Vậy Tần Liệt Phong nhưng chỉ là giễu cợt vậy cười một tiếng. Oanh! Tiếp theo, kinh khủng kiếm khí, giống như là cuồng phong cự thú vậy đinh tai nhức óc vang động, cuốn về phía bốn phương trời đất. Chỉ gặp vậy Tần Liệt Phong trực tiếp là khoát tay, lòng bàn tay ở giữa chuôi phi kiếm này liền giống như là mặt trời vậy, run lên bần bật, đau nhói trong mắt màu xám xanh kiếm quang liền sau đó một khắc cuồng trào trước phóng thích lực bộc phát. Cái này nháy mắt tức thì. Mảnh khu vực kia bên trong thật giống như chính là còn lại những cái kia kinh khủng kiếm khí, từ trên trời thỏng xuống, quen biết có thể đem hết thảy cũng chém chết hết. Có thể làm cho ta Tần Liệt Phong dùng được một chiêu này tới, cũng coi là vinh hạnh của các ngươi. Vậy Tần Liệt Phong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng hí ngược. Nhưng từ trong cơ thể hắn, lại có một loại dị chủng kiếm khí lực, ra chỉ ở phi kiếm kia trên, kiếm khí vọt lên, làm người ta cảm giác cực độ khủng bố, cùng đáng sợ. Không, các người đi mau. Đang cảm thụ đến một màn này, cảm giác được vậy trước mắt hết thảy tất cả đều tựa hồ đã bị phi kiếm kia lấp đầy, vậy thiết một trong hai tròng mắt con ngươi trực tiếp là teo lại tới, tung tóe ra khó mà ức chế khí lạnh. Trên mặt thần sắc run rẩy, tái nhợt đến mức tận cùng. Nhưng cho dù là như vậy, hắn bóng người, vẫn còn là kiên định không rời ngăn ở hắn vậy còn lại bảy huynh đệ phía trước, trong miệng gầm nhẹ, muốn cho bọn họ rút lui trước. Đại ca! Tám đại thiết vệ còn sót lại bảy người hạng mục tỷ sắp nứt, trong lồng ngực mặt vậy cổ bi phẫn cùng lửa giận nồng nặc tới cực điểm. Muốn chạy, liền một kiếm này, ta sẽ để cho các người cái này tám chỉ không biết sống chết trùng xấu, toàn bộ đều chết. Mà vậy Tần Liệt Phong ở thấy cảnh tượng như vậy sau đó, trên mặt khinh miệt và hí ngược nhưng sâu hơn. Làm một kiếm kia rơi xuống, kiếm khí ngang trời, xuyên qua hết thảy, giống như là muốn cho người mang đến hủy diệt. Mãnh liệt kiếm khí. Đem vậy thiết một khu nhà lập thân ở khu vực trực tiếp là nuốt mất. Không, không, Lục Kinh đại nhân, cách đó không xa, hộ sơn đại trận bên trong trực tiếp là có thê lương tiếng giống thanh truyền tới, vang khắp chân trời. Hừ, có thể nhưng vào lúc này, một khắc sau, một đạo làm trái tim người đều tựa như là gặp đòn nghiêm trọng hừ lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên. Chỗ xa kia, trực tiếp là có một đạo xanh biếc ánh sáng nhanh như thiểm điện đánh tới đây. Nện ở vậy thanh hồng kiếm khí lên, người sau lên tiếng đáp lại mà chiến, sau đó, kiếm khí ở đó mọi người sợ hãi ánh mắt chính giữa, lại trực tiếp là sụp đổ. Cái gì, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt ngay tức thì biến đứng lên, liền liền xa xa vậy hồng sư đạo nhân cùng với lạc bàng đều là ngay tức thì con ngươi co giúp một cái. Cái này, Tần Liệt Phong mạnh bao nhiêu, không nói những thứ khác, liền nói hắn bây giờ lấy một địch tám, cũng có thể đem thiết nhất đẳng người hoàn toàn nghiền diệt đánh bại. Liền đủ để nói rõ bất kỳ vấn đề, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn cái này đã coi như là mão túc toàn lực một kiếm, nhưng lại có thể bị người lập tức đánh tan. Điều này có thể làm sao có thể không làm người ta rung động? Hừ, người nào, dám đến quản ta Vân Long Sơn, quản ta Tần Liệt Phong việc vớ vẩn, chán sống. Có thể như vậy rung động nhưng chỉ ở trong lòng mọi người tồn tại mấy hơi thở thời gian,
một đạo cực kỳ lạnh lùng âm trầm hừ lạnh thì đã mau chóng vang lên, nhưng là vậy Tần Liệt Phong ngẩng đầu nhìn trời, lạnh lẽo vô cùng quát lên. Không dám quản ngươi Vân Long Sơn, quản ngươi Tần Liệt Phong việc vớ vẩn. Có ý tứ, ta rất muốn biết, cái này việc vớ vẩn, ta tại sao không dám quản. Làm vậy Tần Liệt Phong âm trầm, lạnh lẽo lời nói vang lên sau đó, yên lặng chốc lát, thì có một cổ làm tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được tâm thần trời ạ áp lực thật lớn. Đột nhiên từ lớn cách đó không xa trên đỉnh núi, tựa như là bạo phong mưa mau vậy xông ra. Cuộn sạch hết thảy. T, vậy Hồng Sư đạo nhân phản ứng nhanh nhất, trực tiếp là có chút thất thanh vậy run rẩy, nói, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, là ai? Phải biết, mặc dù luyện khí tầng 9 cùng luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, ước chừng chỉ là một từ ngữ, hai chữ kém, nhưng trên thực tế, hắn ẩn chứa ý nghĩa cùng chân thực sức chiến đấu. Nhưng là chân chính có chút có thể nói khác nhau trời vực. Bởi vì là không nói khác, chỉ là một chút, luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong có thể miễn cưỡng vận dụng thượng phẩm pháp khí, mà tầm thường luyện khí tầng 9 cường giả nhưng động không tới, chỉ lần này hạng nhất, liền đủ để nói rõ bất kỳ vấn đề gì. Chẳng lẽ thượng phẩm pháp khí khủng bố cùng mạnh mẽ, còn sẽ có người nghi ngờ? Đầu óc có vấn đề còn không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ... rốt cuộc là ai đang nhúng tay bọn họ Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn việc vớ vẩn? Phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, cũng hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, có danh tiếng, có thể cũng chỉ có như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị à. Mà mấy vị kia, cơ hồ mỗi một vị đều là làm người ta hít thở khó khăn nhân vật hung ác. Không một người ngoại lệ. Mà nhưng vào lúc này... cách đó không xa Minh Thần Động trên đỉnh núi cuồn cuộn yêu quang hiện lên, trải vân không phun trào ra, hướng hai bên tản ra, kinh khủng dị thường kinh người. Mà làm vậy cuồn cuộn yêu quang tản ra sau đó, lộ ra tới một mình, chính là một vị người mặc vào hơi có chút rộng lớn trường bào ông già. Hắn miệng rất lớn, môi rất dày, hai cái miệng bên trên dịch thấu trong suốt râu dài huỳnh huỳnh tỏa sáng, rất là nổi bật. T, vậy, đó không phải là đảo Thương Lam lớn đảo chủ. Thương Khôn đạo nhân. Mà ở thấy người này xuất hiện, không ít người ánh mắt trực tiếp là ngây dại, còn người có rúc lại, ngược lại hút khí lạnh, hoàn toàn khó tin. Bởi vì là Thương Khôn đạo nhân đó là bực nào tồn tại. Đây chính là liền liền Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân, đều có chút kiêng kỵ siêu cường nhân vật hung ác. Mà tên như vậy, ít nhất ở trúc cơ chân nhân cảnh tầng thứ dưới, tuyệt đối là có thể xưng bá cùng vô địch. Đây chính là xưng bá cùng vô địch à. Liền cái này hai từ ngữ, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ hết thảy. Vì vậy ở nơi này ngay tức thì, vậy Chu Long, Lạc Bàng, thậm chí Hồng Sư Đạo Nhân, Tần Liệt Phong các người cũng sắc mặt ngay tức thì thay đổi, đổi được run rẩy, hoảng loạn không thôi. Chỉ gặp vậy Lạc Bàng ánh mắt run rẩy nhìn Thương Khôn Đạo Nhân chỗ ở phương hướng, cố tự chấn định nói, Thương Khôn Đạo Chủ, ngài làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Thương Khôn đạo nhân nhìn hắn một cái, lãnh đạm chậm rãi mở miệng nói, cái này trời đất bao la. Nếu mấy người các ngươi cũng có thể xuất hiện ở đây, vậy ta Thương Khôn, tại sao lại không thể đủ xuất hiện ở đây? Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bằng các người nghe vậy, không khỏi ngay tức thì trong lòng chính là một cái lộp bộp. Bọn họ lại không phải người ngu, dĩ nhiên có thể nghe được, cái này Thương Khôn đạo nhân, thật giống như tựa hồ là đứng ở đó Minh Thần Động nơi này. Có thể, đáng chết. Dựa vào cái gì Thương Khôn đạo nhân loại này kinh khủng nhân vật hung ác, vậy mà sẽ cùng cái này Minh Thần Động có đồng thời xuất hiện. Cái này thì đến tột cùng là tại sao? Chẳng lẽ, cái này Thương Khôn đạo nhân cũng còn không xem ở bọn họ Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn mặt mũi? Không hiểu loại này được là đang cùng bọn họ hai thế lực lớn cũng giao ác. Nhưng vấn đề là, Thương Khôn đạo nhân hắn lại không ngốc, hắn sao có thể không biết? Cái này... sự việc thật giống như càng ngày càng đổi được thú vị. Không nghĩ tới cái này Minh Thần Động phía sau đài lại có thể sẽ là đảo Thương Lam Thương Khôn đảo chủ. Đây chính là một vị kinh khủng nhân vật, là có thể cùng tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại kéo cổ tay. Cách đó không xa, đông đảo người xem náo nhiệt trong lòng không nhịn được kích động nhắc tới nói. Bởi vì là loại tràng diện này, thật sự là quá hiếm thấy, không nghĩ tới liền Thương Khôn đảo chủ như vậy nhân vật hung ác, đều bị dẫn đi ra. Ngươi có thể tới nơi này thì thế nào? Ta nói cho ngươi, Thương Khôn, ngươi có thể phải hiểu rõ chúng ta là lai lịch gì, thân phận gì.
ngươi nếu là không muốn lại bị chúng ta Vân Long Sơn lão tổ đuổi giết một lần, liền đàng hoàng ở vừa nhìn, đừng không biết tự lượng sức mình, rước họa vào thân. Có thể nhưng vào lúc này, vậy Chu Long nhưng lại nhảy ra chỉ thương Khôn đạo nhân chóp mũi la ầm lên. Một mặt dữ tợn nói. Hắn dẫu sao trẻ tuổi, hơn nữa cơ hồ từ đặt chân tu luyện đường xá bắt đầu, liền một mực là ở Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử che chở dưới, hoàn toàn đóng kín một cái phong thuật, vậy cuồng ngông thói quen, biết thương Khôn đạo nhân từng bị bọn họ Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết qua một lần, liền theo bản năng không để mắt đến đối phương lợi hại cùng mạnh mẽ. Im miệng, Chu Long ngươi, mà vậy Lạc Bàng ở thấy Chu Long lại dám chỉ thương Khôn bực này kinh khủng nhân vật lỗ mũi mắng, không khỏi hù được lập tức thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy lên, sắc mặt ảm đạm quát lên. Không có biện pháp, thành tựu ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong trà trộn như thế mười mấy năm cụ già, hắn tự nhiên biết cái này được gọi là đảo Thương Lam lớn đảo chủ người, là có lợi hại dường nào cùng khủng bố. Coi như đối phương năm đó từng bị bọn họ Vân Long Sơn lão tổ đuổi giết qua, nhưng vấn đề là, cái này Thương Khôn, cũng chỉ là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp tu vi. Mà bọn họ Vân Long Sơn lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân, nhưng là thứ thiệt trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, tự mình ra tay, đuổi giết đối phương, đến cuối cùng nhưng phát hiện không giết được người, cái này chẳng lẽ vẫn không thể nói rõ hết thảy. Không nói khác, chỉ là hắn biết, ở bọn họ ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, trừ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bên ngoài, những người khác. Tỷ như bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong tử, tỷ như những thứ khác luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, hay hoặc là yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong, thấy đối phương, đều là đi vòng. Đây chính là đi vòng à, bởi vì là thật ở không đánh lại. Nhưng bây giờ, chính là như vậy một vị lợi hại đến có thể nói ngoại hạng nhân vật hung ác, liền bọn họ trưởng giáo cũng không chọc nổi, có thể Chu Long, ước chừng chẳng qua là bọn họ trưởng giáo đệ tử, nhưng lại dám chỉ đối phương lỗ mũi uy hiếp, cái này hắn ma đến tột cùng là cái này ngu đần điên rồi. Vẫn là hắn đầu óc có ét. Thấy tình cảnh này, vậy Lạc Bàng các người cơ hồ ngay tức thì sắc mặt liền biến đứng lên, bị hù dọa hồn phi phách tán, sắc mặt ảm đạm nhợt nhạt. Thương Khôn đạo nhân là người nào? Thân phận gì? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, đường đường yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Coi như là hắn từng bị Vân Long Sơn đời trước lão tổ, trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết qua, khá vậy chính vì vậy, bị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình ra tay đuổi giết, cũng có thể không có chuyện gì, không có chết. Cái này làm ở chu vi mấy trăm gần ngàn dặm sức ảnh hưởng và uy hiếp, thật là có thể dùng không người nào có thể dung chuyển để hình dung. Dẫu sao lại có bao nhiêu người có thể như vậy ngạo mạn. Liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ, cũng không giết chết. Phải biết, vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng mà còn không có đạt tới có thể cùng trúc cơ chân nhân cảnh sánh ngang yêu thú cấp 3 trình độ. Như vậy, coi như là các phe đại lão, các phe cự đầu thấy hắn ai dám không cung cung kính kính kêu một tiếng Thương Khôn đạo chủ, thậm chí Thương Khôn tiền bối. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ vậy Chu Long là thứ gì? Đừng nói là hắn, chỉ sợ cũng coi như là sư phụ hắn. Đường đường Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong tử, vậy cũng không dám như vậy ở Thương Khôn đạo trước mặt người phách lối. Còn dám chỉ hắn lỗ mũi uy hiếp. Đây quả thực là tự tìm đường chết còn không sai biệt lắm. Yên tĩnh như chết. Tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng hít thở vang lên. Đừng nói là vậy tu vi thực lực hơi yếu một chút Lạc Bàng lúc này đã bị hù được mặt không chút máu, coi như là vậy Tần Liệt Phong. Bị dự là đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tồn tại cao thủ hàng đầu, hiện vào lúc này tim vậy ùm nhảy được lợi hại. Ánh mắt hốt hoảng. Không có biện pháp, càng đến hắn loại tầng thứ này cùng cao độ, liền mới vượt có thể rõ ràng cùng rõ ràng đảo Thương Lam Thương Khôn đạo nhân. Người này, cái này yêu tu, hắn sức chiến đấu và thực lực là có kinh khủng dường nào cùng đáng sợ. Chẳng qua là hắn bây giờ tuyệt đối không nghĩ ra, cái này Thương Khôn đạo nhân, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ, hắn thật đúng là vậy họ Trần Minh thần động động chủ sau lưng núi dựa. Nghĩ đến đây, vậy Tần Liệt Phong trong lòng thật là hãy cùng nuốt sống con ruồi vậy khó chịu. Sắc mặt âm trầm khó khăn xem tới cực điểm. Nếu là hắn sớm biết chuyện này lại có thể sẽ đem Thương Khôn đạo nhân dắt kéo ra, lại làm sao có thể trở về chuyến loại này không giải thích được nước đục. Cái khác tạm không nói, liền nói chút thực tế một chút đồ. Chỉ sợ cũng coi như là ba cái hắn Tần Liệt Phong chung vào một chỗ,
cũng không gặp được có thể là đối phương địch thủ. Dưới tình huống này, hắn như vậy không biết sống chết đứng ra, há chẳng phải là tự tìm đường chết. Cho nên ở một cái chớp mắt này bây giờ, bầu không khí đổi được tương đương ngưng động. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng một loại xem nhược trí ánh mắt, nhìn vậy Chu Long, cũng đang dùng một loại vô cùng ánh mắt kính sợ, nhìn thương Khôn đạo nhân. Rất hiển nhiên, đây chính là quả đấm lớn mang đến hết thảy. Ước chừng cũng chỉ là thương Khôn đạo nhân một người, liền đem vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân dọa cho hết toàn không dám nhúc nhích. Tính nhược ve mùa đông. Ha ha! Chỉ gặp vậy thương Khôn đạo nhân cũng không để ý tới Lạc Bàng phản ứng, mà là cười nhạt liền một tiếng, hờ hững hướng vậy một mặt sắc lệ nội cha Chu Long nhìn lại, trong mắt giống như là có chút lạnh như băng vật chất ở xen lẫn nhau chiếu rọi, ở ngang dọc lóe lên. Coi như là Hắc Phong tử tên kia, cũng không nên dám ở ta trước mặt như thế nói, người thằng nhóc này ngược lại không tệ, so sư phụ ngươi gan lớn nhiều. Thương Khôn đạo nhân vậy long lanh trong suốt râu dài diêu động, thanh âm dần dần hiển lộ ra lau một cái giễu cợt, cùng lãnh ý. Lấy hắn thân phận, ngược lại cũng không có hứng thú gì ỷ lớn hiếp nhỏ, chỉ bất quá, hiện vào lúc này ở trước mặt hắn tên này lại tựa hồ như có chút quá tự cho là. Vân Long Sơn lão già kia, năm đó coi như đối phương có thể đem hắn đuổi giết, thì thế nào? Hắn bây giờ còn chưa thành công là yêu thú cấp 3, như thế nói có thể có chút bất kính. Bất quá, nếu là cùng hắn thành công bước vào yêu thú cấp 3 cảnh giới, liền Vân Long Sơn lão già kia, ở trong tay hắn như heo chó không khác biệt. Thương Khôn đạo chủ, Chu Long hắn tâm trạng có chút mất khống chế, nói sai, xin Thương Khôn đạo chủ xem ở chúng ta Vân Long Sơn mặt mũi, bỏ qua cho hắn lần này, không nhắc chuyện cũ. Sau đó liền gặp Lạc Bàng có chút run thanh đứng ra, nói. Tuy nói bọn họ thân phận không giống bình thường, nhưng nếu là Chu Long thật ở trên mặt bọn hắn xảy ra vấn đề gì mà nói, đến lúc đó, trở lại tông môn, bọn họ cũng là đối hắn áy náy. Ít nhất trưởng giáo Hắc Phong tử nhất định sẽ tìm bọn họ phiền toái. Lạc trưởng lão, ta. Ở chỗ này trước, vậy Chu Long còn ngây thơ lấy là, chính hắn chính là Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử duy một đệ tử quan môn, có như vậy một tòa núi dựa lớn, bối cảnh hùng hậu, cho nên coi như là đối phương chính là đảo thương Lam Thương Khôn đạo nhân như vậy nhân vật lợi hại, vậy khẳng định vẫn sẽ cho bọn họ Vân Long Sơn mặt mũi, không dám động hắn Chu Long. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ đừng nói chung quanh bốn phương tám hướng vậy giống như là xem nhược trí ánh mắt, coi như hiện vào lúc này vậy Lạc Bàng Lạc trưởng lão phản ứng, cùng với làm hắn ánh mắt chạm tới đối phương vậy hờ hững, lãnh đạm ánh mắt sau đó, cả người giống như là bị rắn độc cắn như nhau, tứ chi đều là lạnh buốt. Hắn mặc dù nhìn giống như là cái ngu đần, nhưng trên thực tế, vậy chưa đến nỗi ngu đần đến loại trình độ đó. Bây giờ loại cục diện này, hắn lại làm sao có thể sẽ không nhìn ra. Đối phương giống như là Thương Khôn đạo nhân cái loại đó lợi hại nhân vật hung ác, thật giống như thật không phải là hắn Chu Long ba nói đôi câu mấy phen nói, là có thể uy hiếp đạt được, là có thể trêu chọc. Nghĩ đến đây, vậy Chu Long không nhìn được sau lưng lạnh như băng, tứ chi run rẩy. Đúng, thật xin lỗi, Thương Khôn đạo chủ, là ta mới vừa rồi nói sai. Ta bây giờ trịnh trọng hướng ngài nói xin lỗi, có câu nói kẻ thức thời là người tài giỏi. Vậy Chu Long mặc dù gần đây phách lối thói quen, nhưng bây giờ, vậy rõ ràng ai là chọc nổi, ai là không chọc nổi. Rất hiển nhiên, chỉ cần hơi có đầu óc suy nghĩ kỹ một chút, liền khẳng định có thể rõ ràng, đảo thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, tuyệt đối là cái loại đó hắn khẳng định không chọc nổi lợi hại tồn tại. Ngay sau đó, vậy Chu Long ngược lại cũng, thức thời vụ là Tuấn Kiệt. Cúi đầu, thật sâu khom người xuống, hướng Thương Khôn đạo người nói xin lỗi nói. Thật xin lỗi, có thể nghe nói, Thương Khôn đạo nhân vậy nguyên bản lãnh đạm con ngươi lại đột nhiên lạnh lùng rụt một cái, nhìn về đối phương, cặp mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt uy nghiêm vẻ, chậm rãi lên tiếng nói các người lấy là ngày hôm nay chuyện này, liền một câu thật xin lỗi là có thể tính. Không sai, ta Minh Thần Động cũng không phải là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Vậy tám đại thiết vệ lúc này lại rốt cục thì lại lần nữa vây lại. Trong đó nóng nảy nổ thiết ba mặt đầy máu, nhìn chằm chằm Tần Liệt Phong uy nghiêm nói. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Nghe vậy thấy vậy vậy Tần Liệt Phong con ngươi trực tiếp là có giúp một cái, ngay sau đó vẻ lạnh lẽo chính là điên cuồng xông ra, ánh mắt nhìn về tám đại thiết vệ, lời nói hết sức không khách khí cùng lạnh như băng nói,
bọn ngươi mấy con trùng thúi, tin không tin ta bây giờ là có thể đem các người toàn bộ nặn chết tại đây. Tám đại thiết vệ các người nghe vậy sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, có dũng khí bực bội cảm giác tức giận. Cảm giác hết sức làm nhục. Không có biện pháp, đối phương lực lượng quả thật mạnh hơn bọn họ tám người toàn bộ. Coi như bọn họ bây giờ cùng nhau nữa lên, cũng không phải Tần Liệt Phong đối thủ, loại trạng huống này hạ, nói nhiều đi nữa cũng không phải là nói nhảm sao. Vậy ngươi tin không tin ta bây giờ cũng có thể đem ngươi nặn chết tại đây. Coi như sau đó một khắc, vậy Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác mở miệng nói. Trực tiếp là làm vậy Tần Liệt Phong đám người sắc mặt kinh biến đứng lên. Thương Khôn đạo chủ, ngươi lời này có ý gì? Chúng ta cũng đều là hạng nhất nước giếng không phạm nước sông. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy kiêng kỵ mở miệng nói. Nước giếng không phạm nước sông. Vậy thua thiệt các người nói cho ra miệng những lời này. Các người ngày hôm nay mang nhiều người như vậy tới đây, có thể đừng nói cho ta, là tới du sơn ngoạn thủy. Vậy Thương Khôn đạo nhân nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng Tần Liệt Phong các người sau lưng liên hiệp đại quân, chậm rãi mở miệng nói. Thương Khôn đạo chủ, chúng ta cũng chỉ là tới tấn công cái này minh thần động mà thôi. Người già địa vị là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, thân phận bực nào. Không cần phải dính vào như vậy việc vớ vẩn chứ. Vậy Hồng Sư đạo nhân vậy đi tới. Mặt không cảm giác nói. Mặc dù bây giờ ở bọn họ xem ra, Thương Khôn đạo nhân cái này tỏ rõ là muốn là minh thần động ra mặt, có thể chỉ cần là nói còn chưa nói mặc, bọn họ là có thể chiếm ở một ít lý do. Người Thương Khôn đạo nhân coi như là lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ là đảo Thương Lam lớn đảo chủ mà thôi, và cái này minh thần động có quan hệ thế nào? Vậy ta bây giờ nếu là nói cho, ta Thương Khôn, cũng là cái này minh thần động bên trong một thành viên đâu? Nhưng ngay khi sau đó, từ vậy Thương Khôn đạo nhân trong miệng nhàn nhạt phun ra như vậy một câu thạch phá thiên kinh lời nói, trực tiếp là làm vậy Tần Liệt Phong, Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng đám người trên mặt thần sắc chợt cứng lại. Rồi sau đó ánh mắt hốt hoảng hết sức. Không có biện pháp, Thương Khôn đạo nhân là ai? Đây chính là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, đường đường yêu thú cấp 2 hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Thậm chí có thể nói ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi. Thậm chí còn là cả ưng giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, trừ những cái kia cao cao tại thượng trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, ai dám ở Thương Khôn đạo trước mặt người ra oai? Ai dám ở Thương Khôn đạo trước mặt người nói ngạo mạn? Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, chính là như vậy một vị có thể nói trúc cơ chân nhân cảnh hay hoặc là yêu thú cấp 3 cảnh giới dưới vô địch lợi hại nhân vật hung ác, nhưng lại còn nói, nhưng lại dám nói hắn lại là cái này cái gì minh thần động một thành viên? Cái này. Điều này sao có thể? Vậy bọn họ chi chuẩn bị trước muốn tấn công minh thần động loại này cử động, coi là cái gì? Há chẳng phải là đã coi như là cùng vậy Thương Khôn đạo nhân hoa hạ đạo đạo mà, kết làm huyết hải thâm cừu. Ôm, xin lỗi, là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, mạo phạm đắc động phủ. Bây giờ chúng ta đi lập tức, vậy Tần Liệt Phong đi theo không chút do dự nói. Không chỉ là hắn. Coi như vậy trong lòng có quỷ Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này trong lòng cũng có lui khiếp ý. Không có biện pháp, đảo Thương Lam Thương Khôn đạo nhân đó là nhân vật nào, bực nào lợi hại. Nếu như tên này trận quyết tâm muốn đảm bảo minh thần động mà nói, đừng nói là bây giờ bọn họ những người này, coi như là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng là không công. Dẫu sao cũng đừng quên, vậy đảo Thương Lam trừ có Thương Khôn đạo nhân một cái như vậy lớn đảo chủ. Những thứ khác ngoài ra nhưng mà còn có một nhị đảo chủ Lam Kình lão nhân à. Vị kia mặc dù không có Thương Khôn đạo nhân như thế lợi hại, như thế vô địch, nhưng cũng là từng đem Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong tử cũng đuổi giết trên hết thiên không cửa xuống đất không đường nhân vật hung ác. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, vậy Lam Kình lão nhân hay là đối với Thương Khôn đạo nhân duy mệnh là từ. Cứ như vậy, nếu là thật đem Thương Khôn đạo nhân liền cùng với Lam Kình lão nhân hai cái cũng dẫn đi ra, đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ cũng coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tới, cũng phí kính nhi. Đi, ta có nói muốn thả các người đi. Có thể đang khi bọn hắn chuẩn bị Thương Hoàng hốt thối lui, Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt một câu nói, nhưng là làm tất cả mọi người tại chỗ tim đều cơ hồ là ở nơi này ngay tức thì hung hăng chấn động run lên một cái. Thần sắc trên mặt bọn họ biến, đổi được kinh hoàng. Thương Khôn đạo chủ, cái này không qua chẳng qua là một cuộc hiểu lầm mà thôi. Chúng ta lại không biết cái này minh thần động là cùng ngươi có liên quan hệ. Chẳng lẽ chúng ta bây giờ rút đi, cũng không được. Vậy Tần Liệt Phong mặt đầy kiêng kỵ,
nhìn Thương Khôn đạo nhân chậm rãi nói. Không chỉ là hắn, coi như là ở hắn bên cạnh Hồng Sư đạo nhân các người, hiện vào lúc này, trên mặt thần sắc cũng là có chút bối rối cùng âm trầm. Có câu nói thật tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, coi như là ngươi Thương Khôn đạo nhân lợi hại, có thể vậy thì thế nào? Bọn họ tại chỗ mấy người này, lại có mấy cái là không có lợi hại núi dựa. Minh thần động cửa động phủ bên ngoài, vậy hộ sơn đại trận tràn ngập kinh khủng hơi thở, kiếm khí ngang dọc, xé không khí, đây là tương đương đáng sợ một bức cảnh tượng. Nhưng mà mọi người tại đây, thậm chí phương xa xem náo nhiệt mọi người, bọn họ chú ý nhưng cũng không có để ở chỗ này. Nguyên bản, Hồng Sư Động cùng Vân Long Sơn đại quân dắt tay nhau tới, đại quân áp sát biên giới, thậm chí liền liền Hồng Sư Đạo Nhân, Tần Liệt Phong, Lạc Bàng vậy chờ luyện khí tầng 9 cao thủ cũng tự mình điều động. Cho nên bọn họ còn nhận làm cho này sẽ là một tràng nghiền ép. Do vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn liên hiệp đại quân đối với Minh Thần Động nghiền ép. Nhưng sau đó, vậy sự thái tiến triển lại xa xa vượt ra khỏi bọn họ nơi liệu. Thậm chí làm người ta không thể không vạn phần rung động đứng lên. Đầu tiên là tám đại thiết vệ ra sân, mặc dù là lấy tám địch một, nhưng lại có thể cùng Tần Liệt Phong cái loại đó hung danh bên ngoài cao cấp luyện khí tầng 9 cường giả ganh đua cao thấp. Đây quả thực kinh người nghe. Làm người không cách nào tưởng tượng. Phải biết, ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, bất kỳ một nhà thế lực nếu có thể có như vậy cấp cường giả, hoặc là sức chiến đấu, vậy thì tuyệt đối có tư cách bước lên tiến vào cao cấp hàng ngũ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng không nói rõ thần động lại có thể có được tám đại thiết vệ như vậy cường giả, càng về sau, người nọ trận tầng 4 cấp bậc hộ sơn đại trận hiện thân. Lại là đem người rung động đến rối tinh rối mù. Hù được không muốn không muốn. Phải biết, hộ sơn đại trận, chỉ là cái này bốn chữ, liền có thể đại biểu nội tình thâm hậu, giá trị liên thành. Bất kỳ một tòa hộ sơn đại trận đều có tư cách làm người ta kiêng kỵ tới cực điểm. Mà bất kỳ một vị có thể bố trí ra hộ sơn đại trận trận pháp sư, thì lại là có tư cách làm người ta kính sợ và ngưỡng vọng. Cái này cùng luyện đan sư có thể luyện chế ra ngân văn. Thậm chí kim văn đan dược như nhau. Có thể, hoặc là không thể, hai người này giữa chênh lệch hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ phía trên. Trên thực tế, trước làm người này trận tầng 4 hộ sơn đại trận bị khởi động hiện thân thời điểm, vậy Tần Liệt Phong cùng với Lạc Bàng trong lòng đều có như vậy một tiểu đoạn thời gian, là có chút chần chờ cùng hối hận. Nếu như bọn họ sớm biết sẽ là như vậy, là hơn nửa sẽ không tới chuyến loại này nước đục. Bởi vì là bây giờ là nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận, ai biết lại qua đoạn thời gian, có thể hay không thì trở thành nhân trận tầng 5 trận pháp sư. Mà loại trình độ đó, chỉ sợ là có thể so với Thương Khôn đạo nhân nhất lưu sức chiến đấu, hơn nữa đáng sợ à. Nhân trận tầng 5 trận pháp sư, vậy cũng là công nhận trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch. Cho nên nói nếu như sự việc phát triển đến đây, bọn họ trong lòng ước chừng chỉ là có chút hối hận, đến cuối cùng Thương Khôn đạo nhân hiện thân, vậy đối với bọn họ mà nói. Liền là thật cực độ hối hận. Không có biện pháp, dẫu sao nhân trận tầng 4 hộ sơn đại trận loại vật này, mặc dù lợi hại, mặc dù ý nghĩa tiềm lực cùng thiên phú to lớn, có thể vậy dẫu sao chẳng qua là tương lai đồ, cho nên quá mức hoa trong gương, trăng trong nước, không quá chân thực. Nhưng Thương Khôn đạo nhân xuất hiện, nhưng không giống nhau. Như vậy một cái ở bọn họ bên trong khu vực này hung danh hiển hách nhân vật hung ác, liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả tự mình động thủ, cũng không giết chết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương hoàn toàn là có năng lực đem bọn họ từng cái ung dung dẫm ở chân phía dưới. Thực lực khác xa to lớn. Mà sự thật, cũng đích xác là cái bộ dáng này. Luyện khí tầng 9, yêu thú cấp 2 hậu kỳ, cùng yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp, nghe mặc dù cũng chỉ là hai chữ giữa chênh lệch. Nhưng trên thực tế đâu? Trên thực tế nhưng là mặc dù có ba cái giống như là Tần Liệt Phong như vậy cao cấp luyện khí tầng 9, cũng không gặp được, có thể ở Thương Khôn đạo trong tay người mặt đòi được tốt. Nói như vậy đứng lên, hiển nhiên đã là đủ làm người ta trong lòng run sợ. Nhưng bây giờ cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính là vậy thân là đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, bây giờ lại có thể chính miệng nói hắn là vậy Minh Thần động người. Cái này ý vị như thế nào? Cơ hồ tất cả mọi người nghe được câu này thời điểm, cũng kém điểm một cái tử ngất xỉu. Không có biện pháp, cái này quả thực thái làm người ta rung động. Bởi vì là,
lấy Thương Khôn đạo nhân như vậy khủng bố, kinh người thực lực, coi như là cùng cái này Minh Thần Động có quan hệ, cũng hẳn, tối thiểu đều là vậy phía sau màn người điều khiển nhân vật chứ. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ hắn nhưng là mình là cái này Minh Thần Động người, mà không phải là động chủ, phía sau màn người điều khiển các loại người lãnh đạo, như vậy chọn lời, nói như vậy, ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ ở nơi này Minh Thần Động bên trong, còn có người có thể đem cái này trúc cơ chân nhân cảnh dưới vô địch Thương Khôn đạo nhân, cũng có thể đem hắn quản. Có thể ra lệnh hắn. Nghĩ đến đây, không ít người chỉ cảm thấy trên mặt mình diễn cảm đều có chút cứng, bởi vì bị hù được, cũng cảm giác mình cả người cũng hết hơi, cũng là bởi vì là không hù được. Có thể có người có tư cách quản cái này Thương Khôn đạo nhân, thậm chí ra lệnh hắn. Chẳng lẽ, cái này Minh Thần Động bên trong còn ẩn núp một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, hoặc là yêu thú cấp 3 sao? Nếu không phải nói như vậy, đường đường đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn đạo nhân, thân phận bực nào địa vị, cần gì phải nói như vậy? Như vậy tự hạ thân phận. Hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy đây là cái gì hiểu lầm. Ta Minh Thần Động sơn môn chỗ ở chính là bực nào địa phương trọng yếu. Các người lớn như vậy binh áp sát biên giới, tới. Còn muốn tùy tùy tiện tiện đi. Nghe được vậy Tần Liệt Phong mà nói, Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác, thanh âm quả thật lạnh lùng đứng lên, nói. Vèo. Cùng lúc đó, tay hắn trong thượng phẩm pháp khí bích quang trúc còn hơi đong đưa động lực, tản mát ra xanh biếc hào quang, rất là đẹp, nhưng lại làm người ta cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hơi thở, khủng bố, đáng sợ đến trình độ cao nhất. Thấy tình cảnh này, vậy hơi có chút đầu óc hồng sư đạo nhân, Tần Liệt Phong. Lạc Bàng các người cũng sắc mặt biến đứng lên, ánh mắt hốt hoảng, hiển nhiên không nghĩ tới sự việc lại biết nháo thành như vậy. Bọn họ đều nguyện ý cúi đầu dừng tay, đối phương Thương Khôn đạo nhân lại còn không từ bỏ ý đồ. Nếu không ngươi còn muốn thế nào? Nhưng mà ở nơi này dạng, một đạo phách lối cực kỳ thanh âm nhưng phá vỡ cái này ngưng túc cùng yên lặng. Chỉ gặp vậy Chu Long gặp bọn họ nơi này yếu thế căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, lại lòng đưa ngang một cái. Vậy lười được lại đựng con cháu, ngẩng đầu, liền lại lập tức người thẳng tắp, mặt đầy kiêu căng. Thương Khôn đảo chủ, ta kính ngươi là đảo Thương Lam lớn đảo chủ, thực lực cao mạnh, liền sư phụ ta đều không phải là ngươi đối thủ. Bất quá, chỉ như vậy ngươi liền dám không đem chúng ta Vân Long Sơn coi vào đâu, ngươi làm như vậy, có phải hay không có chút quá không sáng suốt. Gặp Chu Long lại như vậy chỉ cao khí ngang lớn lối, vậy Lạc Bàng. Tần Liệt Phong đều là hận không được một chân đạp chết cái này ngu đần, nhưng rất hiển nhiên, hiện ở thời điểm này, đã là không còn kịp rồi. Chỉ gặp vậy Chu Long nghiêng mắt nhìn hướng Thương Khôn đạo nhân, lại tiếp tục nói nữa nói, mặc dù ta cảm thấy ngươi hẳn biết, nhưng ta bây giờ nhận là, ta vẫn là có cần thiết lại hướng ngươi giải thích một chút chúng ta lai lịch, và thân phận. Ta Chu Long, chính là Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền, ta bên ngoài thúc bá. Chính là chúng ta Vân Long Sơn hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân. Vậy Chu Long nói đến đây, hắn lời nói trực tiếp là nhấc lên một hồi khó tin rung động, cùng kêu lên. Cái gì, vậy Chu Long bên ngoài thúc bá, lại là Vân Long Sơn đời trước lão tổ, hiện nay duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân. Trách không được Hắc Phong Tử lại có thể sẽ thu loại người này là duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền. Làm nửa ngày, là có như vậy thiên đại bối cảnh. Lần này có trò hay để nhìn. Vậy Chu Long chính là Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, coi như là Thương Khôn đạo nhân, vậy sợ rằng không dám động chứ. Cách đó không xa nhấc lên một vòng bánh xe rung động đến mức tận cùng bàn luận sôi nổi thanh. Không có biện pháp, trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại, đó là thân phận bực nào địa vị, bực nào chí cao cao nhất. Có thể như thế nói. Ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, thậm chí là toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, vậy trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, cũng tuyệt đối được gọi là có thể đi ngang, con cua. Siêu cấp cường đại bá vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Không nghĩ tới cái này Chu Long lại có thể sẽ là vậy Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, như vậy. Trách không được tên này dám như vậy vô cùng gan dạ, làm nửa ngày. Là có như vậy dựa vào à? Ha ha! Cảm nhận được vậy cách đó không xa truyền tới các loại rung động, ghen tị, ánh mắt hâm mộ, vậy Chu Long không khỏi trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, nhìn về Thương Khôn đạo nhân, tựa hồ nhận định đối phương đã không dám vậy hắn như thế nào, ngẩng đầu,
ngạo nghễ nói, Thương Khôn đảo chủ, bây giờ ngươi biết ta Chu Long, là thân phận gì, bối cảnh gì liền chứ? Nghe được cái này, coi như là lạc bàng, Hồng Sư đạo nhân cùng nguyên bản cảm giác Chu Long có chút giống nhược trí người, bây giờ trên mặt cũng theo bản năng nổi lên vẻ mong đợi, không có biện pháp, ở chỗ này trước. Bọn họ nhưng mà cũng không biết loại này, niềm vui ngoài ý muốn. Cái này Chu Long lại là Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu. Nghĩ đến đây, bọn họ liền không nhịn được dùng một loại hơi có vẻ ánh mắt giễu cợt nhìn về Thương Khôn đạo nhân. Muốn nhìn đối phương một cái đang đối mặt như vậy một viên đá cứng thời điểm, sẽ lấy như thế nào một loại phương thức thu chàng. Bởi vì là như Chu Long nói, thật là thật mà nói, như vậy bối cảnh, như vậy thân phận. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả bên ngoài chú cháu, bị dạy bảo, hoặc là chèn ép một phen có lẽ còn có chút có khả năng, nhưng phải nói dám động đối phương một cây chút nào mau nhi, vậy khẳng định nhất định chính là một loại chuyện thiếu. Người Thương Khôn đạo nhân coi như là ngạo mạn đi nữa, ban đầu vẫn không phải giống nhau sao bị Ngọc Đàn đạo nhân đuổi giết đầy trời khắp nơi chạy khắp nơi. Chật vật tới cực điểm, chẳng lẽ hôm nay, ngươi liền quên ban đầu vậy áo não 10 ngày nửa tháng. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, có giết hay không được ngươi là một chuyện, nếu là ngươi dám nữa ở con hổ trên mặt rút ra râu cọp, vậy thì lại là một chuyện khác. Nghĩ đến đây, vậy Hồng Sư đạo nhân, lạc bàng các người đâu trong lòng giống như là thật sự có sức vậy. Không có ở đây hốt hoảng, lạnh lùng nhìn Thương Khôn đạo nhân. Chỉ có vậy Tần Liệt Phong lúc này trong lòng có chút bất an. Nhìn mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân, ánh mắt có chút ngưng trọng lóe lên không chừng. Bởi vì là ở hắn xem ra, đảo Thương Lam vậy hai người điên, coi như là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo, Hắc Phong Tử cũng dám bỏ vốn gốc đuổi giết, đến cuối cùng vẫn là bọn họ Vân Long Sơn lão tổ Ngọc Đàn đạo nhân tự mình rời núi, đem vậy Thương Khôn đạo nhân đuổi giết 10 ngày nửa tháng, mới đưa chuyện này đè xuống. Cho nên như vậy một cái người điên, thật sẽ bị Chu Long chính là một cái Ngọc Đàn sư thúc tổ bên ngoài chú cháu thân phận cho đặt tiền cuộc. Đừng nói là hắn không tin. Sợ rằng, coi như là hơi có chút đầu óc người, cũng sẽ không tin tưởng. Đợi một chút, nghĩ đến đây, vậy Tần Liệt Phong trong lòng trực tiếp là một cái lộp bộp, có dũng khí dự cảm bất thường dâng lên tới. Nhưng cuối cùng, hắn phần này dự cảm và phản ứng, vậy vẫn là trễ. Vèo! Liền tại sát na này ở giữa, một đạo thúy quang ngang trời kích động. Nhất thời liền có một đạo cực kỳ nguy hiểm khí cơ. Trực tiếp là đem vậy mặt đầy kiêu căng Chu Long cho phong tỏa đứng lên. Không, người sau sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt đổi được khủng hoảng cùng cực độ sắc mặt tái nhợt đứng lên. Không chỉ là hắn, coi như là khoảng cách hắn ước chừng chỉ có mấy thước lạc bàng, hiện vào lúc này vậy cảm giác tâm hồn chấn động, cả người giống như là bị Thái Sơn áp đỉnh vậy, không cách nào nhúc nhích, một loại vô cùng là nguy hiểm điềm báo ở trong lòng mau chóng hiện. Chu Long cẩn thận. Rồi sau đó liền gặp hắn không chút nghĩ ngợi sắc mặt thương hoảng hốt hét lớn. Nhưng vấn đề là, hắn coi như là hiện đang nhắc nhở, sao có thể tới kịp? Coi như là tới kịp, vậy còn có thể đỡ nổi sao? Chỉ gặp vậy Thương Khôn đạo nhân trong tay bích quang trúc tột đỉnh một trang lá trúc giống như là thuyền nhỏ vậy rơi xuống, hóa là lau một cái xanh lơ màu xanh lá cây, hiện đầy trước mắt mọi người. Tiếp theo. Vậy xanh lơ màu xanh lá cây trong chính là có một cổ lực lượng kinh khủng giống như là cuồng chiều vậy phóng thích, xông ra, đem vậy mặt đầy hoảng sợ Chu Long, trực tiếp chìm ngập. Vậy xanh lơ màu xanh lá cây sau đó biến thành cuồn cuộn sóng biển, từ lớn biến thành nhỏ, lùi về thành lá cây, trở lại bích quang trúc phía trên. Có thể vậy Chu Long đâu, tự nhiên hiện vào lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lẩm bẩm, nháy mắt tức thì. Tất cả mọi người toàn bộ đều cứng ở tại chỗ, sắc mặt đờ đẫn, hô hấp phong phú, tứ chi cứng còng. Chỉ có tiếng nuốt nước miếng vô cùng chậm chạp và khó khăn. Vậy Chu Long mặc dù nhân phẩm không được, có thể tối thiểu cũng là một luyện khí tầng 8 cường giả đỉnh phong chứ. Vẫn là ở Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, Hồng Sư đạo nhân cùng mấy cái cao cấp luyện khí tầng 9 cường giả trước mặt, ước chừng chỉ dùng một chiêu, vậy Thương Khôn đạo nhân liền đem hắn giết chết. Cái này... Đây tột cùng là bực nào thực lực à? Quá kinh khủng đi. Còn có điểm chính là, hắn lại thật dám hạ phải đi cái này tay. Vậy Chu Long không phải Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu sao? Như vậy thân phận, như vậy bối cảnh, đây chính là Ngọc Đàm chấn người à? Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. T. Một màn kia thật là liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, có,
ước chừng chẳng qua là mọi người tại đây cùng với vậy cách đó không xa, tràn đầy núi khắp nơi từng tờ một kinh hãi tới cực điểm trên gương mặt, khó mà ức chế ngược lại hút khí lạnh thanh. Chu Long chết. Đường đường Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy đóng cửa một cái đệ tử thân truyền, nên tông môn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu chết. Như vậy sự thật, coi là cái gì? Vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân từng cái sắc mặt sợ hãi nhìn môi mọc dịch thấu trong suốt râu dài Thương Khôn đạo nhân. Như vậy cường giả, thật là đều không phải là một tầng thứ cùng cấp bậc, thật đáng sợ thật lợi hại. Bỏ mặc nói thế nào, vậy Chu Long giàu gì cũng là cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp cao thủ chứ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể không có ở Thương Khôn đạo trong tay người mặt chống nổi một chiêu. Đổi câu mà nói, cũng chính là không còn sức đánh trả chút nào. Tất cả mọi người tại chỗ nghĩ đến đây, đều là không nhịn được trong lòng mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, vào giờ phút này, bọn họ đã rõ ràng liền một cái đáng sợ sự thật. Đó chính là, cái này Thương Khôn đạo nhân, thật không hổ là liền trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng giết chết lợi hại nhân vật hung ác. Loại này thực lực, quả thật có thể nói đổi tai. Không tốt, cơ gia cường giả tất cả sắc mặt đều đại biến, muốn bước ra đi cứu, nhưng mà nhưng bị ai phát hiện, bọn họ cứu được sao, đối mặt loại cấp bậc này cường giả, cho dù bọn họ có ngút trời pháp lực, vô cùng mạnh mẽ thần thông, như cũ căn bản không có đất dụng võ, đại đạo lực đều không cách nào làm gì được đối phương chút nào, cái này cây bản không phải là một cấp bậc chiến đấu, hắn lúc này cửa đã rõ ràng liền một cái đáng sợ sự thật, người này, thật siêu thoát thánh đế phạm vi. Chu Long. Mà ở thấy Chu Long như vậy lặng yên không một tiếng động, không có chút nào ngăn cản chết, vậy Vân Long Sơn thuộc Tần Liệt Phong cùng với Lạc Bàng, đều là không nhịn được trong lòng hung hăng run lên một cái, có dũng khí vô cùng tức giận, giống như là núi lửa phun trào vậy cáu kỉnh bộc phát. Không có biện pháp, vậy Chu Long mặc dù đầu óc không được, cũng mặc kệ nói thế nào, nhưng là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, là bọn họ Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ. Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, Thương Khôn đạo nhân nhưng lại có thể ngay trước mặt của bọn họ mà, hoàn toàn không cho bọn họ một chút mặt mũi, trực tiếp là đem vậy Chu Long giết chết. Đây coi là cái gì? Đây đối với bọn họ mà nói nhất định chính là làm nhục. Trần trụi trần, lớn vô cùng làm nhục. Hắn Tần Liệt Phong, đường đường đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp cao cấp luyện khí tầng 9 cao thủ, hắn Lạc Bàng. Đồng dạng cũng là đứng sau luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tầm thường luyện khí tầng 9 trong cường giả người xuất sắc, nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ bọn họ hai người đều ở chỗ này, Chu Long, vẫn còn là ngay trước mặt của bọn họ mà bị giết. Chết không có chỗ chôn. Thương Khôn lão nhi, ngươi có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt? Thật lấy là ngươi đã lợi hại đến loại trình độ đó, có thể đem chúng ta ba người cũng không có coi. Chợt! Liền gặp vậy Tần Liệt Phong tròng mắt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn đạo nhân, giọng tràn đầy nóng nảy liệt, nói. Hiển nhiên, trước Thương Khôn đạo nhân làm hết thảy, đã hoàn toàn ở hắn trong suy nghĩ chôn xuống nhục nhã hạt giống. Làm hắn lửa giận phun trào, lấp đầy lồng ngực, khó mà chấn định lại. Thương Khôn đạo chủ, Chu Long chính là chúng ta Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Hắc Phong Tử Duy một đệ tử quan môn, lại là chúng ta Vân Long Sơn lão tổ. Ngọc Đàn đạo nhân bên ngoài chú cháu, ngươi như bây giờ làm, chính là đang cùng chúng ta Vân Long Sơn tuyên chiến. Vậy Lạc Bàng cũng là sắc mặt lạnh nhạt mở miệng, tràn đầy dùng mình. Tuy nói hắn trước hết sức kiêng kỵ Thương Khôn đạo nhân lợi hại, có thể cái loại đó kiêng kỵ, tổng vẫn là có một loại hạn độ. Liền giống bây giờ, người cũng bị giết, hơn nữa còn là bọn họ Vân Long Sơn hiện đảm nhiệm trưởng giáo duy một đệ tử quan môn, cái này làm cho hắn sao có thể còn biết cúi đầu cúi người. Khom lưng khuỵ gối. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, Thương Khôn đạo nhân cảnh giới vậy không so hắn cao đi nơi nào. Huống chi, hắn bây giờ cũng không phải là chỉ có một người, mà là. Chừng ba cái à. Hồng Sư đạo nhân, ta muốn người bây giờ hẳn biết phải làm sao. Cái này Thương Khôn lão nhi là cái này Minh Thần Động bàn tay đen sau màn, ngày hôm nay chúng ta hai bên dắt tay nhau tới, đại quân áp sát biên giới. Ngươi nhận là hắn có thể sẽ để cho một mình ngươi một mình không quan tâm. Vậy Tần Liệt Phong lạnh lùng nhìn Hồng Sư đạo nhân truyền âm, muốn đem kéo xuống nước. Bỏ mặc nói thế nào, cái này Hồng Sư đạo nhân sức chiến đấu có thể là không thể nghi ngờ, nếu là tên này lâm trận chạy trốn,
vậy bọn họ lại đơn độc đối mặt Thương Khôn lão nhi mà nói, coi như khó giải quyết phiền toái rất nhiều. Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó liền gặp hắn con ngươi chớp mắt, nhìn về Thương Khôn đạo nhân, chậm rãi nói, Thương Khôn đạo chủ, ngươi làm như vậy, là có chút thật là quá đáng chứ. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt cắt đứt. Người sau bình thản nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Thương Khôn đạo chủ, ngươi lời này, có ý gì? Nghe vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân chân mày hung hăng nhíu một cái, sắc mặt âm trầm nói. Có ý gì? Ha ha! Vậy Thương Khôn đạo nhân ha ha cười nhạt liền mấy tiếng, chợt ánh mắt hướng Hồng Sư đạo nhân, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong ba trên mặt người cũng quét một lần. Cuối cùng lắc đầu một cái, bình tĩnh nói ta không cho các người mặt mũi, chẳng qua, các người ba cái vừa động thủ một cái chính là, cần gì phải nói nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây sắc mặt biến, đổi rất là xuất sắc. Cái này Thương Khôn đạo nhân, lời này, là muốn chủ động hướng Hồng Sư động cùng với Vân Long Sơn tuyên chiến. Thương Khôn lão nhi, ngươi có phải là thật hay không lấy là chúng ta chỉ sợ ngươi? Quả thật, ta thừa nhận. Đơn đả độc đấu, chúng ta ba cái đều không phải là ngươi đối thủ, nhưng là bây giờ, chúng ta bên này lại có ba người, ngươi thật lấy là, ngươi có thể lấy một địch ba, đối phó chúng ta ba cái. Vậy Tần Liệt Phong giọng bỗng nhiên đổi được âm u, khí thế cuồng trào, nói. Oanh! Chỉ nghe được một tiếng nặng nề nổ vang, từ trong cơ thể hắn thì có kinh khủng kiếm khí giống như là bão táp vậy khơi thông ra, hiện đầy giữa không trung, kiếm khí thẳng đến mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân. Cảnh tượng rất là kinh người cùng khủng bố. Rung động tới cực điểm. Không khỏi không thừa nhận, cái này Tần Liệt Phong mặc dù thực lực cá nhân không bằng Thương Khôn đạo nhân, nhưng bây giờ, uy thế như vậy vậy vẫn là khoảng cách thông thường luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, không xa à. Hừ, mà vậy Hồng Sư đạo nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại vẫn là thái độ tươi sáng hừ lạnh một tiếng, chợt, một cổ làm người ta mồ hôi chảy ướt lưng khủng bố hơi nóng liền giống như nham thạch nóng chảy vậy chậm rãi thả ra ngoài. Thành tựu Hồng Sư động danh chánh ngôn thuận lỗ lớn chủ, Hồng Sư đạo nhân thật lợi hại, sợ rằng mọi người tại đây, thậm chí chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi, thậm chí còn toàn bộ Ưng Giản hạp cánh bắc bên trong khu vực, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người sẽ hoài nghi hắn. Tựa như cùng bây giờ, làm kinh khủng kia tới cực điểm nóng bỏng hơi thở vừa ra. Coi như là hiện nay đã xưa không bằng nay tám đại thiết vệ các người, cũng là ngay tức thì sắc mặt đều thay đổi, kiêng kỵ tới cực điểm. Mà vậy những người khác, lại là đừng nói nữa. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang dùng một loại ánh mắt sợ hãi, nhìn hiện nay không nói lời nào Hồng Sư đạo nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cái loại đó run rẩy cảm, cái loại đó run sợ trong lòng, tuyệt đối là chân chân thiết thiết, thứ thiệt. Vậy vì vậy, liền vậy cùng là luyện khí tầng 9 cường giả Lạc Bàng đang lộ ra hơi thở tư thái, ở bây giờ khắc này đều có chút lộ vẻ được nhỏ bé đứng lên, bị không người nào coi. Điều này hiển nhiên là rất rõ ràng sức chiến đấu chênh lệch. Này, này, đây sẽ không là thật muốn đánh liền chứ? Nếu không thì sao, Thương Khôn đảo chủ trước câu nói kia giọng quá lớn, tuy nói hắn rất lợi hại, thực lực không thể nghi ngờ, nhưng bây giờ Hồng Sư đạo nhân. Tần Liệt Phong trưởng lão bọn họ nhưng là ba người, có thể không nhất định thất bại à? Vẫn là tránh xa một chút đi, mấy vị này nếu là thật đánh, bị vạ lây người vô tội coi như nguy rồi. Ta cũng không muốn xui xẻo như vậy. Không sai, không sai, vẫn là hơi trốn xa một ít đi. Cách đó không xa truyền tới huyên náo vô cùng xì xào bàn tán nghị luận, mọi người câm như hến. Một cái trúc cơ chân nhân cảnh giới dưới vô địch. Ba cái luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ, loại tầng thứ này nơi mở ra đại chiến, chỉ là suy nghĩ một chút, liền tuyệt đối đủ để làm bọn họ ra đầu tê dại. Ta nói, các người ba cái nếu là không chịu phục, ít có thể động thủ thử một chút. Ngoài ra, ngày hôm nay các người như vậy giống chống khua chiêng, đại quân áp sát biên giới ta Minh Thần Động Sơn môn chỗ ở, người lấy là chuyện này, ta sẽ tính như vậy. Thương Khôn đạo nhân nhàn nhạt nói, có thể hẹn nói đến phần sau. Vậy lời nói lại càng là làm người ta có dũng khí tim bịch bịch nhảy loạn run rẩy. Cái này Thương Khôn đạo nhân, lại có thể đánh từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có chuẩn bị thả qua Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong các người. Nhưng mà, có thể coi là hắn rất lợi hại, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có một người à. Hắn dựa vào cái gì như vậy 10 phần phấn khích. Được,
đây là ngươi nói. Đừng hối hận, vậy Tần Liệt Phong mặt đầy dữ tợn, uy nghiêm nói. Đã như vậy, ta Hồng Sư ngược lại cũng là trước kia rất sớm, liền muốn lãnh giáo một chút Thương Khôn đảo chủ ngươi thủ đoạn. Hôm nay vừa vặn để cho ta như nguyện, vậy Hồng Sư đạo nhân híp mắt nói. Xem ra Thương Khôn đảo chủ ngươi, là thật quyết tâm muốn cùng ta Vân Long Sơn là địch. Đã như vậy, cũng được, vậy thì trên tay gặp thật chiêu đi. Vậy Lạc Bàng Lạc trưởng lão cũng là mở miệng, nói. Nhưng chính là ở rung động như vậy người cảnh tượng hạ, ba đại luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ chuẩn bị liên thủ, vậy Thương Khôn đạo nhân, sắc mặt vậy vẫn như cũ là bình bình đạm đạm, ánh mắt quét nhìn một vòng, khạc ra bình thản âm, chớ đem chính các ngươi nghĩ quá lợi hại. Chiến đi! Oanh! Dứt lời ở giữa, một cổ mạnh mẽ tới cực điểm yêu khí trực tiếp là từ Thương Khôn đạo bên trong cơ thể vọt lên. Vậy yêu khí giống như là làm người ta can đảm câu liệt hung thú hạ xuống vậy. Ước chừng chẳng qua là chốc lát, liền liền làm vậy mọi người tại đây cũng chán dâng lên tầng mồ hôi mịn. Cả người run rẩy. T, cái này, hắn. Đang cảm thụ đến vậy cổ kinh khủng yêu khí, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt bạo xúc nhìn Thương Khôn đạo nhân, mặt đầy hoảng sợ. Thương Khôn đạo chủ, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ, giúp ngài kéo một cái. Vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ cũng là bị Thương Khôn đạo nhân hiện vào lúc này triển lộ ra khí thế kinh khủng hù dọa đổ. Bất quá hắn cũng rất mau kịp phản ứng, mở miệng hỏi. Lấy một địch ba, thật ra thì Thương Khôn đạo nhân cũng không cần phải như vậy. Bởi vì là bỏ mặc nói thế nào, bọn họ tám huynh đệ vẫn có thể ngăn lại đối phương một cái trong đó người. Cứ như vậy, Thương Khôn đạo nhân áp lực hẳn thì phải giảm bớt rất nhiều. Không cần phải. Ba cái tên hề nhảy nhót mà thôi, ta còn không để vào mắt. Có thể nghe nói, Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, lại nói Hồng Sư đạo nhân cùng Tần Liệt Phong các người ba người, là tên hề nhảy nhót. Tên hề nhảy nhót, Thương Khôn lão nhi, ta khuyên ngươi đừng quá cuồng ngông tự đại. Cho ta xem kiếm, vậy Tần Liệt Phong nhất thời nổi giận, gầm hét lên. Quanh thân quanh quẩn kinh khủng kiếm quang. Vèo, vèo, vèo. Ung ung ầm 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 long. Đầu tiên xuất thủ là vậy Tần Liệt Phong, chỉ gặp hắn lòng bàn tay ở giữa nắm chuôi này trung phẩm pháp khí phi kiếm, linh quang cuồn cuộn, kiếm khí xông lên vân, làm kiếm kia khí bề ngoài trực tiếp là tràn ngập lên một tầng thật dày khủng bố kiếm khí ánh sáng, lộ vẻ được dị thường rung động cùng khủng bố. Hiển nhiên, cho dù là lấy hắn thân phận và thực lực, đang đối mặt Thương Khôn đạo nhân như vậy nhân vật lợi hại, cũng không dám xem thường. Hắn nắm trong tay bí pháp Kiếm đạo tuyệt học, bị hắn trong nháy mắt thúc dục đến trình độ cao nhất. Lúc này, cuồn cuộn linh quang, mãnh liệt kiếm khí, quanh quẩn ở kinh khủng kia trung phẩm pháp khí phi kiếm một kiếm dưới, ngay trước Thương Khôn đạo nhân đầu lâu chính là kinh khủng thụ chém xuống đi. Tung lên kinh người sóng trùng kích. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt khóe miệng câu cười một tiếng. Không tránh không tránh, trong tay bích quang trúc nhất thức quanh quẩn, liền trực tiếp là do hạ lên. Cùng vậy tới đánh phi kiếm chính diện ngạnh hám đi lên. Keng! Ung ung! Bành 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 bành! Cái này ngay mặt va chạm, trực tiếp là làm từng luồng kiếm khí và vậy bích quang tựa như là bom vậy, hướng bốn phương tám hướng nổ tung. Cuốn lên từng cơn mây đen, cuồng trào sóng trùng điệp, hướng bốn phía vây cuồng quét. Mà đang cảm thụ đến như vậy một màn, sao chịu được gọi rung động lòng người va chạm cùng đánh vào. Coi như là thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ. Hiện vào lúc này cũng trong lòng có chút mặt e ngại. Bởi vì là đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc phát hiện, nguyên trước khi tới vậy Tần Liệt Phong cùng bọn họ tám người giao thủ thời điểm, còn không phải là hắn chân chính toàn lực. Nếu không, nếu là giống như bây giờ lợi hại, bọn họ tám người chính là đem hết toàn lực cũng không khả năng chống đỡ được. Bất quá chỉ tiếc, vậy Tần Liệt Phong bây giờ đối thủ lại không phải bọn họ tám người, mà bị gọi là trúc cơ chân nhân cảnh giới dưới vô địch, Thương Khôn. Phịch một tiếng vang thật lớn. Từ vậy mặt không cảm giác Thương Khôn đạo nhân trong lòng bàn tay trực tiếp là hiện ra khác một cổ kinh khủng yêu khí, hướng vậy mặt đầy kinh như vậy Tần Liệt Phong đón đầu đánh hạ, yêu khí lăn lộn, vô cùng đáng sợ, xuyên thấu giữa không trung. Phốc suy. Làm vậy một trưởng này in ở Tần Liệt Phong trên người thời điểm, mặc dù hắn uy năng đã có hơn nửa bộ phận là bị kiếm khí ngăn trở, còn là cả người run lên, trong mắt co rúm một cái. Trong cổ họng mặt không tự kìm hãm được phát ra rên thống khổ thanh. Cho ta chết, bất quá nhưng vào lúc này, ở đó Thương Khôn đạo trên thân thể người phương,
vậy Vân Long Sơn Lạc Bàng Lạc trưởng lão bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ gặp tay cầm một chuỗi uy phong lẫm lẫm ngân hoàn lớn dao, tản ra kinh khủng lực lượng, từ trên trời hạ xuống. Trong nháy mắt, thậm chí liền liền vậy không khí đều tựa như là đổi được lùn một đoạn. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là ánh mắt hơi ngưng nhiên liền một ít, hơi híp, bật hơi mở rộng, bàn tay trái phát lực, đẩy lui Tần Liệt Phong đồng thời, bàn tay phải trong nắm bích quang trúc lập tức trực tiếp là hướng lên vung đi. Một màn kia bích quang, ở nơi này ngay tức thì trực tiếp là tản ra đáng sợ hơi thở, làm người ta rợn cả tóc gáy. Lạc Bàng cẩn thận, vậy trúc sợ không đơn giản, mà đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở, vậy trước ngực khí huyết mãnh liệt lăn lộn Tần Liệt Phong ngay tức thì sắc mặt biến đứng lên, hô lớn. Thẳng đến lúc này, hắn mới chú ý tới, nguyên lai liền liền Thương Khôn đạo nhân trong tay nắm viên kia cây trúc, đều giống như không phải đơn giản đồ. Ta, nghe vậy vậy Lạc Bàng sắc mặt biến, bởi vì là, lúc này hắn đâu còn có thể thu được tay. Phịch, rắc rắc, phịch, 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 cơ hồ là một khắc sau, vậy bích quang trúc hơi thở cuồn cuộn liên miên, tựa như là biển xanh cuồng đào vậy trùng trùng hoành kích ở đó ngân hoàn trên đại đao. Trong nháy mắt, mọi người bên tai liền vang lên trong suốt vô cùng kim loại tiếng vỡ vụn. Rắc 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 rắc, phốc suy. Sau đó liền gặp vậy Lạc Bàng cả người bóng người cũng trực tiếp là bay, hộc máu hướng ngửa về sau bay rớt ra ngoài. Còn như vậy nguyên bản tồn tại ở trong tay hắn ngân hoàn lớn giao lại là trực tiếp bể ra, giống như là đá vậy, ở đó bích quang hoành kích hạ, khoảnh khắc ở giữa, vỡ vụn thành rất nhiều khối rất nhiều khối. T, mọi người thấy tình cảnh này không khỏi ngược lại hút khí lạnh, sắc mặt sợ hãi. Vậy Lạc Bàng cũng không phải là Chu Long, mà là Vân Long Sơn tiếng tăm lừng lẫy năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, tuy không có Tần Liệt Phong như vậy lợi hại, nhưng mà, vậy chưa đến nỗi giống như bây giờ một chiêu cũng không ngăn nổi chứ. Như vậy còn đánh cái gì? Trong tay người vậy cây trúc, là thượng phẩm pháp khí. Hồng Sư đạo nhân sắc mặt run rẩy nhìn Thương Khôn đạo nhân trong tay bích quang trúc, giọng tràn đầy vô cùng kiêng kỵ, hỏi. Tuy nói, luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong hay hoặc là cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp, đều có tư cách có thể miễn cưỡng vận dụng thượng phẩm pháp khí, nhưng vấn đề là, đây chính là thượng phẩm pháp khí à, chân quý bực nào. Coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đều có một số ít người không nhất định có thể có được, cho nên, hắn trước căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện kia, nhưng bây giờ, lập tức là có thể đem một kiện trung phẩm pháp khí đánh nát, một chiêu là có thể đem một vị luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ đánh hộc máu đổ bay. Đây không phải là thượng phẩm pháp khí, là cái gì? Cái gì, thượng phẩm pháp khí, vừa nghe đến Hồng Sư đạo nhân mà nói, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt cũng là bỗng nhiên kinh biến đứng lên. Đổi được vô cùng khủng hoảng cùng run rẩy. Không có biện pháp, đến hắn loại trình độ này và cao độ, đơn độc rõ ràng Thương Khôn đạo nhân như vậy tồn tại. Và thượng phẩm pháp khí kết hợp với nhau, đó là ý vị như thế nào? Ý nghĩa đừng nói là bọn họ ba người, chỉ sợ cũng coi như là lại tới ba cái, đối phương chỉ sợ cũng là có thể cùng nhau ăn. Trách không được, trách không nỡ đánh từ vừa mới bắt đầu đối phương liền không đem bọn họ coi vào đâu. Nguyên lai là có như vậy lá bài tẩy và dựa vào à? Đáng chết, tại sao có như vậy? Dựa vào cái gì lão già này lại có thể có được thượng phẩm pháp khí như vậy mạnh mẽ chân bảo? Chẳng lẽ là thượng phẩm pháp khí các người liền đừng đánh? Hoặc là nói, người cảm thấy ta có nghĩ tới muốn tha các ngươi? Nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn đạo nhân cười nhạt, sau đó liền gặp hắn cặp mắt kia trong bay vút ra một đạo khiếp người hàn mang, tay phải nhấc một cái, bích quang trúc bay ra, khủng bố linh quang liền giống như là ánh ban mai vậy cuồng trào ra. T. Chạy mau. Thấy tình cảnh này, coi như là vậy Tần Liệt Phong cùng Hồng Sư đạo nhân hiện ở lúc này thấy một màn này, cũng là cảm giác có chút bộ dạng sợ hãi. Cùng có thượng phẩm pháp khí nơi tay Thương Khôn đạo nhân, rất hiển nhiên, bọn họ căn bản cũng không có thể là đối thủ. Vèo, vèo. Ngay sau đó, một khắc sau, vậy trước còn khí thế hung hăng, chỉ cao khí ngang muốn lấy ba địch một Hồng Sư đạo nhân, Tần Liệt Phong các người, hiện vào thời khắc này nhưng không chút do dự. Sắc mặt sợ hãi lấy tốc độ nhanh nhất xoay người bỏ chạy. Hãy cùng kinh hoàng thất thố chó như nhau. Không có biện pháp, nếu như Thương Khôn đạo trong tay người mặt không có thượng phẩm pháp khí như vậy đại sát khí, có lẽ bọn họ vẫn có thể liều một cái, nhưng là bây giờ. Thượng phẩm pháp khí nơi tay, bọn họ còn hợp lại cái giám à? Có thể hay không chạy thoát đều là một chuyện khác.
T, lên, thượng phẩm pháp khí. Cái này, cái này, cái này. Trách không được liền liền Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng không làm gì được Thương Khôn đạo nhân, nguyên lai hắn trong tay là có nặng như vậy bảo à. Ta cảm thấy, không riêng gì thượng phẩm pháp khí công lao chứ. Nếu thật chẳng qua là bởi vì là thượng phẩm pháp khí, vậy tại sao không có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả trực tiếp đem hắn cho đoạt? Không sai, ta nhưng mà biết có không thiếu, tương đối mà nói phối hợp được không vừa ý trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, trong tay đều là không có thượng phẩm pháp khí. Bọn họ nếu là biết Thương Khôn đạo trong tay người mặt có, sẽ không động tâm, sẽ không đến cướp. Không sai. Mà ở thấy cái này khúc khuỷu 365 độ siêu cấp chuyển biến lớn. Mọi người tại đây đơn giản là sợ ngây người. Bọn họ mặc dù cảnh giới tu vi phía dưới, nhưng vấn đề là, vậy vẫn là dĩ nhiên rõ ràng hạ phẩm pháp khí, cái này bốn chữ, là ý vị như thế nào? Nói như vậy, bất kỳ một vị luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong nếu như trong tay có thể có được một kiện thượng phẩm pháp khí, vậy tuyệt đối có thể làm sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Thậm chí cũng không nói luyện khí tầng 9 cường giả đỉnh phong, coi như là vậy hơi yếu một chút trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, coi như là bọn họ bắt được thượng phẩm pháp khí, vậy tất nhiên sẽ sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng vấn đề là, loại vật này, đúng là quá hiếm thấy và quá chân quý. Giá trị liên thành, cho nên coi như là một số ít, tương đối mà nói phối hợp được không vừa ý trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, trong tay cũng không có bảo bối như vậy. Mà bây giờ đâu? Mà bây giờ Thương Khôn đạo nhân nhưng chỉ là sạch sẽ gọn gàng móc một kiện đi ra, cái này làm bọn họ không rung động mới là lạ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng là. Có thượng phẩm pháp khí nơi tay, hơn nữa tự thân kinh khủng kia thực lực mạnh mẽ, trách không được, coi như là Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cũng không có biện pháp làm gì hắn. Mà vậy Ngọc Đàn đạo nhân, trong tay nhưng mà không có thượng phẩm pháp khí. Chạy. Nghe vậy thấy vậy vậy Thương Khôn đạo nhân trực tiếp là trên mặt hiện ra nhàn nhạt giễu cợt. Đi theo liền gặp hắn xoay người nhìn về Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ, mỉm cười nói, làm phiền hiện đang xuất thủ giúp ta ngăn lại một cái. Còn dư lại giao cho ta. Nghe được cái này tám đại thiết vệ đột nhiên ngẩn người. Bất quá rồi sau đó bọn họ nhưng lập tức phản ứng, tám người đồng tâm, yêu quang lăn lộn, lao ra thân thể ra, không chút do dự hướng vậy Tần Liệt Phong chạy như bay. Bây giờ, coi như là bọn họ thực lực không bằng đối phương, nhưng vẻn vẹn chỉ là kéo ở, có thể thì không có cái gì phải lo lắng. Chút khả năng này, bọn họ vẫn là có. Đáng chết, cảm nhận được sau lưng vò tới bàng bạc trận văn lực, vậy Tần Liệt Phong sắc mặt ngay tức thì khó coi tới cực điểm. Có thể rất hiển nhiên, hắn bây giờ coi như là sống lại khí, cũng là không có biện pháp, bởi vì là, hắn chỉ dám chạy trốn, nếu không, nếu là cùng vậy Thương Khôn đạo nhân đuổi theo. Làm thế nào? Chẳng lẽ hắn có tờ đơn đi đối mặt vậy thượng phẩm pháp khí sao? Tự tìm cái chết còn không sai biệt lắm. Có thể Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ cũng rất hiển nhiên sẽ không để cho hắn cứ như vậy chạy mất. Phải biết, ở nơi này Minh Thần Động trong vòng phương viên mười mấy dặm núi rừng bên trong, đây chính là bọn họ sân nhà, biết gốc tích. Đối phương không trốn thoát được. Cùng lúc đó, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng đã lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp ánh mắt hắn cứng rắn như bàn thạch, tản ra ánh sáng lạnh lẽo, nhìn vậy bị hắn dẫn đầu đánh bay ra ngoài Lạc Bàng, căn cứ thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi số mệnh, nguyên tắc, trực tiếp là lại lần nữa đánh tới. Cả người bên trong bộc phát ra kinh khủng màu xanh thẳm cuồn cuộn yêu quang, từ trong cơ thể hắn thấm ra. Cùng lúc đó, vậy bích quang trúc hóa thành một mảng lớn bích quang cũng đã về phía trước phương bay đi, vững vàng phong tỏa ở đó Hồng Sư đạo nhân sau lưng, linh khí sắc mặt biến. Rợn cả tóc gáy. Thương Khôn đảo chủ, ta Hồng Sư vô tình cùng ngươi là địch. Ngươi chớ quá mức, sau đó liền gặp vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt âm lãnh cùng hốt hoảng giận dữ hét. Nhưng lúc này đây, Thương Khôn đạo nhân nhưng liền cảnh cũng không có để ý hắn. Cả người trực tiếp là cuốn ở đó cuồn cuộn màu xanh thẳm kinh khủng yêu quang trong, giết hướng vậy đã bị thương Lạc Bàng, kéo cả người yêu khí, quyền phải giống như là màu xanh da trời băng cứng vậy, ầm ầm đánh rớt. Một quyền này, chính giữa đã sắc mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng Lạc Bàng ngực. Cuồn cuộn linh quang, ầm ầm bể tan tành, Lạc Bàng ngực búng máu tươi cuồng phún, xuất hiện một cái lỗ máu. Không, không, à. Vậy người sau đơn giản là thống khổ hét thảm lên, muốn phản kháng, có thể nhưng phát hiện chính hắn hoàn toàn liền không có năng lực phản kháng.
không có biện pháp, tay cầm bích quang trúc thương khôn đạo nhân thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến hắn căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp cùng là địch. Ngươi không thể giết ta. Ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, ta Vân Long Sơn nhưng mà có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Vậy Lạc Bàng trước khi chết còn không có quên hướng thương khôn đạo nhân uy hiếp. Sắc Lệ nội cha gào thét nói. Vân Long Sơn duy nhất trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân, từng đuổi giết thương khôn đạo nhân 10 ngày nửa tháng. Hiện nay, vậy Lạc Bàng cũng chỉ có thể là đem cái này mang ra tới, kỳ vọng có thể đem đối phương chấn nhiếp, quát lui. Trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, vậy thì thế nào, có thể nghe nói, thương khôn đạo nhân nhưng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Sau đó, liền gặp hắn vung tay lên, hướng Lạc Bàng đầu lâu bàn tay hóa dao, trực tiếp vô tình đánh xuống. Kinh khủng yêu khí đem tay kia dao tịch quyển chứ, ngưng tụ thành kinh khủng sóng trùng kích. Phịch, phốc suy, vậy Lạc Bàng nhuốn máu đầu lâu trực tiếp là bị đánh bể. Rồi sau đó triệt triệt để nổ tung. T, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi mãnh liệt ngược lại hút khí lạnh. Đường đường Vân Long Sơn luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ, bây giờ nhưng lại có thể thật chết ở nơi này. Cái này làm bọn họ hiện trường tất cả mọi người chính mắt thấy đây hết thảy người, đều có loại trong lòng không nói được khó chịu mùi vị. Đây chính là Lạc Bàng à, bây giờ, thật đã chết rồi. Lạc Bàng, thương khôn lão nhi ngươi. Vậy Tần Liệt Phong hai tròng mắt dữ tợn, lộ ra huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm thương khôn đạo nhân, gào thét nói. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới cái này thương khôn lão nhi lại có thể thật dám hạ tử thủ, như vậy quả quyết, đem Lạc Bàng cũng giết đi. Tần trưởng lão, đừng quên ngươi bây giờ đối thủ, nhưng mà chúng ta. Bất quá liền sau đó một khắc, một đạo thanh âm lạnh lùng nhưng từ hắn bên tai nổ tung vang lên. Sau đó mạnh mẽ trận văn lực liền trực tiếp đè ép xuống. Nhưng là vậy tám đại thiết vệ giết tới. Bây giờ loại cục diện này, có thương khôn đạo nhân như vậy đột nhiên tự mình là bọn họ áp trận, bọn họ còn sợ gì? Đừng nói là Tần Liệt Phong, chỉ sợ cũng coi như là Hắc Phong tử đích thân đến, bọn họ cũng dám đánh một trận. Thứ không biết chết sống, thật lấy là ta Tần Liệt Phong sợ các người. Thấy tình cảnh này, rõ ràng mình là không chạy khỏi, vậy Tần Liệt Phong vậy dứt khoát phát ngoan, hai mắt đỏ như máu, kiếm khí cuồn cuộn điên cuồng. Hướng tám đại thiết vệ các người lướt đi, trong chốc lát kinh khủng động tĩnh ngất trời. Thật nếu nói, điên lên Tần Liệt Phong, có thể so cái gì Lạc Bàng cái gì, lợi hại hơn. Thấy tình cảnh này vậy thương khôn đạo nhân không khỏi khẽ cao mày nhìn hướng vậy song phương chiến trường nhìn lại. Tuy nói, vậy Tần Liệt Phong coi như là điên lên, hắn vậy hoàn toàn có thể không coi vào đâu, nhưng vấn đề là, tám đại thiết vệ nhưng không giống nhau, coi như là bọn họ lá bài tẩy nhiều, nhưng tu vi vẫn còn quá yếu một ít. Mà hắn lại không thể trơ mắt nhìn đối phương xảy ra chuyện. Dẫu sao, hắn bây giờ có thể cùng thân phận đối phương là giống nhau. Đều là Trần Phi nô bộc, thuộc hạ. Cơ hội tốt. Thấy tình cảnh này, chỗ xa kia Hồng Sư đạo nhân mặc dù bị bích quang trúc quấn lấy, nhưng bây giờ lúc này thương khôn đạo nhân nháy mắt tức thì phân thân, nhưng làm hắn bắt được cơ hội, cả người hơi thở một trào, cuồn cuộn ánh nắng đỏ rực thả ra ngoài, mạnh mẽ vô cùng. Trực tiếp là đem vậy bích quang trúc giải khai, rồi sau đó bóng người cuồng xông ra, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thấy tình cảnh này thương khôn đạo nhân tự nhiên sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Bởi vì là đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định để cho đối phương chạy trốn, nhưng bây giờ. Hô! Các người chống nổi, nửa nén hương. Sau đó liền gặp một thanh quát chói tai, hướng vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ gầm nhẹ một tiếng, cả người trực tiếp điều động. Hướng vậy Hồng Sư đạo nhân chạy thục mạng phương hướng chạy như điên, nếu như là lưu quang vậy nhanh chóng. Cùng lúc đó, vậy bích quang trúc vậy lại lần nữa động. Ông, chỉ gặp ở vậy giữa không trung phát ra chói tai ông minh thanh, sau đó cây trúc bản thể thì đã xảy ra lần nữa thay đổi, bích quang mãnh liệt, yêu khí mạnh mẽ, rồi sau đó đơn giản là hóa là một mảng lớn bích quang thành tựu xuất sắc mây màu, hướng vậy Hồng Sư đạo nhân lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Cường đại sóng trùng kích trực tiếp là hung hăng đập phải Hồng Sư đạo nhân trên mình. Phốc suy, vậy Hồng Sư đạo nhân cả người run lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó ánh mắt đổi được hơn nữa run rẩy cùng kinh hoàng thất thố đứng lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như hắn hiện vào lúc này bộ không được, đối phương, thương khôn đạo nhân, sợ rằng thật có thể đem hắn giết chết. Thương khôn đạo nhân bực nào nhân vật,
Huống chi hắn hiện ở trong tay mặt còn có thượng phẩm pháp khí, như vậy tổ hợp, đừng nói là hắn Hồng Sư đạo nhân, chỉ sợ cũng coi như là Hắc Phong tử như vậy luyện khí tầng 9 đỉnh cấp tới, vậy được nuốt hận. Nghĩ đến đây, hắn cũng không lo 3721, xì một tiếng, từ trong cơ thể hắn truyền ra, rồi sau đó quanh quẩn ở bên người hắn yêu quang lại đổi được vô cùng là diêm dúa và máu đỏ lên. Hắn chạy trốn tốc độ cũng ở đây ở một chớp mắt kia nhanh không chỉ gấp đôi. Bí pháp, thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân chân mày không nhịn được nhíu lại. Bởi vì là Hồng Sư đạo nhân hiện vào lúc này loại này cử động và biểu hiện, rất hiển nhiên là vận dụng nào đó, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, bí pháp gây ra. Bất quá, hắn tốc độ bây giờ quả thật so với trước đó nhanh rất nhiều. Coi như là hắn Thương Khôn, cũng tốt giống như không theo đuổi. Thương Khôn, ta cảnh cáo ngươi, ta nhị đệ bây giờ nhưng mà đã bái nhập thành U Lang Nhan chân phái môn hạ, trở thành Màn Đêm đại nhân thân tử, Dạ Thanh đại nhân thú cưỡi. Ngươi nếu là dám động ta, ta giữ để cho ngươi không ăn được bao đi, hài cốt không còn. Vậy Hồng Sư đạo nhân truyền âm uy hiếp. Thành U Lang Nhan chân phái. Nghe được cái này 6 chữ, coi như vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là ngay tức thì có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Phải biết, thành U Lang cái loại địa phương đó, tùy tiện lôi kéo một nhà thế lực đi ra, chỉ sợ cũng muốn so với bọn họ đảo Thương Lam lợi hại 10 lần, 100 lần. Huống chi, cái này thành U Lang Nhan chân phái cũng không phải là nói chơi, liền hắn loại này quê nghèo vùng đất hoang người, đều biết đối phương đại danh. Đây chính là thành U Lang bên trong tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn, đương kim nhất lưu. Cái loại đó thực lực cường đại, nói thật, coi như là hắn Thương Khôn đạo nhân, cũng thật không dám chọc. Mà cũng chính là hắn cái này trong phút chốc phân thân, vậy Hồng Sư đạo nhân, trực tiếp là thiêu đốt bí pháp lấy một loại oán độc, sắc mặt âm trầm xa trốn rời đi. Lấy hắn tu vi thực lực, chỉ cần hơi kéo ra một chút khoảng cách, coi như là Thương Khôn đạo nhân loại này thực lực, cũng không gặp được có thể đuổi kịp. Cho nên nói, vậy Hồng Sư đạo nhân ngược lại coi như là an ổn trốn thoát. Dĩ nhiên, hắn cũng là bỏ ra một ít giá phải trả. Sử dụng như vậy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 bí pháp, coi như là có thể chạy mất, trong thời gian ngắn sợ rằng cũng được rơi vào hết sức yếu ớt trạng thái. Đến lúc đó, sợ rằng tầm thường luyện khí tầng 9 tu sĩ, có thể muốn hắn mạng nhỏ. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng chỉ có thể buông tha đuổi giết. Bất quá, hắn nhưng vẫn là không nhìn được nhìn Hồng Sư đạo nhân chạy trốn phương hướng, trầm mặc chốc lát, tự lẩm bẩm. Hồng Sư động hai động chủ, chắc là vậy Vân Sư đạo nhân chứ. Hắn lại có thể bị Nhan chân phái Dạ Thanh coi trọng, thu là thú cưỡi. Dạ Thanh tên chữ, hắn có nghe nói qua, đây chính là đương thời Nhan chân thất tử trong, Màn Đêm đại nhân duy nhất thân tử, được cưng chiều cực kỳ. Nếu là thật bởi vì làm cái này chuyện liền cùng như vậy nhân vật lớn kết liễu oán, cái này không ước chừng không có lợi lắm, hơn nữa, thật giống như còn có thể có phiền toái lớn. Bởi vì là... Đừng nói là bọn họ Minh Thần Động, coi như là Tử Viêm Cung, thậm chí là Cự Không Giáo, Bùi Gia Nhất Lưu, thật giống như đều không phải là vậy Nhan chân phái đối thủ chứ. Nghĩ đến đây, vậy Thương Khôn đạo nhân khóe miệng không nhịn được khô khốc kéo một cái. Hắn lần này, thật giống như có chút đem sự việc làm hỏng. Hoặc là ban đầu liền đừng trêu chọc, hoặc là nhất định phải đem người giết chết, chấm dứt hậu hoạn, nhưng bây giờ, hắn nhưng thúc đẩy nhất không thỏa đáng kết quả. Đem vậy Hồng Sư đạo nhân cho thả chạy. Tương lai, nếu như vậy Hồng Sư đạo nhân, Hồng Sư động, thật đem vậy Nhan chân phái nhân vật lớn đưa tới, hắn sẽ phải có chút đối hắn áy náy. Oanh! Các người tám con trùng thúi, cho ta chết! Có thể nhưng vào lúc này, một hồi kinh khủng điếc tai nhức óc vang lớn cùng với một tiếng dữ tợn gầm thét, nhưng đem Thương Khôn đạo nhân tư sấn cắt đứt. Chỉ gặp vậy mặt đầy dữ tợn Tần Liệt Phong cầm trong tay phi kiếm, kiếm khí phóng lên cao. Hình thành kinh khủng kiếm khí đợt sóng cùng sóng trùng kích, toát ra màu xám xanh tĩnh mịch chập chờn, tản ra cực lớn uy năng, đang hướng tám đại thiết vệ các người cuồng oanh loạn tạc. Mà người sau tám người, lúc này đã là cả người nhuốm máu đứng lên, bên trái tránh bên phải tránh, nhìn như chật vật cực kỳ. Đầu kia sư tử chạy, bên này ta có thể lại không thể ra cái gì cái giỏ. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn đạo nhân lập tức tâm thần nhất định, cả người yêu khí một trào. Chính là do vậy bích quang trúc thật nhanh vọt lên, hóa là một mảnh bích quang ánh sáng, khí thế hung mãnh đập về phía Tần Liệt Phong. À, vậy người sau trực tiếp là phát ra một tiếng hét thảm. Không có biện pháp, cái này Tần Liệt Phong coi như là hoàn toàn trạng thái,
thời kỳ tột cùng, đều không gặp được có thể ở Thương Khôn Đạo trong tay người mặt đi mấy chiêu, huống chi bây giờ vẫn là kỳ tập. Vậy bích quang trúc hóa thành bích quang trực tiếp là đem hắn kinh khủng kia kiếm khí cho toàn bộ sông lên tan rã. Rồi sau đó trùng trùng sông lên rầm rầm, cuồng đè ở đó vậy Tần Liệt Phong trên mình, khiến cho được hắn nhúc nhích không ghi bàn thắng chút nào. Không, ngươi không thể giết ta. Cảm nhận được chết hơi thở, vậy Tần Liệt Phong rốt cuộc lại nữa điên cuồng, ánh mắt luống cuống. Thương, Thương Khôn, ta nhưng mà Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, đại biểu Vân Long Sơn mặt mũi. Hơn nữa, ngươi cũng đừng quên, chúng ta Vân Long Sơn nhưng mà còn có Ngọc Đàn lão tổ còn sống. Lần này là ta nhìn lầm, không biết cái này Minh Thần Động là ngươi, có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Vậy Tần Liệt Phong bởi vì là sợ hãi mà cả người một hồi run run. Bất quá, hắn ngược lại là không dám học tập Hồng Sư Đạo Nhân cùng Chu Long vậy một bộ uy hiếp, mà là cúi đầu nhận sai đồng thời, mới nhân tiện đem hắn bối cảnh của mình cho mang ra ngoài. Đầu năm nay, tại tu chân giới, bỏ mặc đúng sai, bất luận bối cảnh, cuối cùng vẫn là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Nhưng mà, hiện vào lúc này vừa mới bị, thành U Lang Nhan chân phái, nhiễu loạn tâm thần Thương Khôn, có thể không có tâm tình gì lại phản ứng hắn. Thương Khôn trong lòng bây giờ mặt rất loạn. Ta bây giờ cũng không tâm tư và ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Thương Khôn đạo nhân ánh mắt trầm xuống, trong tay bích quang trúc rơi xuống, hóa là lau một cái bích quang, trực tiếp là đem vậy Tần Liệt Phong cả người cũng cho gói lại. À, không muốn, thả qua ta, à, Thương Khôn lão nhi, chó má, ngươi sẽ hối hận, Vân Long Sơn, Ngọc Đàn lão tổ sẽ thay ta báo thù. Các người, toàn bộ đều phải chết, đều phải chết. Phốc suy phốc suy phốc suy. Vậy bích quang điên cuồng phun trào, bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết và ác độc nguyền rủa, cuối cùng, hết thảy quy về không. Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, luyện khí tầng 9 cao cấp cường giả, Tần Liệt Phong, chết. Tất cả mọi người đều bị một màn này cũng sắp sợ choáng váng, sắc mặt đờ đẫn, cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong đều chết hết. Đây là muốn đã xảy ra chuyện lớn à? Làm máu nhuộm hạ đất đai một khắc kia, cách đó không xa tất cả mọi người cơ hồ sắc mặt thần sắc đều đã cứng lại, tựa như trời sập xuống vậy, nhìn lẫn nhau, câu cũng thấy đối phương trong tròng mắt run rẩy cùng sợ hãi vẻ. Không có biện pháp, Tần Liệt Phong là ai? Đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong, luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ, chớ nói chi là bây giờ còn không chỉ có chẳng qua là hắn một người chết. Trừ hắn ra còn có Lạc Bàng, còn có Chu Long. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người trong lòng không thể không xúc động cùng kính sợ. Như vậy lai lịch thiên đại mấy người, nhưng bây giờ thì sao? Thương Khôn đạo nhân nói giết liền giết, phảng phất cùng giết một con gà một con chó như nhau, không có nửa điểm do dự, không có nửa điểm cố kỵ. Đây đối với Vân Long Sơn mà nói, ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương cái này tỏ rõ chính là muốn cùng bọn họ không chết không thôi. Muốn cùng vậy Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân cứng rắn tới à? Phần này thô bạo, phần này hung ác, phần này tùy ý ngông là, toàn bộ Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực có mấy người. Sợ rằng cũng chỉ có Thương Khôn đạo nhân như vậy nhân vật hung ác, mới dám làm như vậy chứ. Lạc Bàng trưởng lão, Tần Liệt Phong trưởng lão. Mà vậy mấy người bọn họ nơi lính tới Vân Long Sơn, Hồng Sư Động đại quân. Lúc này đây cũng là bị một màn này cho kinh hãi đến không nói ra lời. Một đôi ánh mắt bạo xúc, run rẩy nhìn trên vùng đất kia màu máu, hồn thể lạnh như băng, tứ chi không có sức, như rơi xuống hầm băng. Bỏ mặc trước bọn họ đều đã biết Thương Khôn đạo nhân là có bao nhiêu cường thế, lợi hại dường nào, có thể bọn họ từ đầu đến cuối trong lòng cũng nhận là, Thương Khôn đạo nhân không vào yêu thú cấp 3 cảnh giới, liền như thế nào đi nữa. Vậy nhất định sẽ cho bọn họ Vân Long Sơn trúc cơ chân nhân cảnh lão tổ, Ngọc Đàn đạo nhân mặt mũi mới đúng. Nếu không, động Lạc Bàng, động Chu Long, thậm chí động Tần Liệt Phong, cái này thì chẳng khác nào trực tiếp cùng toàn bộ Vân Long Sơn tuyên chiến, không việc gì khác biệt. Đến lúc đó, bọn họ Vân Long Sơn lão tổ tự mình xuất thân, người Thương Khôn đạo nhân coi như là ngạo mạn đi nữa, lại cậy mạnh, lợi hại hơn nữa, lại coi là cái gì. Có thể thực tế phát triển nhưng cho bọn họ tưởng tượng, một cái bạt tai vang dội. Thương Khôn đạo nhân căn bản lại có thể liền không có ý định cho Vân Long Sơn bất kỳ mặt mũi. Chu Long chết, Lạc Bàng chết. Đến bây giờ,
coi như là luyện khí tầng 9 thực lực cao cấp Tần Liệt Phong đều chết hết. Đây coi là cái gì? Cách đó không xa mọi người bừng tỉnh, sau đó câu cũng không nhịn được cả người mãnh liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cả người lên run run. Trong lòng vẫn còn ở nói thầm, sau này, nhất định phải cảnh cáo mình và môn hạ đệ tử, đắc tội ai cũng không thể đắc tội Đảo Thương Lam cùng Minh Thần Động người, nếu không. Hiện vào thời khắc này Chu Long, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong chính là bọn họ kết quả. Quá vô tình. Thương Khôn đảo chủ, cái này những người còn lại, nên xử lý như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, cả người nhuốm máu Thiết Một đã tới Thương Khôn đạo người bên cạnh, mặt không cảm giác hỏi. Giọng kia và tư thái cũng cho người một loại da đầu tê dại ảo giác cảm. Nghe vậy, Thương Khôn đạo nhân không có lập tức nói chuyện, mà là đưa mắt về phía đang từng bước một chuẩn bị rút lui Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân. Mặc dù Liên Hiệp Đại Quân hợp lại số người ít nhất có hơn 1.000 người, 4 con số, nhưng bây giờ, để cho bọn họ đối mặt Thương Khôn đạo nhân cái này sát thần, vậy vẫn là không nhịn được từng cái hù được chân cũng mềm nhũn. Cũng không dám thở mạnh một chút. Không có biện pháp, phải biết bọn họ mới vừa rồi nhưng mà chính mắt thấy Chu Long, Lạc Bàng Lạc trưởng lão, Tần Liệt Phong Tần trưởng lão chết. Dưới tình huống này, bọn họ có thể không sợ. Không sợ mới là lạ. Tất cả mọi người đàng hoàng bó tay chịu trói, nếu không, các người cũng có thể thử một chút ta trong tay Bích Quang Trúc, kết quả có lợi hại hay không. Sau đó liền gặp Thương Khôn đạo nhân mặt không cảm giác hướng vậy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân nói. Vèo một tiếng, một đạo Bích Quang ngang trời. Nhưng là vậy Thương Khôn đạo trong tay người mặt Bích Quang Trúc lại lần nữa điều động, trực tiếp là đem vậy Liên Hiệp Đại Quân cho bao lại. Thương Khôn đại nhân tha mạng. Thương Khôn đại nhân tha mạng à, đối mặt giống như là sát thần giống vậy Thương Khôn đạo nhân, lại ngẩng đầu thấy vậy hoành ở giữa không trung, tản ra khí tức kinh khủng Bích Quang, Liên Hiệp đại quân từng cái trực tiếp là chân cũng mềm nhún, hù được hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, cũng không biết là ai trước đột nhiên kêu một tiếng. Rồi sau đó, tối om om một mảnh trực tiếp là quỳ sụp xuống đất, bó tay chịu trói, lại không có một người dám chạy trốn, hoặc là những thứ khác. Không có biện pháp, những thứ này Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ mặc dù tu vi vậy, có thể bọn họ cũng không phải là ngu si. Liên Chu Long, Lạc Bàng Lạc trưởng lão, Tần Liệt Phong Tần trưởng lão bây giờ đều bị làm thịt, Hồng Sư đạo nhân trọng thương chạy trốn, bọn họ lại coi là cái gì? Nếu như Thương Khôn đạo nhân quyết tâm muốn giết bọn họ, trong bọn họ, có thể có mấy người may mắn còn sống sót xuống. Hô, thắng! Nhìn vậy tối om om một mảnh quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ run rẩy Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ, Thiết Nhất Đẳng Tám Đại Thiết Vệ đều có chút ánh mắt lơ lửng, có chút khó tin hết thảy các thứ này, thật, thật là thật sao? Hoảng hốt ở giữa, trong lòng bọn họ mặt đều có một loại tên là nhiệt huyết sôi trào tình cảm ở phóng thích. Không có biện pháp, nếu là đổi lại mấy tháng nửa năm trước, bọn họ dám ảo tưởng, xa cầu như vậy một màn xuất hiện sao? Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Vân Long Sơn, Hồng Sư Động, hai người này coi như chẳng qua là trong đó tùy tiện một nhà, cũng tuyệt đối đủ để gọi là đè ở đỉnh đầu bọn họ núi lớn, đè được ban đầu bọn họ kim thiềm động thường thường không thở nổi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, hết thảy các thứ này tựa như triệt để xảy ra thay đổi. Bọn họ có lực lượng, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hoàn toàn là xưa không bằng nay, thay trời đổi đất. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để làm bọn họ nhiệt huyết sôi trào? Ta không phải dễ giết hạng người, bất quá các người ngày hôm nay cũng tấn công đến chúng ta Minh Thần Động Sơn môn nơi quan trọng tới, vậy cũng chỉ có thể tội chết có thể miễn tội sống khó khăn tha. Tất cả mọi người, bây giờ đàng hoàng từ phong tu vi, chờ bị chúng ta Minh Thần Động đội ngũ tập nã, tống giam, bất kỳ người phản kháng, giết không tha. Rồi sau đó, lại gặp vậy Thương Khôn đạo nhân lạnh lùng nói. Nghe vậy, gần như tất cả Vân Long Sơn, Hồng Sư Động Liên Hiệp Đại Quân đội ngũ đều là cả người run lên, ánh mắt hiện ra làm nhục cùng nín vẻ. Bất quá, trong bọn họ nhưng không có mấy người dám phản kháng, cũng ngoan ngoãn, đàng hoàng từ phong tu vi, chờ bị tống giam. Rồi sau đó, một đám, mấy trăm cái như lang như hổ Minh Thần Động tu sĩ chen nhau lên, đem bọn họ hết thảy mang đi. Tốt lắm, trở về đi thôi. Thấy tình cảnh này, Thương Khôn đạo nhân mở miệng nói. Xoay người lại Minh Thần Động bên trong động phủ, thấy tình cảnh này, Thiết Nhất Đẳng Tám Đại Thiết Vệ vậy không chậm trễ chút nào, đi theo lên.
chỉ để lại cách đó không xa những người xem náo nhiệt kia, còn lõm sâu ở nồng nặc rung động trong, thật lâu không cách nào tỉnh hồn, khó mà tự kiềm chế. Dẫu sao, một ngày này, Vân Long Sơn, Hồng Sư Động liên hiệp đại quân vây công Minh Thần Động. Một ngày này, luyện khí tầng 9 cao cấp cao thủ Hồng Sư Đạo Nhân, Lạc Bàng, Tần Liệt Phong đều đã đích thân tới. Khiếp sợ chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong. Một ngày này, Khúc Khuỷu, kinh người nghe, đảo Thương Lam lớn đảo chủ Thương Khôn Đạo Nhân lại có thể tự mình xuất hiện, còn động thủ, đứng ở Minh Thần Động bên này, tự mình đem vậy Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, Chu Long chém chết, cùng Vân Long Sơn kết làm huyết cừu. Một ngày này, loại này quy mô và đẳng cấp đại chiến gần 10 năm không có. Hôn thiên ám địa, làm người ta rung động. Một ngày này, chu vi mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi trực tiếp là nhấc lên bão lớn. Này, đút ngươi cửa có nghe nói không? Phát sinh chuyện lớn. Nói nhảm, dĩ nhiên nghe nói. Ngươi nói nhưng mà Minh Thần Động bên ngoài chàng đại chiến kia. Không sai, thật không nghĩ tới, Thương Khôn Đạo Nhân lại là vậy Minh Thần Động phía sau màn người điều khiển. Lúc này, Vân Long Sơn và Hồng Sư Động cũng trồng có chút sâu hà. Đúng vậy, Chu Long chết cũng được đi. Có thể vậy Lạc Bàng, Tần Liệt Phong, đây chính là Vân Long Sơn năm đại hộ pháp trưởng lão một trong. Lúc này Thương Khôn Đạo Nhân có thể coi như là cùng Vân Long Sơn kết huyết hải thâm cừu, không chết không thôi. Chẳng qua là, ta làm sao nghe nói vậy Thương Khôn Đạo Chủ, nói đúng hắn là Minh Thần Động người, mà không phải là Minh Thần Động đứng đầu. Ngươi ngu si sao, nếu là phía sau màn người điều khiển, vậy coi như là bây giờ bại lộ, lời xã giao vậy vẫn là nhất định phải nói à. Nếu không, người lấy là vậy Minh Thần Động bên trong vẫn có thể cất giấu một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Không sai, nếu là vậy Thương Khôn Đạo Chủ không phải phía sau màn người điều khiển mà nói, chứ trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, còn có người nào tư cách? Chẳng qua là, vậy cũng có thể sao? Chu vi mấy trăm gần ngàn dặm trong phạm vi nhấc lên bão lớn, tất cả mọi người đều bàn luận sôi nổi. Không có biện pháp. Như vậy sự kiện lớn ở phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong phạm vi thật sự là gần 10 năm không có. Hơn nữa, điểm chính là Vân Long Sơn và Hồng Sư Động còn ăn lớn như vậy thua thiệt, sao có thể sẽ nguyện ý thiện bày làm huề. Đến lúc đó, sợ rằng lại sẽ có một vòng mới động đất đem cuộn sạch bọn họ mảnh đất này à. Bất quá cái này ngoại giới chấn động lại không có ảnh hưởng đến Minh Thần Động nội bộ. Ba ngày sau, Trần Phi xuất quan. Lúc này mới biết ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này, bên ngoài rốt cuộc lại xảy ra nhiều như vậy, chuyện lớn như thế tình. Chủ nhân, những cái kia Hồng Sư Động, Vân Long Sơn Liên Hiệp Đại Quân nên xử lý như thế nào? Minh Thần Động trong đại điện, Thiết Một rất cung kính hỏi. Để cho bọn họ đem trên người bảo bối lưu lại, sau đó liền cũng thả đi. Nhiều người như vậy nhốt ở chúng ta nơi này, vậy vẫn có chút nhiều. Trần Phi sờ cằm một cái, híp mắt nói. Trước bên ngoài nháo được như thế lợi hại, cũng lại có thể không ảnh hưởng đến hắn ở động phủ chỗ sâu trong mật thất bế quan. Tổng thể là bởi vì là, hắn trước là mò tới một ít bước vào nhân trận tầng 4 trận pháp sư cảnh giới đầu mối, sau đó sâu hõm vào, không chịu ngoại giới quấy nhiễu, linh đài chấn tĩnh, chuyên tâm dồn trí, lúc này mới ở nơi này mới vừa đột phá đến luyện khí tầng 7 đỉnh cấp cảnh giới sau. Trận pháp sư tu vì vậy đi theo thành công đột phá đến nhân trận tầng 4. Đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là một tin tức tốt. Ý nghĩa thực lực lại tiến thêm một bước tổng hợp tăng trưởng. Ta biết, nghe vậy, Thiết một chút điểm, lui xuống. Thấy tình cảnh này vậy Thương Khôn Đạo Nhân con mắt hơi nhanh tránh, đứng dậy chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân, tuy nói chúng ta bởi vì là có thuộc hạ ra tay, mà coi như là đại hoạch toàn thắng, có thể cũng coi là đem vậy Hồng Sư Động và Vân Long Sơn cũng đắc tội chết. Cứ như vậy mà nói. Chúng ta sau này có thể liền còn cần hơi chú ý một chút. Đúng vậy, vậy Hồng Sư Động khá tốt, có thể vậy Vân Long Sơn dù sao cũng là có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ, không thể không kiêng kỵ à. Nghe vậy, vậy Thiết Một cũng là không nhịn được mở miệng phụ họa nói. Nghe được cái này Trần Phi ở trong mắt vậy hiện ra lau một cái tán đồng thần sắc. Lấy hắn hiện nay thực lực, cái gì đó Hồng Sư Động quả thật đã không có áp lực gì, có thể vậy Vân Long Sơn. Có một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả chấn giữ, đây mới thật sự là chuyện phiền toái tình. Dẫu sao, coi như là chính hắn, bây giờ cũng không đối phó được một vị trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Sợ rằng vậy Thương Khôn Đạo Nhân, cũng giống như vậy. Không, ta muốn nói hẳn kiêng kỵ,
không phải Vân Long Sơn, mà là Hồng Sư Động. Có thể ngoài dự đoán của mọi người, vậy Thương Khôn đạo nhân nhưng lắc đầu một cái, như vậy mở miệng. Trực tiếp là làm Thiết Nhất Đẳng người hơi ngây ngẩn. Thương Khôn đại nhân, ngươi lời này, là ý gì? Vậy Hồng Sư Động, có cái gì tốt kiêng kỵ? Thiết Ba không khỏi nghi ngờ nói. Đúng vậy, Thương Khôn, chẳng lẽ Hồng Sư Động, là có cái gì chúng ta không biết bối cảnh, hoặc dựa vào? Trần Phi lúc này cũng có chút nổi lên nghi ngờ, còn không nhịn được nhíu mày, hỏi. Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy sợ rằng sẽ có chút phiền toái. Đúng vậy, chủ nhân, lúc đầu trước khi tới ta cũng không biết, nhưng sau đó nhưng từ vậy Hồng Sư đạo nhân trong miệng biết được. Các người hẳn đều biết Hồng Sư Động còn có một hai động chủ, tên là Vân Sư đạo nhân chứ. Thương Khôn đạo nhân mở miệng. Ừ, biết, vậy Thiết Một gật đầu một cái, nói, nhắc tới, vậy Vân Sư đạo nhân vậy hình như là vị yêu thú cấp 2 hậu kỳ cao thủ, bàn về sức chiến đấu, so với vậy Hồng Sư đạo nhân thiếu chút nữa, bất quá, hắn những năm gần đây nhất đều đã không ló đầu qua, cảm giác giống như, biến mất. Không phải biến mất, mà là bị người bắt đi. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu một cái, nói. Bắt đi, Trần Phi sững sốt một chút, vậy Thiết Nhất Đẳng người nghe vậy cũng có chút sững sốt. Bị bắt đi, đây là ý gì? Là như vậy, vậy Thương Khôn đạo nhân trải đầu sửa lại mình một chút suy nghĩ, kết hợp mình mấy ngày nay điều tra được đồ, nhắm nhắm mắt tình, lại mở ra, nói, Hồng Sư Động hai động chủ Vân Sư đạo nhân trước phát hiện một nơi cổ mộ huyệt, hẳn là đã từng một vị trúc cơ chân nhân cảnh cái trước lưu lại. Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng là, sau đó nghe nói hắn nhưng ở nơi đó lại đụng phải một đội khác đội ngũ, đối phương đến từ thành U Lang. Đến từ thành U Lang, Trần Phi con người tinh mang nhanh tránh. Đúng vậy, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, lại nói, vậy khác một đám người nghe nói là đến từ thành U Lang Nhan Chân Phái, hắn dẫn đầu người, lại là Nhan Chân Phái Nhan Chân Thất Tử một trong màn đêm đại nhân tự mình, Dạ Thanh. Nói đến đây vậy Thương Khôn đạo nhân hơi dừng lại một chút, lại nói, vậy Vân Sư đạo nhân tự nhiên không phải Dạ Thanh đám người địch thủ, mộ huyệt ở giữa bảo bối bị đối phương cướp không còn một mống, không chỉ có như vậy, vậy Dạ Thanh tựa hồ vậy còn nghĩ Vân Sư đạo nhân coi trọng, cuối cùng, đem thu là thú cưỡi. Vậy Vân Sư đạo nhân bị thành U Lang Nhan Chân Phái Nhan Chân Thất Tử trong màn đêm đại nhân thân tử, Dạ Thanh đại nhân thu là thú cưỡi. Cái này, nghe vậy. Vậy Thiết Một đám người trên mặt thần sắc chợt thay đổi mấy lần, có chút bối rối. Mặc dù, bọn họ thật ra thì cũng không nhận ra, cũng không biết vậy cái gọi là màn đêm, Dạ Thanh đại nhân rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, là bực nào tầng thứ mạnh mẽ tồn tại. Có thể thành U Lang, có thể Nhan Chân Phái, có thể Nhan Chân Thất Tử những thứ này tiếng tăm lừng lẫy danh từ, bọn họ nhưng cũng là như sấm bên tai. Lão đã sớm biết hắn uy danh. Nhan Chân Phái. Thành U Lang thế lực cao cấp một trong, thậm chí so Bùi gia chủ nhà cũng còn lợi hại hơn, nghe nói còn có trúc cơ chân nhân cảnh cường giả đỉnh phong chấn giữ, như vậy có thể gặp một ban. Mà vậy Nhan Chân Thất Tử, chính là vậy Nhan Chân Phái mỗi một đời lợi hại nhất, tột cùng nhất 7 người. Sức chiến đấu vô cùng, có thể nói quỷ tài. Lại hiện đảm nhiệm Nhan Chân Thất Tử chính giữa, cảnh giới tu vi nhỏ yếu nhất người kia, sợ rằng cũng đã là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên. Chỉ là đời này người cũng đã lợi hại đến loại trình độ đó, chứ nói chi là thế hệ trước, đừng nói toàn bộ Nhan Chân Phái. Nói tóm lại, chỉ sợ cũng coi như là mấy chục Tử Viêm cung cộng lại, cũng không gặp được có thể so qua vậy Nhan Chân Phái, mà bây giờ, vậy Vân Sư đạo nhân lại có thể tìm được như vậy to lớn núi dựa. Cái này, tựa hồ có chút phiền toái. Vậy Nhan Chân Phái là lai lịch gì, còn có vậy Nhan Chân Thất Tử, vậy là cái gì? Cho ta cẩn thận nói một chút đi, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng nói. Hắn là người ngoại lai, hiển nhiên cũng chưa có nghe nói qua Nhan Chân Phái và Nhan Chân Thất Chết đại danh. Chủ nhân ngươi không biết, nghe vậy Thương Khôn đạo nhân ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại có thể liền đại danh đỉnh đỉnh Nhan Chân Phái, cùng với Nhan Chân Thất Tử, cũng không biết. Bất quá hắn vẫn là rất mau bừng tỉnh, giải thích. Nguyên lai là như vậy à? Thành U Lang thế lực cao cấp. Vậy nếu là như vậy, vậy Hồng Sư đạo nhân thì không nên như vậy thả hắn đi. Nghe vậy, Trần Phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm đứng lên, nói. Là thuộc hạ ta không làm tròn bổn phận, còn xin chủ nhân trách tội. Nghe vậy Thương Khôn đạo nhân nhất thời ánh mắt rét một cái, đứng dậy quỳ một chân, mở miệng nói.
đứng lên đi, chuyện này cũng không trách ngươi, chẳng qua là bởi vì là thực lực của chúng ta bây giờ quá yếu mà thôi, nếu không, coi như là vậy Nhan Chân phái, Nhan Chân thất tử, thì có thể làm gì? Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Hắn bây giờ càng leo lên, lại càng là cảm giác tới trong tay rất là không có sức. Giống như núi cao còn có núi cao hơn, vĩnh không chỉ một dạng. Nghĩ tới đây, Trần Phi say trước khóe miệng lắc đầu cười một tiếng, lại mở miệng nói chuyện này ta biết. Hồng Sư Động bên kia, trước hết tạm thời đừng để ý nó, trước xem Vân Long Sơn bên kia chuẩn bị làm sao ra tay đối phó chúng ta đi. Vậy Vân Long Sơn, ở bọn họ Minh Thần Động cửa động phủ trước chết nhiều người như vậy, nín hạ khẩu khí này mới là lạ. Ừ. Vậy Thương Khôn đạo nhân cùng với Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ cũng gật đầu một cái. Rồi sau đó, vậy Thương Khôn đạo nhân do dự một chút, lại bắt đầu cắn răng, mở miệng nói, chủ nhân, ta bên này, còn có chuyện muốn bẩm báo ngươi một chút. Chuyện gì, nói đi, Trần Phi mở miệng hỏi. Là liên quan tới Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch chuyện bên kia. Ta có thể hay không để cho một mình vào đây, Thương Khôn đạo người nói. Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch bên kia. Trần Phi ngẩn người, gật đầu nói, được rồi, ngươi để cho hắn vào đi. Nghe được cái này, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, hướng vậy bên ngoài đại điện truyền âm đi. Một lát sau, liền gặp một vị mặt đầy bụi đất màu xanh da trời, quai hàm vô cùng là hắc bào thùng thình tu sĩ, một mặt khẩn trương đi vào. Chẳng qua là ở thấy người kia sau đó, Trần Phi sắc mặt nhưng hơi đổi một cái. Bởi vì là vậy xanh mặt. Quai hàm vô cùng là hắc bào thùng thình tu sĩ, không phải người khác, chính là trước và hắn nháo được thật không tốt đảo Thương Lam nhị đảo chủ, Lam Kình lão nhân. Bất quá coi như hắn trong lòng bây giờ mặt nhưng thật ra là có chút mất hứng, nhưng là, hắn vẫn là không có nói thẳng ra, chẳng qua là mặt không cảm giác, không lên tiếng. Mà ở thấy tình cảnh này, thời khắc quan sát Trần Phi sắc mặt Thương Khôn đạo nhân lúc này cũng không nhịn được khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Trần Phi hiện vào lúc này không có mở miệng nói muốn đuổi người đi, vậy liền coi là không tệ tin tức tốt. Lam Kình gặp qua Trần Động Chủ, vậy Lam Kình lão nhân hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngoài mặt như cũ vẫn còn cung kính, hướng Trần Phi chắp tay khom lưng nói. Thấy tình cảnh này, vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ mặc dù trong lòng một hồi chết lặng, nhưng vẫn là không nhịn được chắc lưỡi hít hà. Trong lòng rung động không dứt. Phải biết. Đây chính là đảo Thương Lam nhị đảo chủ Lam Kình lão nhân à. Liền Vân Long Sơn trưởng giáo Hắc Phong Tử cũng dám đuổi giết, ở bọn họ phạm vi này mấy trăm gần ngàn bên trong cũng là nổi danh lòng dạ ác độc, coi trời bằng vung, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ chính là như vậy một vị nhân vật hung ác mà, nhưng lại có thể ở bọn họ mặt chủ nhân trước, ngoan được cùng con mèo nhỏ mà tựa như được. Người nói loại rung động này một màn, bọn họ không chắc lưỡi hít hà mới là lạ. Ừ, Trần Phi thật ra thì cũng không phải như vậy nhớ thù người, nhiều lắm là cũng chính là có chút thích mềm không thích cứng. Bây giờ Lam Kình lão nhân đối với hắn thái độ tốt như vậy, hắn dĩ nhiên vậy lười được bưng nắm cái gì. Ngay sau đó, nhàn nhạt gật đầu sau đó, Trần Phi lại nhìn hướng Thương Khôn đạo nhân hỏi, bây giờ có thể nói là chuyện gì chứ? Cùng hắn có quan hệ. Trần Phi chìa tay ra, chỉ Lam Kình lão nhân. Chủ nhân, là như vậy. Thương Khôn đạo nhân không trả lời, mà là ngoài ra nói trước, Hồng Sư Động, Vân Long Sơn ồ ạt tấn công chúng ta Minh Thần Động động phủ Sơn Môn, thật ra thì vậy Hồng Sư Động vậy còn phân binh hai đường, phái ra hai cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, cùng với một cái luyện khí tầng 9 cao thủ, đánh lén Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch. Còn có loại chuyện này, nghe vậy, Trần Phi trong ánh mắt kia nhất thời hiện ra lau một cái mũi nhọn vẻ. Theo bản năng trở nên có chút lạnh run. Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch. Hắn liền chỉ phái một cái mông nhất đi canh giữ, nhưng bây giờ, nếu là thật có hai cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, và một cái luyện khí tầng 9 cao thủ đi kỳ tập công đánh, làm sao có thể bị được? Đúng vậy, Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, nhìn một cái vậy còn ở khom người Lam Kình lão nhân, gỡ vuốt dịch thấu trong suốt râu dài, lại mở miệng nói, bất quá, Lam Kình hắn trước lại tựa hồ như có chút đoán được đối phương điểm nhỏ này tâm tư, vậy đi theo trước thời hạn ngồi xổm thủ ở nơi đó. Đem vậy đi trước kỳ tập Hồng Sư Động đội ngũ một lưới bắt hết, đem toàn quân chết hết. Là như vậy, nghe được cái này, Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lam Kình lão nhân, lại gặp lại trong mắt đối phương liếc trộm hướng Thương Khôn đạo nhân trong ánh mắt vẻ cảm kích, không khỏi trong lòng sáng tỏ đứng lên. Nhàn nhạt nói,
Trần động chủ, đây là vậy kỳ tập Hắc Huyền Đồng Tinh Quặng Mỏ ba người cầm đầu. Thi thể đều ở đây cái này. Vậy Lam Kình lão nhân lúc này vậy mở miệng nói. Rồi sau đó liền gặp vung tay lên, ba cổ thi thể từ hắn trong túi đựng đồ bay ra. Rơi xuống đất. Là Hồng Sư Động vậy mấy trưởng lão. Vừa thấy được vậy trên đất ba cổ thi thể tướng mạo, Thiết Nhất Đẳng người liền lập tức nhận ra được. Hiển nhiên, bọn họ trước kia cũng không thiếu và đối phương giao tiếp. Dĩ nhiên nhận được. Hầm mỏ bên kia là tình huống gì? Mông nhất bọn họ đâu? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi khẽ gật đầu một cái, lại nói. Hồi bẩm chủ nhân, Hắc Huyền mỏ đồng động bên kia, ta và Thiết Một trước ở nhận được tin tức sau đó, lại phái ra hai đội tinh anh đội ngũ đã qua trấn thủ. Một khắc sau, chỉ cần không phải có luyện khí tầng 9 cao thủ tự mình dẫn đội đã qua trấn thủ, liền sẽ không có bất kỳ vấn đề. Vậy Thương Khôn đạo người nói. Rồi sau đó lại tiếp tục, ngoài ra, bởi vì là Lam Kình xuất hiện tương đối kịp thời, là ở bên kia trước thời hạn canh chừng, cho nên hầm mỏ bên kia tạm thời không có người nào nhân viên thương vong. Vậy thì tốt, Trần Phi gật đầu một cái, lại nhìn hướng vậy Lam Kình lão nhân, nói như vậy, lần này thật là phải cảm ơn Lam Kình đảo chủ trưởng nghĩa ra tay. Nơi nào, phải. Vậy Lam Kình lão nhân vội vàng khiêm tốn, rồi sau đó cắn răng. Ở Thương Khôn đạo nhân ánh mắt tỏ ý xuống, vội vàng lại mở miệng nói, Trần động chủ, trước có chút xúc phạm, là ta Lam Kình có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy tha thứ. Một gõ chuyện quy nhất gõ, ta người này, thật ra thì không như vậy nhớ thù. Trần Phi đem cắt đứt, nhàn nhạt nói. Ừ, Lam Kình lão nhân gật đầu một cái, lại cắn răng, nói, Trần động chủ, không biết ngài bên này, còn có thiếu hay không thiếu một cái An Tiền Mã Hậu thuộc hạ. Nếu là ngài không chê, ta Lam Kình, muốn từ bây giờ về sau, đi theo với ngươi. Cái gì? Lời vừa nói ra, vậy Thiết Nhất Đẳng tám đại thiết vệ trực tiếp là trợn mắt hốc mồm, trong lòng ùm cuồng nhảy cỡn lên. Nhìn về Lam Kình lão nhân, lại nhìn mặt không cảm giác Trần Phi, tâm tình đó, thật là không cách nào hình dung. Này, xin nhờ, đây chính là yêu thú cấp 2 hậu kỳ đỉnh cấp cảnh giới đảo thương Lam nhị đảo chủ. Lam Kình lão nhân, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể chính miệng nói muốn là chủ nhân An Tiền Mã Hậu. Cái này, đây cũng quá ngạo mạn chứ. Trong nháy mắt, tám đại thiết vệ các người nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy sùng bái. Làm trò đùa, bọn họ lại không ngốc, coi như là phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không tư cách muốn cho Lam Kình lão nhân chính miệng nói ra, muốn là hắn An Tiền Mã Hậu. Làm hắn nô bộc chứ. Đây quả thực, thật là quá ngạo mạn, không phải sao. An Tiền Mã Hậu người, ta thật ra thì không hề thiếu. Bất quá, ngươi nếu là thật muốn đi theo ta, làm ta nô bộc mà nói, có ngươi trước phần kia đầu danh trạng, ta ngược lại là có thể cho ngươi cơ hội này, bất quá, ngươi vẫn là mình nghĩ rõ ràng đi. Nếu muốn làm ta nô bộc mà nói, nhưng là sẽ bị ta ở yêu đan lên bầy cấm chế. Nghe nói như vậy. Trần Phi ngược lại cũng chưa nói bưng đỡ, mà là rất thẳng thừng nói. Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình lão nhân cái này hai người nguyên bổn chính là cùng nhau. Nếu đã thu một cái, dĩ nhiên cũng không thiếu lại đem một cái khác vậy nhận lấy tới. Còn xin chủ nhân ở ta yêu đan lên bầy cấm chế. Từ bây giờ về sau, ta Lam Kình định là chủ nhân vào nơi dầu sôi lửa bỏng, ở không tiếc. Vậy Lam Kình lão nhân cũng là quả quyết, nghe vậy. Lại trực tiếp đem mình yêu đan thả ra rồi. Ông, một viên mượt mà vô cùng yêu đan, tản ra biển sâu vậy làm người ta hít thở khó khăn khủng bố áp lực, quanh quẩn ở đó trong đại điện. Coi như là Thiết Nhất Đẳng người, hiện nay đã xưa không bằng nay, vậy vẫn là cảm thấy cả người hết sức khó chịu. Trần, thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng sẽ không nói nhảm, vung tay lên một cái, năm ngón tay nặn ra một đạo huyền diệu cực kỳ ấn quyết, coi như là trận kinh không vậy nhìn không hiểu. Làm vậy linh khí cùng trận quang giao hội tới một chỗ thời điểm, huỳnh huỳnh tỏa sáng, hóa là cổ xưa kiểu chữ, tản ra phong cách cổ xưa, già nua dấu vết, bay đến vậy Lam Kình lão nhân yêu đan lên. Hừ, nhất thời, vậy Lam Kình lão nhân cả người mãnh liệt run rẩy, sắc mặt do đỏ thắm đến tái nhợt, sau đó sẽ dần dần chuyển hướng đỏ thắm. Như vậy ít nhất nửa nén hương sau đó, vậy Lam Kình lão nhân cả người run rẩy rốt cục thì dừng lại. Cùng lúc đó, hắn lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là theo bản năng vậy, không tự chủ được mang theo một tia kính sợ. Và phát ra từ nội tâm run rẩy.
thuộc hạ Lam Kình, bái kiến chủ nhân. Rồi sau đó, liền gặp vẫy Lam Kình lão nhân quỳ một chân trên đất, hướng Trần Phi hành đại lễ nói. Mà bây giờ, hắn thân phận, cũng đã từ đảo thương Lam nhị đảo chủ, biến thành là Trần Phi thuộc hạ, nô bộc. Bất quá, trong lòng của hắn lại tựa hồ như cũng không hối hận. Ngược lại, còn khó hiểu cảm thấy vẻ kích động, và nhiệt huyết sôi trào. Lam Kình, người canh chừng Hắc Huyền Đồng Tinh Quáng Mạch có công, ta cũng không muốn hẹp hòi cái gì, như vậy đi, lần này coi như là hợp chung một chỗ, cho ngươi cái lễ ra mắt đi. Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn vung tay lên, một bụi đất tối sầm hai đạo ánh sáng mang liền trực tiếp là từ trong cơ thể hắn túi đựng đồ, nhưng thật ra là cách thật trong lò mặt lao ra, rơi xuống Lam Kình lão nhân trước mặt. Phốc suy hai tiếng. Vậy hai món bọc ở hai phòng vật phẩm bên ngoài bụi đất quang, hắc quang trực tiếp nổ tung, lộ ra chân tướng trong đó. Cuối cùng một chuôi cánh tay lớn nhỏ màu xám đen lưỡi rìu. Còn có một khối giống như là lưỡi khoan vậy nghiên mực. Nhưng mà, và thông thường lưỡi rìu cùng nghiên mực bất đồng, hai món đồ này, nhưng ở vào giờ phút này tản ra làm người ta trong lòng run rẩy khí tức kinh khủng. Cực kỳ cường hãn. Mà loại cảm giác đó, cái loại đó cảm giác bị áp bách. Đừng nói là thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ, coi như là Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình lão nhân, lúc này cũng có chút sững sốt. Rồi sau đó, vậy con ngươi trực tiếp là có chút hơi teo lại tới. Cái này, chủ nhân, đây là thượng phẩm pháp khí. Vậy Lam Kình lão nhân liếm môi một cái, có chút kích động nói. Không có biện pháp, đừng xem Thương Khôn đạo nhân ủng có thượng phẩm pháp khí Bích Quang Trúc, có thể vậy nhưng là vận khí ở giữa vận khí. Căn bản đừng nghĩ sao chép, cho nên nói, hắn Lam Kình dĩ nhiên là không có loại này trọng bảo. Nếu không, hắn năm đó lại làm sao sẽ kém điểm bị vậy Ngọc Đàn lão nhi giết chết. Coi như là, cũng không tính là, hai món đồ này nguyên bản đều là tương đối tốt thượng phẩm pháp khí, chẳng qua là, càng về sau bởi vì là một chút duyên cớ, tổn thất đến căn nguyên khí, uy có thể có chút ngã xuống, cho nên, hẳn muốn so với Thương Khôn trong tay vậy Bích Quang Trúc thiếu chút nữa. Trần Phi nói đến đây hơi dừng một chút, lại mở miệng nói, bất quá thích hợp nhất mình, mới là tốt nhất, hai món đồ này, ngươi tùy tiện chọn một kiện, hẳn so với kia Bích Quang Trúc ở trong tay ngươi, càng thêm lợi hại. Bích Quang Trúc có lực lượng, nhiều hơn là nghiêng về với mềm, nghiêng về với liên miên bất tuyệt lôi kéo, cái này vừa vặn thích hợp Thương Khôn đạo nhân con đường, nhưng đối với thói quen liền cương mãnh Lam Kình lão nhân mà nói, nhưng là nam vườn cánh bắc, không có ở đây một con đường chết lên. Không sai, thích hợp mình mới là tốt nhất. Động chủ, cái này hai kiện thượng phẩm pháp khí, ta thật có thể tùy tiện chọn một kiện. Vậy Lam Kình lão nhân nghe vậy cũng là lập tức phụ họa nói, rồi sau đó lại có chút kích động chần chờ. Không có biện pháp, làm trò đùa, vậy thượng phẩm pháp khí tới làm ban thưởng, ở bọn họ cái này ưng giản hạp quê nghèo vùng đất hoang, ai có thể có lớn như vậy bút tích. Nằm mơ còn không sai biệt lắm. Cho nên Lam Kình lão nhân hắn bây giờ. Thật ra thì vẫn là có chút mơ mơ màng màng, cảm giác không chân thật. Dĩ nhiên, có hắn loại cảm giác này thật ra thì vậy không chỉ có chẳng qua là hắn một người. Liền tỷ như vậy thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ các người, bọn họ bây giờ cái nào không phải một cái sắc mặt đờ đẫn dáng vẻ. Thật là không cách nào tưởng tượng. Vậy, đây chính là thượng phẩm pháp khí à, liền liền Vân Long Sơn vị kia trúc cơ chân nhân cảnh cường giả, Ngọc Đàn đạo nhân nghe nói cũng không có, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi nhưng trực tiếp là vẫy tay lấy ra hai kiện, để cho Lam Kình lão nhân tùy tiện chọn. Cái này, trong nháy mắt, thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ trong lòng nhiệt huyết sôi trào, kích động đến trình độ cao nhất. Bởi vì là, làm trò đùa, bọn họ lại không ngốc, liền Lam Kình lão nhân cái này về sau cũng có thể bắt được như vậy to lớn ban thưởng, bọn họ những nguyên lão này, nhóm đầu tiên thành là Trần Phi nô bộc người, Trần Phi lại làm sao sẽ đối với bọn họ keo kiệt. Bên nặng bên nhẹ. Bót, vậy Thương Khôn đạo nhân cũng là rất nhanh kịp phản ứng, cầm Bích Quang Trúc ở vẫn còn ở một mặt thần sắc kích động Lam Kình lão nhân trên đầu gõ một cái, một bên nháy mắt, vừa nói, chủ nhân để cho ngươi chọn, ngươi liền dứt khoát điểm, nhanh lên chọn, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Là. Vậy Lam Kình lão nhân mặc dù bị đánh một cái, nhưng vẫn là kích động vạn phần, hướng Trần Phi lại, dè đặt, nói, chủ nhân kia, ta liền chọn. Chọn đi, bất quá, chỉ có thể chọn như nhau. Trần Phi gật đầu một cái, cười nói. Ta rõ ràng.
chỉ có thể chọn như nhau. Vậy Lam Kình lão nhân lập tức gật đầu một cái, đem ánh mắt dừng lại ở vậy lưỡi rìu cùng tàn thuốc phía trên. Cau mày, bắt đầu rơi vào trầm tư. Bản thể hắn chính là một đầu đất liền cự kình, hơn nữa thiên tính như vậy, cho nên, đi con đường chính là, một con đường đi tới hắc cương mãnh. Lực lượng. Hắn thân xác cường độ còn có lực lượng, ít nhất là vậy thương khôn đạo nhân gấp đôi trở lên. Cho nên, hắn bây giờ thật ra thì cũng có chút rơi vào lưỡng nan. Bởi vì là vậy lưỡi rìu, và vậy nhìn giống như là cục gạch nghiên mực, thật giống như và hắn đi con đường cũng gắng gượng tương cận. Cuối cùng, hắn do dự hồi lâu, vẫn là đem cánh tay kia lớn nhỏ màu xám đen lưỡi rìu bắt được. Không bởi vì là cái gì, liền bởi vì làm cho này lưỡi rìu hắn nhìn như thật giống như càng thuận mắt một ít. Chủ nhân, vậy ta thì phải cái này lưỡi rìu. Cảm ơn chủ nhân ngài dày ban cho. Chọn lựa xong mong muốn thượng phẩm pháp khí sau đó, vậy Lam Kình lão nhân lại quỳ một chân trên đất, nói cảm tạ. Cảm ơn cũng được đi. Ta nói qua, ta người này hạng nhất thưởng phạt phân minh, chỉ cần ngươi có công, ta dù sao tuyệt đối sẽ không keo kiệt cái gì. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, lại đang nói đến, được rồi, giải tán đi, thiết một, mấy người các ngươi cùng ta tới một chút, ta đang dạy các người một cái trận pháp, học sau đó, các người đi hắc huyền đồng tinh quáng mạch trông nom, để ngừa vạn nhất. Nghe vậy thấy vậy, vậy thương khôn đạo nhân cùng Lam Kình lão nhân liền vội vàng lui ra ngoài. Mà thiết nhất đẳng tám đại thiết vệ, thì đi theo Trần Phi rời đi. Gần nửa ngày sau đó, có một đám người bí mật từ vậy Minh Thần Động đi ra, đi liền vậy hắc huyền đồng tinh quáng động đất. Ưng Giản Hạp cánh bắc bên trong khu vực, Hồng Sư Động nào đó tỏa bí mật trong đại điện, Hồng Sư đạo nhân đắt tiền ở mờ tối bàn xà trên ghế gỗ, nghe trước mặt, một cái quỳ xuống đất tu sĩ bẩm báo. Phịch! Nhưng đột nhiên, vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt nhưng biến đứng lên, tay hung hăng vỗ một cái, vậy bàn xà chiếc ghế gỗ tay nhờ trực tiếp là nổ tung rách, hóa là bột. Ngươi nói gì? Ngươi nói Hàn Hạt, Châu Mang Sơn bọn họ chết hết. Tung tích hoàn toàn không có. Vậy Hồng Sư đạo nhân hai tròng mắt phun lửa, vô cùng dữ tợn nói. Đúng vậy, động chủ đại nhân. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng không biết hắc huyền mỏ đồng động bên kia chuyện gì xảy ra, nhưng mà Hàn trưởng lão, Châu trưởng lão bọn họ, chúng ta đã hoàn toàn không liên lạc được. Vậy quỳ xuống đất người dáng vẻ run rẩy nói, thanh âm lộ ra sợ hãi. Không liên lạc được, không liên lạc được vậy phải các người có ích lợi gì? Đi chết đi cho ta. Nghe vậy vậy Hồng Sư đạo nhân trực tiếp là hung tướng lộ ra, hơn nữa dữ tợn. Khoát tay, liền trực tiếp là nhanh như thiểm điện hướng vậy quỳ xuống đất chi đầu người đập xuống. Phịch, chỉ nghe được một tiếng rên, vậy quỳ xuống đất chi đầu người trực tiếp là bị giống như là dưa hấu vậy đập ra. Lúc này máu tươi bão táp, nhuộm đỏ mặt đất, cảnh tượng kinh người. Châu Mang Sơn, Hàn Hạt, Minh Thần Động, các người thật là lấn hiếp người quá đáng. Vậy Hồng Sư đạo nhân cả người trên dưới bị dính vào máu tươi, đôi mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi, gương mặt vô cùng dữ tợn. Vậy tiếng gầm gừ đơn giản là giận dữ tới cực điểm, mang vô cùng sát ý, ở nơi này lạnh như băng, mờ tối trong đại điện vang lên. Chỉ gặp vậy Hồng Sư đạo nhân hai mắt đỏ như máu, cả người yêu khí sôi trào đến tựa như là thực chất vậy, kinh người vô cùng. Hiển nhiên, hắn là thật không nghĩ tới, Minh Thần Động cửa động phủ bên ngoài bên này thảm bại cũng được đi, liền liền hắn chia binh hai đường, phái ra kỳ tập hắc huyền mỏ đồng động Hàn Hạt các người, bây giờ vậy chết hết. Phải biết bọn họ mang đi đội ngũ, nhưng mà bọn họ Hồng Sư Động chân chính tinh nhuệ. Chớ nói chi là còn có Hàn Hạt, Châu Mang Sơn cùng chính bọn họ. Hai cái luyện khí tầng 8 đỉnh cấp, một cái luyện khí tầng 9, đối với bọn họ Hồng Sư Động mà nói. Không thể nghi ngờ là thiên tổn thất lớn, khó mà tiếp nhận. Ha ha, xem ra vậy Minh Thần Động hắc huyền mỏ đồng mạch là thật cất giấu có bí mật gì. Hồng Sư, ngươi lần này thật đúng là tiền mất tật mang à, ha ha, ha ha ha. Một đạo tiếng cười âm lãnh đột nhiên nghĩ tới, làm vậy Hồng Sư đạo nhân đột nhiên biến sắc. Đại điện này bên trong, lại còn có những người khác. Là ai? Trong đại điện bỗng nhiên ở giữa đổi được yên lặng như tờ. Hồi lâu sau đó, mới gặp vậy Hồng Sư đạo nhân ra mặt thượng thần sắc hung hăng run lên, yêu khí cuồn cuộn, uy thế mãnh liệt, ánh mắt hung ác đảo qua u ám bên trong đại điện, lạnh giọng nói, là ai, có bản lãnh, cho lão phu cút ra đây. Lén lén lút lút coi là cái gì? Theo Hồng Sư đạo nhân cả đời này giữ tợn hàn tiếng vang lên,
trong đại điện, cơ hồ lại một lần nữa lâm vào yên tĩnh không tiếng động chính giữa. Khặc khặc, lén lén lút lút, Hồng sư, xem ra ngươi thật lấy là ngươi vẫn là vậy không bị thương trước à? Dám nói với ta như vậy nói, ngươi tin không tin, ta bây giờ là có thể một cái tay đem đầu ngươi vặn xuống. Để cho ngươi bên ngoài những đồ tử đồ tôn kia xem. Yên tĩnh kéo dài hồi lâu, đại điện bóng mở chỗ, một đoàn hắc phụ đột nhiên quỷ dị hiện lên, chợt quanh quẩn tại đại điện trong, tiếng cười quái dị từ trong truyền ra. Sau đó chính là có một đạo thân ảnh già nua chậm rãi xuất hiện. Chỉ gặp vậy chậm rãi đi ra bóng người già nua lại là da phơi bầy màu xám xanh, răng khắp nơi, huỳnh huỳnh tỏa sáng, giống như là loại rắn lân mảnh vậy, cho người cảm giác trong lòng giống như là trắng mịn tinh tế. Có một loại da đầu tê dại kinh ngạc cảm, cùng với trong lòng có chút mặt không thoải mái. Lại xem hắn cặp mắt kia, vậy hình như là giống như rắn đồng vậy đếm cạnh yêu dị, lóe lên băng hàn sắc thái, lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn chăm chú Hồng sư đạo nhân, còn thổi phù một tiếng, đưa ra thật dài đầu lưỡi, liếm môi một cái. Thanh xà, là ngươi. Hồng sư đạo nhân sắc mặt hung hăng run lên, nhìn đối phương, không nghĩ tới đối phương lại là luyện khí tầng 9 tán tu, thanh xà lão nhân. Rồi sau đó liền gặp trong mắt lướt qua một vẻ dữ tợn sắc thái. Lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, uy nghiêm nói, không khỏi không thừa nhận, ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, chính là một cái luyện khí tầng 9, lại cũng dám ở ta Hồng sư trước mặt nói như vậy nói. Hơn nữa, ngươi tin không tin, ta bây giờ coi như là bị thương, có thể ta muốn phải đối phó ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Ngươi muốn thử một chút sống không bằng chết cảm giác. Dễ như trở bàn tay, sống không bằng chết, ha ha, ha ha ha. Nghe vậy. Vậy vây quanh thanh xà lão nhân cả người hắc phụ cáu kỉnh trào động lực. Đi đôi với hắn tiếng cười, lại ngay tức thì bày khắp toàn bộ đại điện, đem vậy Hồng sư đạo nhân cũng cả người tiệc cuốn vào. Hồng sư, theo ta biết, ngươi coi như là không có bị thương, vậy nhiều lắm là, cũng chính là yêu thú cấp 2 cao cấp chứ. Cứ như vậy nói tu vi cũng dám ở ta trước mặt nói mạnh miệng, thật không sợ gió lớn, nhanh đầu lưỡi. Vậy thanh xà lão nhân ha ha cười, trong thân thể. Lại sau đó chậm rãi hiện ra một cổ làm người ta run rẩy khí cơ.